Chương 1171, chịu phục. Dạ dày cũng không nhỏ mà. Lúc này Trung A cô dường như nói thầm với chính mình một câu, còn Đỗ Tử Nguyệt cũng kinh ngạc, một tia vui vẻ vì người khác gặp nạn thoáng qua. Trước kia Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ đi theo mình, qua buổi tối hôm đó mới biết bốn người này đền là đồ đệ của nghĩa phụ Lạc Hồng Trần của Đỗ Cử Văn. Đi theo mình đều là kế hoạch của Đỗ Cử Văn, buổi tối đó lập tức phản kích, thậm chí có thể nói Đỗ Tử Nguyệt hận bốn người này. Chỉ có điều Trung A cô không tỏ thái độ, mà Đỗ Cử Văn công lực so với mình còn cao hơn, hơn nữa đây là thời kỳ nhạy cảm, nhà nước đang theo dõi, Đỗ Tử Nguyệt cũng tạm thời buông tha. Tuy nhiên, Đỗ Tử Nguyệt chắc chắn sẽ không như vậy mãi, y đã bí mật liên hệ bên nhà mẹ, cũng chính là một trong sáu đại Mông hảo hán quân Nhược Ly, nhà họ Quân để có thể dựa vào thế lực nhà họ Quân áp chế Trung A cô. Trước mặt thái độ Trung A cô không rõ, chỉ có điều làm vì đại nghĩa, bình thường không tính đến chuyện gì. Tôi muốn hỏi một chút, Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ bọn họ có bán mình cho nhà họ Đỗ không? Diệp Phàm thản nhiên hỏi, cũng không dọa ai. Đương nhiên là không, bọn họ không phải là nô lệ, mà là đồ đệ của cha nuôi tôi. Đỗ Cử Văn nhìn bốn người một cái nói. Ý của anh là bốn người này tự do, bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi nhà họ Đỗ. Diệp Phàm thâm ý sâu sắc, tiếp tục hỏi. Tuy nhiên, mấy người Đỗ Cử Văn cũng cảm thấy được cái gì, tuy nhiên y vẫn gật đầu nói. Đó là đương nhiên, chỉ cần bọn họ đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể đi, hơn nữa, tôi có thể tặng mỗi người 10 triệu, để họ chi phí cho gia đình. Đỗ Cử Văn tràn đầy tin tưởng, nói rất hùng dũng. Còn ý của Trung Lão và Đỗ Tử Nguyệt. Diệp Phàm nhìn hai người hỏi. Đây là việc riêng của nhà họ Đỗ đừng hỏi tôi, nếu không phải là các cậu tấn công nhà họ Đỗ, những cái khác tôi mặc kệ. Trung A cô hít một hơi thuốc nói. Tôi không có ý kiến gì bọn họ có chân, bất cứ lúc nào cũng có thể đi. Và tôi cũng tặng thêm cho mỗi người 10 triệu để làm phí vì nhiều năm như vậy họ làm việc cho nhà họ Đỗ. Đỗ Tử Nguyệt thản nhiên nói còn khá rộng rãi, Đỗ Cử Văn khóe miệng hơi giật giật vài cái. Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ. Chẳng lẽ các anh đồng ý cả đời ở nhà họ Đỗ làm tay đấm? Vì đất nước làm việc là công việc chính đáng, có thể đường đường chính chính đi ra ngoài làm người, thế nào suy nghĩ một chút? Diệp Phàm nói, chúng tôi sẵn lòng làm việc cho đất nước. Ngoài dự đoán của mọi người, bốn người không ngờ đồng thời chắp tay nói. Đỗ Cử Văn tất nhiên mặt tối sầm quát. Vì sao, những năm gần đây tôi đối đãi với các cậu không tệ? Gái xinh xe đẹp biệt thự quyền lực không cái gì không có, chẳng lẽ còn chưa đủ? Còn Đỗ Tử Nguyệt trên mặt có một chút kinh ngạc qua nhanh, rõ ràng vui vẻ vì người khác gặp họa. Chính Trung A cô đang nắt nhắm mắt mở cùng liếc nhìn một cái, cảm thấy không thể tin nổi, sao có thể như thế được? Đỗ thiếu gia, tuy nói nhiều năm như vậy anh đối với chúng ta không tệ. Tuy nhiên chúng tôi vì nhà họ Đỗ trả giá càng nhiều, người tôi đầy vết sẹo, đều là vì nhà họ Đỗ. Nhưng đây không phải là nguyên nhân chính. Vương Triều nói đưa mắt nhìn mọi người một cái, nói thêm. Ban đầu ông nói sư phụ chúng tôi bị hội trưởng Đỗ Tiếu Trạch giết hạ, chúng tôi nghe xong thì để cho ông giật dây, toàn nghĩ đến báo thù. Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi đã điều tra rõ, căn bản là không phải thế. Hơn nữa, ông bảo chúng tôi làm việc này việc kia, cũng không phải vì báo thù cho sư phụ, ông hoàn toàn là vì chính bản thân ông. Bởi vì ông muốn toàn bộ gia sản nhà họ Đỗ, đây mới là mục đích cuối cùng của ông. Mà chúng tôi chỉ là bốn quân cờ đáng thương trong tay để ông tính kế. Nếu một ngày nào đó chúng tôi gây trở ngại với lợi ích của ông, xem ra ông sẽ không chút do dự ra tay với chúng tôi. Nếu chọc giận ông, còn không bằng chúng tôi rời khỏi nhà họ Đỗ càng sớm càng tốt. Huống chi nếu sư phụ không phải Đỗ Tiếu Trạch hại chết, chúng tôi không có lý do gì ở lại nhà họ Đỗ nữa. Còn làm trợ lý cho ông xem ông có đáng để chúng tôi làm không? Vương Triều khá thẳng thắn nói hết ra. Mẹ kiếp, Lạc Hồng Trần chính là bị Đỗ Tiếu Trạch hại chết. Đỗ Cử Văn có chút kích động quát. Tôi cũng thấy lạ, chú hai, sao chú có thể nói thế về ba cháu? Ba cháu trước kia rất thân với chú Lạc, bọn họ thân như anh em, sao có thể hại nhau? Hơn nữa, chú là con cháu nhà họ Đỗ, sao có thể đổi trắng thành đen? Nếu thật sự muốn toàn bộ gia sản nhà họ Đỗ, có thể nói thẳng, bốn phần của cháu có thể cho chú. Đỗ Tử Nguyệt thản nhiên nói, những lời này giống như nhát dao đâm vào ngực Đỗ Cử Văn. Ông ta hừ nói,
cậu biết cái gì, Lạc Hồng Trần là. Vừa nói đến đây, Đỗ Cử Văn cảm thấy có gì không đúng, nhìn Trung A cô một cái, nói tiếp. Cha nuôi của ta, ông ta có hành vi rất khó coi, có gì muốn nói lại không thể nói, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu nói. Bốn người các anh đi thôi, về sau không liên quan gì đến nhà họ Đỗ. Cảm ơn thiếu gia. Vương Triều chắp hai tay, bốn người đi đến trước mặt Diệp Phàm. Khoan đã. Lúc này Trung A cô đột nhiên lên tiếng. Tiền bối, ông có chuyện gì cần nói sao? Diệp Phàm hơi có vẻ cung kính hỏi. Bọn họ là từ nhà họ Đỗ đi ra, cậu là đến vì bọn họ. Tuy nói tôi không lo chuyện nhà họ Đỗ nhưng các người cũng quá hống hách, tôi xem không ưa. Nếu cậu là đại biểu quan trọng của nhà nước, cũng phải thể hiện bản lĩnh của mình mới được. Ngày xưa Hòa Thượng Thiếu Lâm phải đánh xong 18 La Hán mới được xuống núi. Hôm nay tôi không gây khó dễ cho bốn người Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ, nếu là cậu, tốt lắm, chỉ cần cậu tiếp được bốn trưởng của tôi, cậu có thể mang người đi, về sau, nhà họ Đỗ sẽ không tìm bốn cậu làm phiền nữa. Bao gồm cả cậu, hai người không thể làm chu, các cậu đều đi cùng. Trung A cô vừa nói, Cố Toàn khóe miệng run run, Trần Quân vẻ mặt cũng khó coi, bảo Diệp Phàm tiếp Trung A cô bát đẳng không biết mấy tầng cao thủ bốn trưởng, đó không phải là làm khó sao. Bốn trưởng này tôi tiếp. Diệp Phàm thận trọng gật gật đầu, biết Trung A cô muốn đưa bác cả phí Thanh Sơn đến. Hơn nữa, Diệp Phàm cảm giác hình như mình đã tiến vào bát đẳng trình tự nên cũng muốn thử xem nội kình của mình có mạnh hơn không. Mà Trung A cô là cách thử tốt nhất. Hắn tin tưởng, Trung A cô không dám hạ sát thủ với mình, nhiều nhất trọng thương lần nữa. Nếu không sư bá chắc chắn không đồng ý, trừ phi Trung A cô muốn nhà họ Đỗ bị giết hết. Huống chi sau lưng mình còn có nhà nước, việc này chỉ là vấn đề thể diện thôi, Trung A cô cũng sẽ không thể hồ đồ. Đến đây đi. Diệp Phàm bình tĩnh đứng trong nhà, đi thân khí, chuẩn bị nhận trận lôi đình của Trung A cô. Trưởng thứ nhất. Trung A cô thản nhiên nói, xoát ra ba thành kinh lực, hai trưởng cùng va Diệp Phàm lui ba bước cảm thấy trưởng của Trung A cô như một khối sắt đẩy lại đây. Trưởng thứ hai. Ngũ thành kinh lực. Diệp Phàm bị đẩy lui 10 bước khí huyết bắt đầu bốc lên. Trưởng thứ ba. Cùng với tiếng hét của các, thất thành kinh lực bùng nổ, gió thổi vù vù, phát ra tiếng sát sát vang xa, Cố Toàn thậm chí không dám nhìn, Trần Quân nắm chặt tay. Thình thịch. Một âm thanh kêu lên, Diệp Phàm bị đẩy bay đến 10 bước hơn, ngã xuống đất, khéo môi có máu há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, cậu ta quật cường đứng dậy, lấy tay lau miệng, quát. Một trưởng cuối cùng đến đây Trung A cô. Trưởng cuối cùng. Trung A cô cảm thấy mất mặt quá, trưởng cuối cùng không lưu tình, toàn lực xuất ra, không khí kéo theo đó hình thành một khối không khí xoáy vô hình, cuốn theo âm thanh kêu ầm ầm. Làm người ta khiếp sợ, đứng xa hơn 20 mét cảm giác tức hết ngực, áo quần đều bị gió thổi tốc hết lên, cảm giác như dao cứa vào mặt. Đỗ Tử Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc, Đỗ Cử Văn vẻ mặt mỉm cười, Cố Toàn cơ thể có chút run sợ. Trần Quân mắt đỏ lên, chuẩn bị bất cứ lúc nào cướp người đưa vào bệnh viện. Mấy người Vương Triều vẻ mặt phức tạp, bốn người nhìn nhau, vẻ mặt hoảng sợ và lo lắng. Rất lạ chính là trưởng này đụng đến Diệp Phàm cũng không phát ra tiếng vang kinh thiên gì, chỉ phát ra một tiếng vang nặng nề, mọi người cảm giác mang tai ong ong, giống như bị trống đánh vào tai, lập tức khí huyết bốc lên. Trái lại Diệp Phàm lui vài bước sau đó ngã xuống, chân ngập sâu nửa thước, đến đầu gối, bụi mù mịt. Tiên sinh, Diệp Phàm. Trần Quân và Cố Toàn khàn khàn giọng vội vàng chạy đến muốn đỡ người. Không cần đỡ tôi. Diệp Phàm đột nhiên hét lớn, phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, bắn tung tóe mấy mét. 1.2.3.4. Trung A cô hô lạnh như băng, nếu đếm đến 10 Diệp Phàm không đứng lên được, vậy không thể mang mấy người Vương Triều đi. 5.6.7.8. Trung A cô không dừng lại. Con số kia từ trong miệng đi ra. A, Diệp Phàm đột nhiên giống to một tiếng, bịch một tiếng, một ngụm máu đen phun ra xa đến hơn 10 mét đến gốc cây hoa cúc, răng rắc một tiếng, cây hoa cúc lập tức gãy. Diệp Phàm cũng đứng lên, nhìn chằm chằm Trung A cô. Mà Đỗ Cử Văn và Đỗ Tử Nguyệt vẻ mặt hoảng sợ, nội kình này chẳng lẽ đã tiến đến bát đẳng. Không thể tưởng được, cậu trẻ tuổi như vậy, không ngờ tiến vào bát đẳng. Đất nước lớn như vậy có cậu là được vậy, Phí Thanh Sơn, ông so với tôi tài giỏi SPN, ha ha ha. Trung A cô đột nhiên giống như điên cuồng, mỉm cười,
thật lâu sau mới bình thường lại hừ nói. Ôi, cậu có thể mang người đi. Tiên sinh, từ nay về sau chúng tôi đi theo cậu. Lúc này Vương Triều đột nhiên ôm quyền, bốn người thi lễ của người luyện võ, khiến Đỗ Cử Văn giận gữ bởi vì mấy người Vương Triều cho đến bây giờ chưa tôn kính y như vậy bao giờ. Chương 1172, thật ngốc. Đây là người yếu gặp người mạnh tâm phục khẩu phục, tuy nhiên, đưa mắt nhìn thằng nhóc này nghĩ Diệp Phàm đã cao thủ bát đẳng, một tia sát khí trong nháy mắt tiêu tan hết. Tuy nói là mình là thất đẳng đỉnh bậc, nhưng bát đẳng là một cửa khác, một cánh cửa lớn, 20 người thất đẳng, trong cao thủ chỉ có một bàn tay người luyện võ có thể đột phá thăng cấp bát đẳng. Thất đẳng đỉnh bậc so với bát đẳng hình như còn kém một tầng nhưng thực lực tăng gấp bội lần, không phải thêm một trình đơn giản như vậy. Ừ, các cậu đứng lên. Diệp Phàm thản nhiên nhìn bốn người một cái lại nhìn Đỗ Cử Văn nói. Về sau bọn họ là người của nhà nước. Từ nay về sau mọi ân oán cũng vậy, bốn người họ không liên quan đến nhà họ Đỗ, vừa rồi tiền bối chung cũng đã nói qua. Tuy nhiên, trước khi đi tôi hy vọng ông có thể thực hiện lời hứa của mình. Lấy đi. Đỗ Cử Văn biết Diệp Phàm nói chính là mình vừa đồng ý cho mỗi người 10 triệu để lo chuyện gia đình, mà Đỗ Tử Nguyệt cũng thản nhiên cười đưa chi phiếu ra trước, cũng là mỗi người 10 triệu. Tuy nhiên mấy người Vương Triều nhìn Diệp Phàm không dám nhận. Nhận lấy. Đây là các cậu nên được, nhiều năm như vậy các cậu cũng vì nhà họ Đỗ tốn nhiều sức lực, không ghi lại. Tiền sẽ hữu dụng, mua nhà mua xe sống đều cần tiền. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Cảm ơn Diệp tiên sinh. Bốn người xoay người đều tự nhận chi phiếu. Vừa mới ra khỏi sân nhà họ Đỗ, cơ thể Diệp Phàm mềm nhũn ra lập tức quỵ ngã xuống. Trần Quân, đỡ tôi vào xe. Diệp Phàm nói. Thật ra... Diệp Phàm biết mình không phải đột phá lên bát đẳng, vừa rồi phun ra máu kia cũng chỉ là lợi dụng sự mén hóa âm mí thuật đem máu lên khoang miệng phun ra ngoài. Nhìn như vậy có 10 phần dọa người, thực ra rất phí nội lực. Ngoài ra Diệp Phàm tiếp bốn trưởng của Trung A cô đã bị nội thương từ trước, vừa rồi chỉ là gắng gượng nếu không, đã sớm ngã xuống. Không việc gì chứ Diệp Phàm. Cố Toàn vẻ mặt ân cần, rất lo lắng, mấy người Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ cũng xông tới. Lái xe. Diệp Phàm hừ nói, đó là chiếc xe nhỏ, mọi người đều vào xe, Trần Quân đặc biệt đem Diệp Phàm ra sau để nằm đó. Đến máy bay của căn cứ, trực tiếp đến Tổng Bệnh viện Bắc Kinh. Cố Toàn nói, lần này Diệp Phàm chịu nội thương nghiêm trọng hơn so với lần trước, bởi vì kiên quyết chịu trưởng, cho nên, ước chừng phải nghỉ ngơi nửa tháng, khi khôi phục đã là đầu tháng 4, Diệp Phàm sốt ruột. Từ tháng 2 đến Ngư Đồng nhận chức. Hứa 6 tháng cuối năm phá án đã mất 2 tháng, thời gian cho mình không còn nhiều, chỉ có 4 tháng để phá vụ thảm án 88 Ngư Đồng, trong lòng Diệp Phàm thiếu tự tin. Chẳng lẽ phải cởi bỏ trang phục cảnh sát rời khỏi Ngư Đồng, đây không phải tính cách của Diệp Phàm. Bốn người Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ và Đỗ Phong đều đến bộ phận huấn luyện đặc biệt của Tổng Bộ Tổ Đặc Nhiệm A, bản lĩnh lớn, học cũng nhanh, mới nửa tháng trên cơ bản đều đã hoàn thành. Vui nhất chính là Trấn Đông Hải, không mất gì lập tức có 5 cao thủ, chính Lang Phá Thiên cũng ghen tị, vẫn ve vãn bên cạnh Trấn Đông Hải, yêu cầu đem Đỗ Phong và Vương Triều Mã Hán đến tổ vệ sĩ Trung Nam Hải, tăng cường công tác bảo vệ, chính anh ta sẽ thoải mái rất nhiều. Tuy nhiên, Trấn Đông Hải có tính toán khác, Đỗ Phong là thất đẳng cao thủ trình tự thứ 2, đương nhiên phải ở lại Tổng Bộ Tổ Đặc Nhiệm A, làm sao đòi hỏi anh ấy đi chỗ nào. Phạm vi quan tâm cũng khá lớn. Đương nhiên sẽ không tha đoàn cảnh vệ trung ương. Mà Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ cũng muốn ở lại cạnh Diệp Phàm, không muốn đi chỗ khác. Lang Phá Thiên tất nhiên tự mình làm thuyết khách, tuy nhiên bốn người họ thái độ kiên quyết. Trấn Đông Hải cũng đồng ý để Lang Phá Thiên chọn 2 người mạnh đến Trung Nam Hải. Tuy nhiên, Lang Phá Thiên ra mặt cũng không có kết quả. Bốn người kiên quyết muốn đi theo Diệp Phàm, mà Diệp Phàm lại làm việc trong chính quyền. Chính quyền thì không cần những cao thủ như Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ. Như vậy, ở chính quyền là lãng phí, cho nên việc này rất khó xử lý. Lang Phá Thiên nói không thay đổi được mấy người Vương Triều. Rõ ràng lại nói lại nhờ Diệp Phàm, 2 ngày cắm rễ ở phòng bệnh của Diệp Phàm, ý không cần nói cũng biết. Diệp Phàm cũng có chỗ khó, chuyện tổ đặc nhiệm A phức tạp, không thể để bốn người Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ đều ở lại. Cuối cùng phải nghĩ ra biện pháp giải quyết nhưng thật ra là ý của Lý Khiếu Phong. Hay là thế này, căn cứ Ngư Đồng khá quan trọng,
là một trong những mục tiêu quan trọng của tổ đặc nhiệm A. Bên đó mới có hai thành viên chính thức quá ít, vốn đã nghĩ phải có thêm hai người, tôi nghĩ thế này, đưa hai người về tổ vệ sĩ Trung Nam Hải, để làm tăng thực lực đoàn cảnh vệ Trung ương. Triệu Hổ và Trương Long gia nhập đoàn cảnh vệ, dưới sự quản lý của Lang Phá Thiên. Vương Triều và Mã Hán hai người đều đạt đến ngũ đẳng cao thủ, đến căn cứ Hùng Sơn ở Ngư Đồng. Diệp Phàm cũng ở Ngư Đồng, Vương Triều Mã Hán bất cứ lúc nào cũng có thể nghe lệnh của hắn. Ý này không tồi. Trấn Đông Hải cười gật gật đầu. Cũng đúng, cứ quyết định như vậy đi. Diệp Phàm cũng gật gật đầu, không thể không nể Lang Phá Thiên nhiều. Lão Lang lập tức có ba cao thủ trong lòng đương nhiên rất vui. Tuy nói Vương Triều Mã Hán hơn nhưng Trương Long Triệu Hổ thực lực cũng không tồi. Cũng không nói gì nữa, việc này cứ quyết định như vậy, mà việc phá án của Diệp Phàm, Vương Triều Mã Hán ở Ngư Đồng cũng rất tiện cho hắn bất cứ lúc nào gọi họ hỗ trợ điều tra. Cảm thấy đề nghị của Lão Lý cũng rất được, đương nhiên cũng sẽ không phản đối. Đương nhiên, Trấn Đông Hải đồng ý điều kiện của Diệp Phàm. Trực tiếp lấy 50 triệu qua Thiết Chiêm Hùng phụ trách đến Cục Công an thành phố Ngư Đồng. Vì tăng cường lực lượng cho Cục Công an thành phố Ngư Đồng, Diệp Phàm yêu cầu đưa Vương Triều đến Cục Công an Ngư Đồng, sau khi phá xong thảm án 88 sẽ trả lại tổ đặc nhiệm A. Trấn Đông Hải suy nghĩ mãi sau cũng đồng ý, bên đó thủ tục chắc không phiền toái, Thiết Chiêm Hùng vừa ra tay, Vương Triều lập tức thành phó cục trưởng một phòng điều tra của bộ, được điều đến thành phố Ngư Đồng tạm giữ chức phó cục trưởng, cũng là cấp phó cục. Đương nhiên, vì sợ quân ủy có người nói ra nói vào, nói tổ đặc nhiệm A can thiệp chuyện địa phương, cho nên Vương Triều tạm thời chưa có trong danh sách tổ đặc nhiệm A mà trực tiếp đến Bộ Công an, cũng hợp với quy định bí mật. Mà con trai của quân đoàn trưởng tập đoàn quân thứ 5 Lỗ Đào Thiên Lỗ Đông Phong vốn là trưởng phòng cảnh sát hình sự tỉnh Việt Đông, Diệp Phàm đồng ý cho anh ta đến thành phố Ngư Đồng, đương nhiêu việc này cũng là công việc. Cho nên, ngày 5 tháng 4 năm 1999 mấy người Diệp Phàm trực tiếp từ Bắc Kinh đến thành phố Thủy Châu của Nam Phúc, Diệp Phàm đến thăm Trần Khiếu Thiên, thấy thương thế của ông ta khôi phục khá, có thể đi lại chậm rãi trong sâu, Diệp Phàm lại kiểm tra cho ông ta sau đó châm cứu, cứ tiếp tục thế này sẽ khôi phục nhanh hơn. Sau khi chuẩn bị nhanh mọi thứ đang chuẩn bị đi thăm Tề Chấn Đào, nhưng thấy bóng dáng quen thuộc trong sân. Sẽ không phải là Kiều Viên Viên chứ? Cậu ta nghi ngờ trong lòng, không phải nghe nói cô đến Đại học Trung Sơn làm giáo sư, sao có thể đến Thủy Châu? Cậu ta nheo mắt không thể tin được. Trong mắt có hạt cát à? Để em thổi cho. Kiều Viên Viên mỉm cười, duyên dáng đi đến. Thật đúng là em, tôi còn tưởng rằng. Diệp Phàm nói chưa hết đã bị Kiều Viên Viên ngắt lời. Nghĩ em là cô bé họ Phượng đúng không? Anh vẫn nhớ mãi cô ấy đúng không? Không phải, em không phải đến Đại học Trung Sơn sao? Cho nên, không nghĩ là em. Diệp Phàm bật cười ha hả. Vội vàng nói sang chuyện khác, chỉ sợ nhắc đến Phượng Khuynh Thành Kiều Viên Viên lại hiểu sai. Là ai trong chuyện này khó có thể rộng lượng, đương nhiên, bao gồm cả đàn ông lợi hại hơn. Em đến thăm Tử Y, cũng không biết cô không tốt lắm. Kiều Viên Viên cười nói. Chị dâu tốt lắm. Diệp Tử Y trong nhà cười nói, là có ý nhận đây là chị dâu tương lai. Lần trước ở Bắc Kinh vì ngăn cản Diệp Phàm đến nhà họ Cố, Kiều Viên Viên còn bị Diệp Phàm tát một cái. Ngã xuống đất, Kiều Viên Viên có thể xả thân vì Diệp Phàm đã làm cảm động nhà họ Diệp. Việc này qua đi cha mẹ Diệp Phàm rất thích Viên Viên, vẫn lải nhải có thể làm vợ Diệp Phàm thì tốt rồi, lỗ tai Diệp Phàm nghe đến nhàm. Viên Viên tất nhiên đắc ý trong lòng, việc này được hai người lớn nhà họ Diệp gật đầu, cơ hội để mình đến nhà họ Diệp rất lớn. Tuy nhiên, Kiều Viên Viên cũng biết, Diệp Phàm còn trẻ, nghĩ đến việc kết hôn còn phải 3-4 năm nữa, mà Kiều Viên Viên lại biết. Diệp Phàm không được nhà họ Kiều đồng ý, thậm chí đến bây giờ còn chưa từng đến nhà họ Kiều. Lần trước cô đã ý tứ có thể mời Diệp Phàm đến nhà chơi, tuy nhiên cha cô Kiều Viễn Sơn không hé răng, Kiều Viên Viên có chút khổ sở trong lòng, đành lòng từ từ sẽ đến. Kiều Viên Viên cũng biết rõ, cha hiện nay đã quan tâm đến hôn sự của anh trai, nếu hôn sự của anh trai chưa được quyết định, mình chưa thể có quyết định gì. Hơn nữa Diệp Phàm muốn có được sự tán thành của nhà họ Kiều. Phải cố gắng hơn mới được. Nói như anh cả Kiều báo quốc, hình như có ác ý với Diệp Phàm, cho nên, Kiều Viên Viên muốn để Diệp Phàm đến Việt Châu, tạo quan hệ tốt với Kiều báo quốc. Nếu có thể để hắn thành bạn tốt của anh cả có thể giúp mình một phen, ít nhất, anh ấy cũng không phải đối Diệp Phàm.
Đương nhiên Kiều Viên Viên cũng biết, Diệp Phàm rất kiêu ngạo, với thân phận phó soái tổ đặc nhiệm A, hắn thật sự có thể cao ngạo. Tuy nhiên, thân phận này không thể công khai, không thể thể hiện với nhà họ Kiều. Trong lòng Kiều Viên Viên khá buồn rầu, nhưng không có cách nào. Vừa phải làm tốt quan hệ với anh trai, lại không thể làm tổn thương lòng tự trọng của Diệp Phàm, hai bên đều phải cân bằng, Kiều Viên Viên đau hết đầu. Mau thổi đi, hạt cát ở trong mắt khá khó chịu, không mở ra được. Diệp Phàm giật mình, rõ ràng tương kế tự kế, có thể để con gái thổi cũng tốt. Tuy nhiên, Kiều Viên Viên cũng đỏ mặt, giúp hắn thổi vài cái, Diệp Phàm vẫn nói không ra. Đương nhiên không ra vì trong mắt hắn không có gì. Lúc này Diệp Tử Y cũng đùa, cười nói. Ngốc quá, chị dâu, dùng môi không phải là ra sao. Chương 1173, tam giác sắt trong tỉnh ủy. Ừ, nghe nói biện pháp này rất tốt, Viên Viên em làm đi. Diệp Phàm đương nhiên lập tức phối hợp còn nháy mắt với em gái một cái. Việc này, Kiều Viên Viên nhìn Diệp Tử Y ngượng ngùng. Chị dâu, chị còn sợ cái gì? Trước kia cái này cô Phượng còn giúp anh em lau mặt. Diệp Tử Y không ngờ nói dối. Kiều Viên Viên vừa nghe nhăn mặt hừ nói. Lau mặt thì có gì ngạc nhiên, để em lau mắt. Nói xong đưa môi đến gần mắt Diệp Phàm. Ha ha! Diệp Phàm rõ ràng cố ý, cắn vào miệng Kiều Viên Viên. Không, được. Kiều Viên Viên sợ Diệp Tử Y cười, vội vàng ngừng lại. Kiều Viên Viên xấu hổ mặt đỏ bừng, thấy Diệp Phàm tiến sâu, mới nhẹ nhàng nói. Đôi tay mạnh mẽ của Diệp Phàm nhanh chóng ôm người con gái vào ngực, hai người ôm chặt lấy nhau, chơi trò đấu miệng. Thật lâu sau mới buông ra. Anh, chuẩn bị ăn cơm. Lúc này, Diệp Y Tử cười nói. Không cần, anh đến nhà chú Tể ăn cơm. Diệp Phàm cười nói, nhìn Kiều Viên Viên nói. Anh muốn đến nhà chú Tề một chuyến, em và Y Tử ăn cơm đi. Chú Tề, có phải là cha của Tề Thiên Tề Trấn Đào không? Kiều Viên Viên đoán đúng ngay. Ừ. Diệp Phàm gật đầu. Em đi cùng anh có được không? Kiều Viên Viên vẻ mặt chờ đợi, bởi vì cô biết quan hệ giữa Diệp Phàm và nhà họ Tề rất tốt, nếu mình có thể đến nhà họ Tề thì quan hệ này không phải càng bền chắc. Việc này. Diệp Phàm có chút chần chừ. Anh lo lắng cái gì? Kiều Viên Viên em làm cho anh mất mặt à? Có phải vì em xấu nên anh không dám mang em theo? Kiều Viên Viên tức giận quay mặt đi chỗ khác. Đi, đi cùng. Diệp Phàm cười nói, kéo Kiều Viên Viên bước đi, tuy nhiên hắn không phát hiện tia đắc ý trên mặt Kiều Viên Viên. Cậu nhóc, đến Ngư Đồng rồi chứ? Tề Trấn Đào khá thân thiết, đang ngồi dưới bóng cây trong nhà họ Tề, bàn bên cạnh đặt một đĩa lạc, một đĩa đậu và vài cái chén. Chú Tề, cuộc sống khá thoải mái nhỉ. Diệp Phàm trêu, cũng không khách khí, ngồi xuống ghế bên cạnh. Kiều Viên Viên đứng cạnh Diệp Phàm không nói gì, điều lạ là Tề Trấn Đào nhìn cô một cái cũng không hỏi gì. Thoải mái cái gì, cháu đã lâu không tới, có phải hiện giờ đã thăng quan, xem thường chú Tề này không? Tề Trấn Đào tức giận, hừ nói, quay sang gọi bà xã. Nhã Mai, mang thêm hai bát đũa ra bàn đi, và làm thêm vài đồ nhắm rượu. Không phải nói còn chờ bí thư đoàn và mấy người nữa đến sao? Phòng Nhã Mai không biết Diệp Phàm đã đến, nói vọng từ trong phòng ra. Diệp Phàm tới rồi, còn lão đoàn và lão thiết cũng sẽ đến nhanh thôi, mang thêm mấy bát đũa, vừa vặn một bàn. Tề Trấn Đào cười nói, gần đây vì ảnh hưởng từ quan hệ của Diệp Phàm, ba người Tề Trấn Đào, Thiết Thác và Đoàn Hải Thiên cũng thân thiết tạo thành một nhóm. Trong hội nghị thường vụ từ chuyện lần trước của Diệp Phàm, ba người cũng dần dần có chung một cách nghĩ, gần đây là thời kỳ ly hợp, có lẽ tỉnh Nam Phúc sẽ xuất hiện một tam giác sắt. Đã biết Diệp Phàm đến cũng không báo trước để dì Phong chuẩn bị một chút đồ ăn ngon cho cháu bồi dưỡng cơ thể. Phong Nhã Mai vẻ mặt yêu thương từ trong phòng đi ra. Bí thư đoàn và chủ nhiệm Thiết sẽ đến. Diệp Phàm ngồi thẳng lên, Kiều Viên Viên chịu khó, cứ tự nhiên, giúp Phong Nhã Mai cùng dọn dẹp. Chắc là cũng đến nhanh thôi, ha ha. Tề Trấn Đào nhìn Diệp Phàm một cái, thầm nghĩ, cậu nhóc này thật sự có phúc lớn, nếu không qua nó sao mình có thể thân thiết với Đoàn Hải Thiên và Thiết Thác. Từ giọng của Đoàn Hải Thiên và Thiết Thác có thể thấy, hai người rất yêu quý Diệp Phàm. Cô nàng xinh đẹp, cháu tên là gì? Phong Nhã Mai dọn dẹp bên trong cười nói. Tên cháu là Kiều Viên Viên, dì Phong chào dì. Kiều Viên Viên vô cùng lễ phép chào hỏi.
Tốt, Viên Viên nói rất ngọt, cháu và Diệp Phàm ngồi đi, để dì giúp bà giúp việc làm vài món ăn khách sắp đến rồi. Phong Nhã Mai cười nói. Để cháu giúp dì một tay. Kiều Viên Viên rất hiền lành. Vậy cũng tốt. Phong Nhã Mai gật đầu, hai người đi vào trong. Cậu nhóc, cô nàng này là ai? Tề Chấn Đào thản nhiên hỏi. Là bạn. Diệp Phàm trả lời. Cậu cũng phải chú ý đừng có chân dẫm lên mấy thuyền, đến lúc sẽ gặp phiền toái lớn. Tề Chấn Đào vừa nói nhỏ bên tai Diệp Phàm. Chính là muốn cũng đừng mang đi khắp nơi khoe khoang, việc này không thể khoe khoang. Mặc dù là quan hệ giữa tôi với cậu cũng không được, cậu hiện giờ là cán bộ cấp sở, phải chú ý đến ảnh hưởng có phải không? Việc này tốt nhất là giữ trong bụng mới tốt. Cháu chưa kết hôn, việc này hẳn là không sao chứ? Diệp Phàm thản nhiên nói. Không sao, nói không sao cũng là không sao, nói sao thì có khi cháu sẽ rắc rối. Tề Chấn Đào tức giận hừ nói. Cháu biết rồi. Diệp Phàm gật gật đầu. Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng Đoàn Hải Thiêu và Thiết Thác sang sảng cười nói. Lão Tề, trong nhà có phải còn khách quý hay không? Xem ra, hôm nay đến đúng lúc, được chén một bữa rồi, ha ha. Được thôi. Tề Chấn Đào ngồi thẳng dậy vẻ mặt thoải mái, cười nói. Thiết Thác và Đoàn Hải Thiên vào, Diệp Phàm cười chào. Diệp Phàm ở đây à, thật không ngờ, ha ha. Đoàn Hải Thiên vẻ mặt hiền hòa cười nói, mấy người nói vài câu rồi ngồi xuống. Diệp Phàm, thảm án 88 thế nào? Thiết Thác thói quen nghề nghiệp, tán gẫu cũng nói đến phá án. Chưa có manh mối gì, vụ án này rất phức tạp. Diệp Phàm có vẻ mất mát, lắc lắc đầu. Án lớn trong án ngoài phải phân rõ. Trong một đêm ngư đồng chết nhiều người như vậy chắc chắn có lãnh đạo liên lụy trong đó, đơn giản thì là vì tranh chấp lợi ích. Thiết Thác thản nhiên nói. Ừ, mọi người đều vì lợi ích của mình, không có lợi ích sẽ không có mâu thuẫn gì. Tôi cũng không né tránh vấn đề này, liên quan đến tình cảm cũng là một loại lợi. Thảm án ngư đồng chắc có nhiều người giỏi trong đó. Khi điều tra án đồng thời phải chú ý bảo vệ chính mình, đừng làm cho án không phá xong mà mình đã bị vùi lấp. Đoàn Hải Thiên vẻ mặt thận trọng dặn dò. Cháu sẽ chú ý. Diệp Phàm gật gật đầu. Nghe nói ngày đầu cậu xuống đó đã đưa ra lời hứa phá án trong nửa năm, hiện tại đã gần 2 tháng. Diệp Phàm việc này chứng tỏ khả năng điềm tĩnh của cậu vẫn chưa được, bị người khác kích động, dễ dàng nói ra. Muốn phá án, nhưng không thể cứ nói như thế. Cậu vẫn phải theo, nửa năm không được thì một năm không được thì 2 năm. Tôi nghĩ chỉ cần cậu nghĩ kỹ, phá án là một việc cần có sự kiên nhẫn, cậu phải suy nghĩ đi, hàng ngàn hàng vạn manh mối rối rắm trong một vụ án phải tìm ra chỗ liên quan, chỉ cần tìm được chỗ liên quan, tức là đã tìm được nguồn gốc của vụ án, cũng là lúc có thể tìm ra manh mối. Và lại, cậu đến ngư đồng ở đó 3 năm không thành vấn đề, trước nên ổn định trước. Đừng cả ngày nghĩ đến việc thăng cấp. Với cậu chức vụ của cậu hiện tại mà nói đúng theo thể chế cán bộ mà nói thì đã là nuông chiều cho hư. Mặc dù là có lai lịch lãnh đạo cũng không thể liên tục thăng cấp cho cậu như vậy. Quy chế cán bộ thăng chức đều phải có quy tắc, phá hư một lần còn phá hư lần nữa, liền có người không hài lòng. Huống chi, cậu cũng không thể dựa vào người phía sau lưng, như vậy sẽ tạo cho người ta cảm giác không có năng lực. Anh ta sẽ giúp cậu một lần. Thậm chí 2 lần, nhưng chắc chắn không có lần thứ 3. Hoàng đế bất tài cuối cùng cũng sẽ phải tính toán, Gia Cát Lượng cuối cùng vì sao không thể nâng ông ta dậy nổi, cậu nên nghĩ. Thiết Thác vẻ mặt nghiêm túc nói. Đúng vậy, Gia Cát Lượng là một người trung thành ngu ngốc, cũng không tính đến Hoàng đế A Đẩu là người không thể đỡ dậy nổi, nếu không y tự mình ngồi lên ngôi Hoàng đế, có lẽ lịch sử Tam Quốc sẽ thay đổi, ha ha ha. Tề Chấn Đào cười sang sảng. Nhìn Diệp Phàm một cái nói. Vụ án ở ngư đồng bên trong cục công an có quỷ. Lãnh đạo thành phố chắc cũng có người liên quan, về phần nói là tỉnh không có ai liên quan cũng khó. Một vụ án như vậy, liên quan chắc chắn rất kinh người, phạm vi rộng, khó khăn lớn, cậu phải chuẩn bị tốt mọi việc mới được. Hơn nữa, cậu phải có thành viên tổ chức phá án của mình mới được, nếu không, đừng nói phá án, chính cậu khi nào bị giết cũng khó nói. Lôi Ngư cậu có thể không biết ông ta là phó bí thư thứ nhất ủy ban kỷ luật tỉnh Việt Đông. Tôi sẽ gọi điện cho ông ấy, cần giúp gì cậu có thể trực tiếp tìm ông ta. Ông ấy là bạn học của tôi, hồi đại học chúng tôi vẫn chơi cùng nhau.
Ông ta cả ngày ngủ cùng tôi, nói thì nghe cả tôi đánh rắm. Lời của Thiết Thác làm mọi người cười vang, Thiết Thác cũng không nhịn được cười. Diệp Phàm đây là món anh thích nhất. Lúc này Kiều Viên Viên mang tạp dề trên người cười vang bưng đồ ăn ra, đem một mâm lớn đến trước Diệp Phàm. Cô nàng xinh đẹp, rất lịch sự. Đoàn Hải Thiên nhìn Kiều Viên Viên một cái, sửng sốt cố tình cười nhìn Diệp Phàm một cái. Ông ấy là bí thư Thủy Châu, anh gọi ông ấy là anh Đoàn, Viên Viên, em cũng gọi thế đi. Diệp Phàm giới thiệu lại hơi hơi chỉ vào Thiết Thác cười nói. Anh ấy là anh trai của Thiết Chiêm Hùng ở Bắc Kinh, là nhân vật số 1 của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Còn có cha của Tề Thiên, chú Tề, giới thiệu cho em một chút, đừng đến lúc gặp mặt còn không biết, như vậy không tốt. Ba vị đều là bề trên của anh, thực ra giống như anh của anh. Chào anh Đoàn, chào chủ nhiệm Thiết, chào chú Tề. Kiều Viên Viên mặt ửng đỏ chào hỏi. Ha ha ha. Thiết Chiêm Hùng và Thiết Thác đột nhiên cười vang, Đoàn Hải Thiên cũng hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Chương 1174, trong lòng có quỷ. Việc này ngại quá anh Đoàn. Diệp Phàm trong nháy mắt hiểu rõ, đang muốn giải thích một chút. Tề Chấn Đào chợt cười nói. Lão Đoàn, chú Tề mới có vẻ, một chút. Ừ, bác Thiết cũng đúng. Thiết Thác không ngờ nghiêm chỉnh đùa một chút, còn chiếm chỗ của Tề Chấn Đào, lão Tề tất nhiên có chút không vui, trừng mắt nhìn Thiết Thác một cái. Tuy nhiên, Thiết Thác cũng hừ nói. Nhìn gì, tôi không phải lớn hơn anh sao? Cũng đến vài tuổi, người ta nói quan lớn đè chết người, lớn hơn mấy tuổi có thể đè chết người. Chúng ta đề bạt lựa chọn cán bộ tuổi này không phải là cùng một bậc xét sao? Lần này khu kinh tế mới Hồng Liên nếu không phải Diệp Phàm rất trẻ có lẽ đã hư. Ôi! Tề Chấn Đào thở dài cam chịu. Tôi hỏi ông có phải nhìn thấy cô gái xinh đẹp liền choáng, xưng hô cũng muốn làm phản. Đoàn Hải Thiên trừng mắt hừ nói. Diệp Phàm gọi anh là anh Đoàn, em cũng gọi như vậy, hơn nữa, lúc Diệp Phàm nói vậy ngài cũng không phản đối. Kiều Viên Viên nói tới đây thấy mặt lão Đoàn có chút khó chịu, chợt cười nói. Có phải hay không chú Đoàn? Ha ha, chú Đoàn tốt, cô nàng này nói rất ngọt, so với cậu nhóc Diệp Phàm thì hơn nhiều lắm. Đoàn Hải Thiên thoải mái mừng rỡ, ít nhất giữ được thể diện. Chú Đoàn, chú không thể gọi Diệp Phàm như vậy, anh ấy tốt xấu cũng là lãnh đạo đúng không, gọi anh ấy là cậu nhóc thì mãi mãi anh ấy không lớn đúng không ạ? Trong lòng Kiều Viên Viên, Diệp Phàm là lớn nhất mặc kệ ông là Đoàn Hải Thiên cũng không là gì trong mắt Kiều Viên Viên. Viên Viên, cháu nói rất có lý, tuy nhiên, có một chút cháu thể hiện không tốt. Tề Chấn Đào cười lạ lùng. Cháu không cảm thấy có gì không tốt. Kiều Viên Viên thản nhiên nói. Làm người phải giữ nguyên tắc đúng không? Tề Chấn Đào hỏi. Đương nhiên không có nguyên tắc không thành người. Kiều Viên Viên đáp. Vậy là tốt rồi. Chứng tỏ cháu có thể hiểu được điểm này, tốt lắm. Chính là vấn đề xưng hô, vừa rồi đầu tiên cháu gọi là anh Đoàn, sau vì sợ người ta lập tức đổi thành chú Đoàn. Việc này có chút không đúng, đặc biệt là người làm lãnh đạo, không thể như vậy, nếu không, cuối cùng ai cũng không thích có phải Viên Viên. Tề Chấn Đào đùa. Đúng đúng đúng, cần phải gọi là anh Đoàn, giữ nguyên tắc thôi. Thiết Thác cũng góp vui. Tôi nói với hai ông, sao lại ghen tị lần nữa? Lúc trước tôi cũng nghe nói qua một việc, cậu cùng Thiết Chiêm Hùng xưng anh em, Diệp Phàm không phải cậu gọi Thiết Chiêm Hùng là anh Thiết, như vậy thì chuyển thế nào, ha ha. Đoàn Hải Thiên đột nhiên nghĩ ra biện pháp, nhưng làm Thiết Thác và Tề Chấn Đào không nói được gì. Tề Chấn Đào quay người vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Viên Viên, hiện tại tôi vẫn chưa biết cháu họ gì, người ở đây, đang làm gì đều không rõ. Cháu phải biết rằng có thể đi theo Diệp Phàm đến chỗ chúng ta rất ít cô nàng. Cô gái họ Phượng kia chưa đến đây có phải không? Kiều Viên Viên hỏi về Phượng Khuynh Thành, Diệp Phàm cảm thấy có chút phiền. Không có đến nay hình như chỉ có cháu. Tề Chấn Đào thuận miệng đáp, giật mình thầm nghĩ cô nàng này sao biết Phượng Khuynh Thành, không phải cô cũng là con nhà danh giá ở Bắc Kinh chứ, quyết định điều tra kỹ. Tuy nhiên, Đoàn Hải Thiên mở miệng trước, cười nói. Diệp Phàm, cậu cũng giới thiệu một chút, bạn của cậu đến đây cũng không giới thiệu. Về sau gặp mặt không biết. Chú Đoàn, tên cháu là Kiều Viên Viên, nhà ở Bắc Kinh, hiện đang là giảng viên âm nhạc ở Đại học Trung Sơn. Kiều Viên Viên nghe thấy chữ bạn bè từ Đoàn Hải Thiên nói ra trong lòng rất vui. Vội vàng gọi chú Đoàn.
Không tồi, không tồi. Không thể tưởng tượng được cháu trẻ như vậy đã là giảng viên đại học. Tề Chấn Đào cố cười nói. Không phải giảng viên, hiện tại cháu chỉ là trợ lý giảng viên. Kiều Viên Viên thản nhiên nói. Viên Viên, ba cháu chắc cũng công tác trong chính phủ, Diệp Phàm cậu ta rất nịnh bợ, không phải con cái nhà lãnh đạo hắn không cần. Tề Chấn Đào nói chuyện, Diệp Phàm thiếu chút nữa nghẹn họng nhìn chân chối. Thiết Thác và Đoàn Hải Thiên đều tinh ý, lão Tề sao lại đến nông nỗi này, quả thực là loạn. Chú Tề nói đúng lắm, hắn chính là người như vậy, nhà cô Phượng Khuynh Thành kia rất có lai lịch. Cha người ta đương nhiệm là Thứ trưởng Bộ Tài chính. Kiều Viên Viên nói. Đoàn Hải Thiên và Thiết Thác vừa nghe có chút chấn động, Thiết Thác nghe Thiết Chiêm Hùng nói một chút trước, còn không kinh ngạc bằng Đoàn Hải Thiên. Ha ha, chắc là cha cháu không phải là người thường đi. Tề Chấn Đào mừng đến nỗi không để ý gì hỏi tiếp. Cha cháu công tác ở ban tổ chức trung ương. Kiều Viên Viên biết rõ đáp, cô rất thông minh, cô biết ngồi đây đều là ba ủy viên thường vụ tỉnh ủy Nam Phúc, chiếm 4 phần của tỉnh Nam Phúc, Diệp Phàm sau này muốn dẹp đường về phủ, chính mình cho họ biết một chút để giúp đỡ Diệp Phàm. Hơn nữa, nói thế này ai không biết, có lẽ một trong ba vị có người sẽ đến đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy tỉnh Việt Đông cũng khó mà nói. Kiều Viên Viên cũng tùy ý trả lời, ba người nghe xong lập tức suy nghĩ nhanh, họ Kiều lại công tác ở ban tổ chức trung ương sẽ không phải là bộ trưởng chủ nhiệm Kiều chứ. Tuy nhiên, ban tổ chức trung ương có mấy vị họ Kiều cũng không thể biết chính xác, tin chỉ cần công tác ở ban tổ chức trung ương đã thu hút sự chú ý của người khác. Đặc biệt với ba lãnh đạo như Tề Chấn Đào này, mỗi lần thăng chức đều phải trải qua ban tổ chức trung ương. Có phải ba cháu là bộ trưởng Kiều? Đoàn Hải Thiên muốn biết rõ hơn, cố ý ra vẻ nghiêm túc. Cháu kính chú một ly, chú Đoàn. Kiều Viên Viên không trả lời, cũng chuyển đề tài khác, giơ chén rượu lên. Hình như là thỏa thuận ngầm, ba vị này đều là lãnh đạo, việc này còn không rõ sao. Nhìn Diệp Phàm một cái thấy cậu ta vẻ mặt như không liên quan. Muốn hỏi cậu nhóc này xem có đúng hay không nhưng ngại không dám hỏi, ba người này đành chịu. Đương nhiên Đoàn Hải Thiên có thể bày ra một cách, nhân dịp này đứng lên cười nói. Cậu Diệp, cô Kiều, ba người chúng ta cùng uống một ly. Để anh Đoàn tôi thử hai người một cái. Đoàn Hải Thiên vẻ mặt không tệ, trước mặt mọi người tình nguyện xưng anh Đoàn, khiến cho Thiết Thác và Tề Chấn Đào không nói được gì. Đương nhiên, bọn họ cũng không chậm sao có thể đẻ Đoàn Hải Thiên chiếm hết ưu thế, hai người cũng đứng lên cười nói. Nâng chén mời chăng, ba người uống rượu không được tốt, hay là thành 5 người, ha ha ha. Lão Tề, xem ông vui, rõ ràng là thành 6 người thôi vậy. Phong Nhã Mai bưng thức ăn ra bày lên bàn, lau tay nói. Tốt, tốt, phu nhân biết rõ ý tôi rồi. Tề Chấn Đào đương nhiên rất vui. Đắc ý nhìn lão Đoàn và lão Thiết một cái. Cạch cạch mấy tiếng vang lên, 6 chén rượu chạm vào nhau. Ba lãnh đạo ngồi đây bàn chuyện nội bộ của tỉnh, bọn họ cũng không giấu Diệp Phàm. Diệp Phàm đến đây thăm Tề Chấn Đào còn có một mục đích khác, chính là tìm chỗ cho Vệ Sơ Tịnh. Bởi vì cô không muốn ở Ngư Dương nữa, đến thành phố thì nhất thời chưa có vị trí. Tuy nhiên, Kiều Viên Viên đang ngồi đây chỉ sợ cô nàng hiểu nhầm. Lão Đoàn, nghe nói khu kinh tế mới Hồng Liên tổ chức nhân sự đã xong một nửa, sợ là còn rất nhiều vị trí. Tề Chấn Đào nói chuyện phiếm. Nào có nhanh như vậy, việc này, tổng hợp phát triển khai thác bên trong rất phức tạp. Đoàn Hải Thiên cố nén cười, nhìn Diệp Phàm một cái. Thôi vậy, Diệp Phàm tuy nói không ngồi lên vị trí bí thư của Hồng Liên, cũng là tái ông mất ngựa đến Ngư Đồng cũng không tìm được vị trí rất tốt. Thiết Thác thản nhiên nói. Biết Đoàn Hải Thiên không thoải mái khi nhắc đến chuyện này. Bí thư Đoàn, hy vọng về sau có thể có cơ hội công tác cùng anh. Diệp Phàm cười nói, hiện tại đang nói chuyện công việc cho nên Diệp Phàm xưng hô ông ta là bí thư Đoàn. Việc này đương nhiên tôi sẽ hoan nghênh bất cứ lúc nào. Đoàn Hải Thiên cuối cùng tươi cười nói. Bí thư Đoàn, có thể đề cử một người cho anh. Diệp Phàm kiên trì, thăm dò việc này, bởi vì hiện tại là thời cơ tốt. Ít nhất Đoàn Hải Thiên cũng sẽ nể mặt Tề Chấn Đào và Thiết Thác. Chính mình cũng sẽ là lót đường tốt cho Vệ Sơ Tịnh. Ai, cậu nói thắng, tôi không thích vòng vo. Đoàn Hải Thiên nhìn Diệp Phàm nói. Đương nhiên, Đoàn Hải Thiên nói với Diệp Phàm nhưng với những người khác cũng nói thế. Lãnh đạo của em ở Ngư Dương Vệ Sơ Tịnh, khi em ở Ngư Dương,
cô ấy từ Ủy ban Kinh tế Thương mại xuống tạm giữ chức chủ tịch huyện. Bí thư vệ tốt nghiệp Đại học Harvard của Mỹ, còn có bằng thạc sĩ, với phát triển kinh tế rất có ý nghĩ. Anh nhìn xếp hạng của Ngư Dương trong vài năm nay thì biết. Năm em đi Ngư Dương xếp gần cuối tỉnh. Hiện tại nghe nói đã tăng lên nhiều, trong 3 năm đã phát triển nhiều. Việc này là do sự chỉ đạo và tính quyết đoán của cô, tuy là nữ bí thư nhưng thận trọng, là suy nghĩ lại không cứng nhắc, có tầm nhìn, có chí tiến thủ. Diệp Phàm mang hết khả năng thổi phồng về Vệ Sơ Tịnh, đương nhiên Diệp Phàm chỉ thổi phồng những cái đã có. Xem ra, quan hệ của hai người cũng không tệ lắm. Đoàn Hải Thiên thản nhiên nói, Diệp Phàm giật mình, biết Đoàn Hải Thiên dao động. Vệ Sơ Tịnh đã được ông ta đồng ý, còn phải xem quan hệ giữa Diệp Phàm và cô ta. Tuy nhiên, Đoàn Hải Thiên nói lời này làm Diệp Phàm giật mình, ánh mắt ý tứ liếc Kiều Viên Viên một cái, thấy cô nàng không có biểu hiện gì, cũng suy nghĩ một chút. Chương 1175, qua đêm trong xe có được không? Cười nói, thật ra khi cô ấy mới đến Ngư Dương em với cô ấy vẫn là kẻ thù. Sao lại thế? Tề Chấn Đào có vẻ hứng thú, hỏi một lời hơi thừa. Em lúc đó không phải vừa nhận chức chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền. Không thể tưởng tượng được đầu tiên là cô ấy lấy mũ của em nhét vào phòng tôn giáo làm một cục trưởng. Sau đó tiếp xúc nhiều cũng hiểu cô hơn, rất tốt với cán bộ, người phụ nữ này cũng không tham, đương nhiên cũng có chút dã tâm. Thật ra, làm lãnh đạo người nào không có dã tâm, tất nhiên là muốn chiếm được vị trí cao. Tuy nhiên dã tâm của cô là tạo ra thành tích, từ thành tích được lãnh đạo coi trọng. Cô là một bí thư huyện ủy được đánh giá cao. Đương nhiên trong công việc suy nghĩ của cô cũng không thay đổi, khá hiện đại và có chí tiến thủ. Hơn nữa, sau này cô cũng quan tâm đến em. Lúc đó cô bảo em xây dựng một khu kinh tế, trên cơ bản giao hết quyền lực của huyện cho em. Đáng tiếc không đến một tháng em đã đến huyện Ma Xuyên làm chủ tịch huyện. Lần trước về hỏi thăm cha mẹ, có hỏi thăm cô, thấy cô muốn thay đổi chỗ làm, Ngư Dương tuy nói kinh tế phát triển tốt nhưng nước quá nhỏ. Tuy nói nước cạn nhưng các quan hệ ở huyện Ngư Dương cũng khá phức tạp. Ngư Dương lúc đó có 4 hổ, 4 gia tộc lớn là rắc rối khó gỡ của huyện. Em lúc đó ở đấy cũng đấu cùng 4 gia tộc kia mấy thủ đoạn, khá làm người ta đau đầu và khó xử. Và lại, cô cũng muốn mở rộng không gian phát triển. Em nghĩ khu kinh tế mới Hồng Liên chính là một nơi lớn để thể hiện tài năng. Nếu bí thư đoàn có thể cho cô một cơ hội, cô có thể phát huy sức mạnh của thạc sĩ Harvard. Diệp Phàm bình tĩnh cười nói. Cô kỳ vọng có vị trí nào? Đoàn Hải Thiên thản nhiên cười nói. Nếu có thể cho một cấp cục trưởng phó chủ tịch quận có lẽ có thể phát huy sở trường của cô. Đương nhiên, nếu có thể là phó giám đốc sở thì càng thích hợp. Diệp Phàm cũng không nói nhiều, nói trắng ra. Cô bao nhiêu tuổi? Đoàn Hải Thiên hỏi, xem ra có chút để ý. Thật ra, khu kinh tế mới Hồng Liên gần đây cũng khá phức tạp. Đoàn Hải Thiên cũng thất vọng và buồn bực, ông ta không cam chịu. Vốn muốn khu kinh tế mới Hồng Liên hoạt động tốt mình có thể thêm một chút thể diện chính trị, không thể tưởng tượng được đầu tiên đã làm cho người ta thất vọng. Cho nên ông ta cũng muốn đưa đến đó một số người mình vừa ý. Lúc em ở Ngư Dương cô ấy làm chủ tịch huyện đã hơn 30 tuổi. Hiện tại đã hơn 3 năm, hẳn là 32 tuổi rồi, hơn nữa cô có nhiều thành tích, là bí thư huyện ủy. Đề bạt phó giám đốc sở tuy trẻ tuổi một chút nhưng hào phóng mà nói hoàn toàn phù hợp với trình tự tổ chức. Diệp Phàm nói. Ha ha, so với cậu thì phù hợp trình tự. Việc này để tôi suy nghĩ. Đoàn Hải Thiên gật đầu nhìn Diệp Phàm một cái, còn nói thêm. Thế chắc là cô ấy đã nghe nói về khu kinh tế mới Hồng Liên, cậu bảo cô ấy tìm hiểu một chút, nếu có thể thì làm một kế hoạch phát triển đi. Nếu có thể làm được, đề bạt phó giám đốc sở cũng không có vấn đề gì lớn. Đương nhiên, cán bộ cấp phó sở của khu kinh tế mới Hồng Liên cũng khá đặc biệt, đầu tiên là phải qua hội nghị thường vụ của thành phố Thủy Châu, sau đó qua ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Việc này cũng không phải là vấn đề lớn, vấn đề mấu chốt là có thể viết ra một kế hoạch phát triển làm tôi thấy hợp lý. Tôi cũng phải nói trước một câu, tôi không cần cô làm một kế hoạch phát triển toàn bộ khu kinh tế mới Hồng Liên, cái đó là yêu cầu cao với cô ấy, yêu cầu của tôi chính là, có thể làm một bộ phận là được. Diệp Phàm, cậu có thể đề cử cô ấy, với ánh mắt phát triển kinh tế của cậu mà nói, cô ấy ít nhất điều kiện phù hợp với một cán bộ cấp phó giám đốc sở. Đương nhiên phù hợp thì phù hợp, để chính thức được đề bạt thì còn phải công khai.
nói rõ là con la là con ngựa, lôi ra mới không phải. Cậu có hiểu ý của tôi không? Em hiểu, em sẽ nói với cô ấy, nói vậy cô sẽ phải công khai. Diệp Phàm thực ra trong lòng không tự tin cho lắm. Tuy nhiên, hiện tại cũng là đâm lao phải theo lao, mặc kệ thế nào, dù sao cũng đã nói ra, trên đường lùi bước không phải tính cách của Diệp Phàm. Diệp Phàm biết điều chào xin phép về trước, biết ba lãnh đạo chắc chắn bàn một số chuyện bí mật của tỉnh. Diệp Phàm vừa đi, Tề Chấn Đào nhìn Thiết Thác và Đoàn Hải Thiên cười nói. Cô nàng này hình như có chút lai lịch. Có lẽ cô đúng là con gái của Kiều Viễn Sơn, tuy nhiên, cũng khó nói. Ban tổ chức trung ương có mấy người họ Kiều. Đoàn Hải Thiên cau mày ra vẻ không chắc chắn. Mặc kệ có phải bộ trưởng Kiều hay không, ít nhất cha cô cũng công tác ở ban tổ chức trung ương, trong đó thì một cục trưởng cũng tương đương một phó giám đốc sở. Đối tượng kiểm tra đều là lãnh đạo lớn ở địa phương hay thứ trưởng. Mà cán bộ ban tổ chức trung ương đi mà nói, giống như là cán bộ cao cấp. Còn nữa, nếu kinh nghiệm lâu, lời nói có thể ngang hàng cấp thứ trưởng. Thiết Thác thản nhiên nói. Ừ, khi nào hỏi Diệp Phàm một chút sẽ rõ. Tề Chấn Đào thản nhiên nói, thực ra trong lòng khá cao hứng, có thể thông qua Diệp Phàm quen biết một người cấp trên đương nhiên tốt. Việc này cũng không phải nói Tề Chấn Đào muốn thoát khỏi phe phái nhà họ Phượng ở Bắc Kinh. Nhà họ Phượng cũng không thể giúp đỡ ông ta mọi chuyện, có chuyện phải chính mình tự lo. Hơn nữa, mọi việc mình đều tự làm, nhà họ Phượng chỉ dùng vào thời điểm mấu chốt, bọn họ mới cho rằng thời điểm đó mới đáng để giúp. Bởi vì phe phái cũng là một tập đoàn chính trị lớn, cán bộ cần giúp đỡ trong đó cạnh tranh cũng khá kịch liệt. Có thể làm cho phe phái tán thành, anh cũng phải có thành tích đáng tán thành mới được. Nếu không, anh không có một chút thực lực, người ta có thể giúp anh làm gì? Người ta có thể giúp anh, cũng là nhìn thấy tài năng của anh có thể cống hiến cho phe phái. Vừa mới lái xe không lâu, thấy một khu phát ra ánh chớp, nhưng cây lớn đều bị đổ. Bên ngoài đã bị ngăn không cho xe lưu hành, Diệp Phàm vừa thấy định quay đầu tuy nhiên, có phiền toái đến, phía sau đầy xe xếp hàng dài, hơn nữa đường hẹp, tình hình này cảnh sát giao thông không cho phép đi ngược chiều, lập tức liền nằm giữa đám xe cộ, không thể tiến, không thể lui, xem ra phải ở trong xe qua đêm. Xui xẻo. Diệp Phàm cau nhau một câu, nhìn Kiều Viên Viên một cái nói. Viên Viên, xem ra phải qua đêm trong xe rồi. Cũng lãng mạn đấy chứ, có em làm bạn, không tồi. Đáng tiếc không có chăn, hay là anh đi mua nhé? Lãng mạn, anh muốn mua thì đi mua, đừng để cửa hàng đóng cửa hết đến muốn mua chăn cũng không mua được. Kiều Viên Viên không ngờ cười nói, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Em thật sự đồng ý. Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Em sợ cái gì, dù sao đã quyết định làm vật trang trí của anh. Cũng đều là qua một cửa, ở trong xe có thể nhớ kỹ cả đời. Kiều Viên Viên không ngờ tự nhiên hào phóng, cười nói, tuy nhiên mặt có chút ửng đỏ. Việc này hay là thôi, anh sợ anh trai em sẽ chém anh. Diệp Phàm nhún vai. Biết là tốt rồi, con gái nhà họ Kiều không phải bị bắt dễ như vậy, ha ha ha. Kiều Viên Viên không ngờ mỉm cười. Anh vừa ra tay thì trời đất cũng không sợ, có cô nàng nào không thể bắt. Diệp Phàm nhất thời đắc ý, nhất thời lỡ miệng nói. Ý của anh là anh đã từng bắt một số cô nàng đúng không? Sợ là vệ sơ tịnh xem ra cũng là một trong số đó. Kiều Viên Viên thật đúng là để bụng nhớ lâu. Chắc chắn không có chuyện đó, là anh muốn tìm cho bí thư đoàn một nhân tài. Em có thể không biết khu kinh tế mới Hồng Liên anh cũng biết, gần đây bí thư không hài lòng lúc trước khu kinh tế mới Hồng Liên do ông ấy đề xuất. Nếu khu kinh tế này cuối cùng không tốt thực sự là trò cười của cán bộ tỉnh Nam Phúc. Sinh mạng chính trị của bí thư đoàn liên quan đến chuyện Hồng Liên, ảnh hưởng rất lớn. Bí thư đoàn là người không tồi, cho tới bây giờ coi anh như anh em, muốn làm chút việc vì ông ta nên thế. Diệp Phàm vội vàng thở dài, nói sang chuyện khác. Thực ra mà nói vừa rồi đề cử vệ sơ tỉnh cũng cố gắng nhiều, để thuyết phục đoàn Hải Thiên. Diệp Phàm không thể không như vậy, chắc chắn làm Kiều Viên Viên nghi ngờ. Nếu nói hai người không có quan hệ gì, dựa vào đâu anh ra sức giúp cô ấy? Nếu nói là vì công việc, việc này nghe có vẻ gượng ép. Diệp Phàm sao có thể lừa Kiều Viên Viên dịu dàng như nước nhưng thông minh tuyệt đỉnh. Tuy nhiên, Kiều Viên Viên chỉ nghĩ thầm trong lòng, không nói ra. Ừ, bí thư đoàn đối với anh không tồi. Tuy nói anh không nhậm chức bí thư ở Hồng Liên nhưng cũng không thể quên bí thư đoàn. Hơn nữa,
em thấy Bí thư Đoàn, Bí thư Tề, Bí thư Thiết, ba người hình như cũng hơn 50 tuổi, còn có tiềm lực đề bạt rất lớn. Bọn họ ba người đều yêu quý anh, đối với anh mà nói cũng giống như có ba cánh tay lớn. Anh cố gắng giữ mối quan hệ này tốt, Việt Đông anh cũng không thể ở đấy cả đời. Tuy nói cha em có thể giúp anh một ít nhưng dù sao ông ấy ở trên cao, cũng khó quan tâm đến hết mọi chuyện bên dưới. Nếu so với ba người bọn họ, lời nói cho anh ở tỉnh Nam Phúc, lực ảnh hưởng của cha em không bằng bọn họ. Kiều Viên Viên nói những câu này, Diệp Phàm đương nhiên không tin, nói đùa, lời nói của Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tổ chức Trung ương không dùng được mới là lạ. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng biết, muốn chính thức tiến vào nhà họ Kiều, còn phải đi một quãng rất dài. Nếu không, mình ở Bắc Kinh lâu như vậy, Kiều Viên Viên cũng không một lần đề xuất dẫn mình đến thăm trưởng ban một lần. Điều này chứng tỏ cái gì, Diệp Phàm có thể hiểu được, chứng tỏ trưởng ban Kiều với mình chưa có tình cảm, giống như nhân vật số 1 của tỉnh Việt Đông Triệu Sương Sơn. Khả năng của mình còn quá NSAJ, Kiều Viên Viên là công chúa lại xinh đẹp, nhà ba đời cách mạng ở Bắc Kinh, gia tộc lớn mới là suy nghĩ của nhà họ Kiều. Tuy nhiên Diệp Phàm cũng không yên lòng, lòng hắn còn loạng choạng. Hơn nữa, hắn có một phần kiêu căng, cũng không muốn dựa vào mối quan hệ cạp váy để đi lên. Cần thì nhờ vào năng lực của chính mình. Đương nhiên, mạng lưới quan hệ hay là muốn kinh doanh, mạng lưới quan hệ này cũng phải dựa vào chính mình mới được. Đây là một suy nghĩ, thành tựu do mình làm ra. Chương 1176, điểm nghi vấn. Lúc này, một chiếc Mitsubishi dừng ở bên cạnh xe Diệp Phàm, người bên trong thò đầu ra nói. Đại ca, sao anh lại ở đây? Có phải bị chặn lại không? Diệp Phàm ngẩng đầu lên. Không phải Lô Vĩ thì là ai chứ? Chú em đến đây là tốt rồi, mau cứu anh ra khỏi đây, bằng không chắc phải qua đêm trong xe này mất. Ha ha, có mỹ nhân làm bạn, em lại tình nguyện qua đêm trong xe. Lô Vĩ nhìn thấy Kiều Viên Viên bên trong, nên nói đùa. Gã liền nhảy xuống xe, nói. Anh vào hiện trường trước đi, tôi nói chuyện với đại ca một lát đã. Còn nữa, nghĩ cách đưa xe ra đi. Lô Vĩ nói. Sau đó quay sang nói với Diệp Phàm. Đại ca, cứ đưa xe cho anh ấy, chúng ta xuống xe nói chuyện đi. Vâng, cục trưởng. Một cảnh sát trung niên trả lời rõ ràng. Diệp Phàm cũng xuống xe, Kiều Viên Viên đương nhiên cũng xuống xe. Lô Vĩ bỗng sửng sốt, trong lòng có chút ghen tị, trêu ghẹo nói. Vẫn là đại ca lợi hại, cải trắng một mình đại ca hưởng rồi, có để dư ra chút nào cho em và Tề Thiên không? Cải trắng. Diệp Phàm cảm thấy mắc cười, nhìn Kiều Viên Viên một cái. Giơ tay định đánh cho Lô Vĩ mấy cái, khiến cho mấy người đứng cạnh cảm thấy rất ngạc nhiên, bởi có người còn dám đánh cả cục trưởng cảnh sát. Nào ngờ, cục trưởng cục cảnh sát kia còn tươi cười, tỏ vẻ cung kính, mọi người liền hiểu ra, thanh niên này chắc là một đại nhân vật nào đó. Còn về mấy cảnh sát đến báo cáo công tác, cũng âm thầm đánh giá Diệp Phàm. Còn không cúi chào đi. Lô Vĩ đột nhiên hô. Mấy cảnh sát liền ngây người, sau đó vội vàng chào theo kiểu cảnh sát, miệng hô. Chào cục trưởng Lô. Sai rồi. Lô Vĩ kia nhướng mày, hừ nói. Xếp Lô, sai chỗ nào ạ? Một cảnh sát có vẻ cũng có chút quan hệ với Lô Vĩ, bước lên phía trước, nhỏ giọng hỏi. Chào như vậy rồi tại sao lại nói là sai chứ? Cái này, thực sự có chút mơ hồ, chẳng lẽ lễ kính chưa đạt tiêu chuẩn hay sao? Hình như không có chuyện này. Nhìn thấy phó giám sát trưởng Diệp còn không chào, muốn phạt có phải không? Lô Vĩ nghiêm mặt, nói. Nghe Lô Vĩ nói, Diệp Phàm mới nhớ ra là mình còn kiêm chức nữa, đó chính là chức phó giám sát trưởng Cục Cảnh sát Bộ Cảnh vụ. Cái này, đương nhiên là chủ ý của Trần Đông Hải, nói là về sau Diệp Phàm làm việc, về sau gặp phải việc gì khó giải quyết thì có thể dựa vào. Tháng 9 năm 1998, qua sự phê duyệt của Quốc vụ viện, thành lập thêm cục giám sát cảnh vụ chính là cảnh sát chấp pháp, nói bọn họ là cảnh sát quản cảnh sát cũng chưa đủ. Đến hiện tại, Diệp Phàm kiêm chức vụ tương đối nhiều, hơn nữa danh hiệu cũng hàng đống. Thực ra trong đó có nhiều chức chỉ là hư danh mà thôi. Diệp Phàm cũng chẳng quản. Đương nhiên việc Diệp Phàm mặc kệ cũng phải là nói những danh hiệu này vô dụng, đôi khi những ưu đãi từ nó cũng khá lớn. Nói ngay như chức phó trưởng ban quân vụ bộ tổng tham mưu này, lúc đi ra thì tư lệnh quân phân khu Ngư Đồng là Lô An Cương cũng phải bật người tỏ thái độ ủng hộ Diệp Phàm. Cái này chính là lực lượng uy hiếp,
thực ra cũng là Trấn Đông Hải và Triệu Bảo Cương tranh thủ quyền lực cho Diệp Phàm. Còn về chức xuông ở Bộ Cảnh vụ, thì đó là do mấy ngày hôm trước Thiết Chiêm Hùng nghĩ ra, mà Trấn Đông Hải cũng đồng ý giúp đỡ. Đương nhiên, nếu không có sự giúp đỡ của Trấn Đông Hải thì chức phó trưởng giám sát này cũng không đến tay được. Mặc dù Thiết Chiêm Hùng là phó trưởng ban, nhưng cũng chưa có được phân lượng như vậy. Đương nhiên, cũng chẳng khó phát hiện những chức hư danh mà Diệp Phàm đeo trên người đều là phó. Đối với cán bộ trong thể chế Trung Quốc mà nói, 10 phó cũng chẳng bằng một chính, có đặt mấy chức phó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến toàn cục. Đương nhiên, đối với Diệp Phàm mà nói thì vẫn có lợi nhiều. Chức phó trưởng giám sát này cũng là thưởng cho Diệp Phàm vì nắm được Đỗ Gia ở Phổ Hải mà thôi. Chào sếp Diệp. Mấy viên cảnh sát lại hành lễ chào hỏi Diệp Phàm. Thôi được rồi, tôi chẳng phải là giám sát gì, chỉ là dân đen thôi. Diệp Phàm khoát tay nói. Đương nhiên, mấy thủ hạ của Lô Vĩ còn có chút nghi ngờ, không biết vị phó giám sát trưởng này có lai lịch như thế nào. Có lẽ là từ trên tỉnh xuống, bởi vì chủ nhiệm cục đốc thúc thành phố bọn họ đều biết. Thấy chưa, mấy người này trong lòng không phục. Lô Vĩ chỉ vào mấy người, cười nói. Ha ha, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Phàm thuận miệng hỏi, cũng không để ý lắm. Đội trưởng Hướng, anh nói cho phó trưởng giám sát Diệp đi, kể cho tỉ mỉ một chút. Lô Vĩ nói với người đàn ông trung niên có ánh mắt sắc lẹm, nói. Diệp Phàm nhìn ông ta một cái, rốt cục cũng đã nhớ ra, người này chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự Thủy Châu Hướng Minh Huy. Hướng Minh Huy trông thấy Diệp Phàm cũng hơi ngây người một chút, rồi lại lắc lắc đầu. Diệp Phàm cảm thấy buồn cười, biết Hướng Minh Huy chắc cũng nhớ ra mình rồi, chỉ có điều không dám chắc chắn mà thôi. Lần đó biết ông ta qua một vụ bắt cóc, lúc đó mình chỉ là một trưởng phòng nhỏ bé, tuy nhiên thời gian 3 năm rồi, nhưng Hướng Minh Huy vẫn chỉ là một đội trưởng đội cảnh sát hình sự, còn mình thì đã lên chức vụ cao hơn đó là phó giám sát trưởng phòng đôn đốc. Anh có quen phó giám sát Diệp à? Lô Vĩ dường như cũng phát hiện ra, vì Hướng Minh Huy cũng ủng hộ công tác của mình. Quan hệ của Lô Vĩ và ông ta cũng không tệ lắm, bình thường cũng khá thoải mái. Chắc không phải, chỉ giống thôi. Hướng Minh Huy tỏ vẻ không chắc chắn, cười nói. Ồ, nói nghe chút xem nào, rút cục là chuyện gì? Lô Vĩ cũng nổi hứng lên. Năm kia, Hướng Minh Huy kể lại chuyện mình đã trải qua, bỗng liếc nhìn Diệp Phàm một cái rồi nói thêm. Lúc ấy một thanh niên đến giúp chúng tôi phá án cũng tên là Diệp Phàm. Cậu ấy nói là chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền huyện Ngư Dương, thành phố Mạc Hương. Mà lúc đó phó giám đốc Sở Lý Sương Hải cũng rất chú ý đến vụ án này. Ha ha! Lô Vĩ và Diệp Phàm đều cười, Kiều Viên Viên cũng che miệng cười. Chẳng lẽ thật sự là một người? Không thể nào! Hướng Minh Huy cũng cảm giác được điều gì đó, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Không thể giả được, người họ Diệp đó chính là người này. Lô Vĩ cười nói. Thật đúng như vậy sao, giỏi quá, phó giám sát Diệp, anh hiện giờ đã là phó giám sát trên sở rồi. Hướng Minh Huy vẻ mặt thoải mái, nói. Đương nhiên, Diệp Phàm là phó giám sát trưởng thì cũng bằng phó cục trưởng rồi. Hướng Minh Huy tuy là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, nhưng vì là tỉnh thành, hay là do tư cách lâu năm, cho nên cấp bậc cũng được là phó cục trưởng. Ông ta tự cho rằng hai người đều là cấp bậc phó cục trưởng. Chỉ là Diệp Phàm công tác ở trên sở tỉnh mà thôi, còn thực quyền thì không bằng mình, cho nên thái độ của Hướng Minh Huy từ cung kính chuyển sang bình đẳng. Minh Huy ơi là Minh Huy, ông không phải rốt một chút nữa rồi, với cái đầu rốt nát như vậy thì ông làm đội trưởng đội hình sự như thế nào chứ? Lô Vĩ chỉ vào Hướng Minh Huy mắng. Thế chắc hẳn là phó giám sát Diệp Hưởng đãi ngộ cấp cục trưởng có đúng không? Thật sự không ngờ được, chỉ có mấy năm tốc độ thăng quan của anh thật khiến người khác khâm phục. Hướng Minh Huy thản nhiên cười nói. Cục trưởng cái con khỉ, người ta là phó giám sát trưởng cục giám sát cảnh vụ, đường đường giám sát cảnh sát cấp 3. Anh đúng là, thôi không dài dòng nữa, mau báo cáo vụ án đi. Lô Vĩ thực sự thiếu chút nữa thì chẳng có gì để nói nữa. Hả? Mấy viên cảnh sát còn lại đồng thanh kêu lên, vẻ mặt hoảng sợ, cái này thực sự quá nghịch thiên rồi. Mới bao nhiêu tuổi chứ, còn có phải là người nữa không? Tuy nhiên, mấy người bỗng phục hồi tinh thần lại, cúi đầu chào hỏi, vô cùng cung kính. Ha ha, không sao đâu. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Là như thế này phó giám sát Diệp, vừa rồi xảy ra một vụ thảm án ở địa phương có tên là Tiểu Khu Thủy Hồ,
bốn người trong gia đình đều bị chết. Hai người lớn, hai trẻ con, người đàn ông tên là Mã Văn Tài, là phó tổng của tập đoàn khai thác mỏ Đế Hoa, người phụ nữ tên là Tống Liên Hương, là phóng viên Nhật báo Thủy Châu, hai đứa nhỏ, một tên là Đông Đông, một tên là Bì Bì, hình như là sinh đôi. Hướng Minh Huy nói, chương 1177, sự coi thường của đại công tử nhà họ Kiều. Nguyên nhân chết điều tra rõ ràng chưa? Diệp Phàm thuận miệng hỏi, cũng chẳng mấy hứng thú. Có chút kỳ lạ, hình như là do chúng độc khí than. Tuy nhiên, tôi lại phát hiện ra một điểm đặc biệt. Trán của bốn người đều có trô lõm xuống. Hướng Minh Huy vừa mới nói đến đây, Diệp Phàm trong lòng chấn động, nói. Thật sao, thật có chỗ lõm xuống sao? Đúng là có chỗ hơi lõm xuống, chỉ là không rõ ràng mà thôi, bề ngoài thì có vẻ không bị tổn thương, cũng không bị chảy máu. Nhìn bình thường cũng không thể phát hiện được, tôi cũng chỉ nhờ đứng ở vị trí phản quang mới nhìn thấy thôi. Về sau, làm thí nghiệm mới phát hiện trên trán của bốn người đều có vết lõm xuống, hơn nữa, điều càng lạ lùng là vết lõm của họ cũng giống nhau. Cái này rất lạ. Hướng Minh Huy nói một cách rất chắc chắn. Dẫn tôi đi coi. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc, nói. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến vụ án phát sinh ở Ngư Đồng. Vào đêm mùng 8 tháng 8 năm ngoái, gia đình Lý Định Ngư ở khu Đông Hà, có bốn người thì ba người bị chết, người duy nhất còn sống sót là con gái của ông ta Lý Nguyệt, ba người chết đều có vết lõm trên trán. Nhưng cũng không hiện rõ, ngay lúc đó cảnh sát cũng không phát hiện được. Chỉ khi một ông lão tắm rửa, hóa trang cho người chết mới phát hiện ra điều lạ lùng này. Khi Diệp Phàm đến viếng, thì trong lúc nói chuyện ông lão đã kể lại. Tuy nhiên, bởi vì thi thể đã hỏa táng, cho nên, cũng không có biện pháp kiểm tra lại, Diệp Phàm vẫn rất tiếc nuối, không thể tưởng được Thủy Châu ở cách xa ngàn dặm cũng xảy ra chuyện này, có manh mối, Diệp Phàm hứng thú đương nhiên đến đây. Mấy người vội vàng tới hiện trường, Diệp Phàm cẩn thận kiểm tra thực hư thi thể. Theo lời kể của lão nhân viên ở nhà hỏa táng Ngư Đồng thì tình trạng rất giống với ba người ở khi Đông Hà. Chẳng nhẽ chuyện này là do một người làm, cái này cũng thật kỳ lạ. Diệp Phàm đưa tay ấn vào chỗ lõm trên trán thì thấy đàn hồi. Bảo họ ra ngoài đi, chúng ta nói chuyện. Diệp Phàm nói, Lô Vĩ ra hiệu, mấy cảnh sát đều lui ra ngoài. Kiều Viên Viên cố ý đứng ở bên cửa, có vẻ như sợ thi thể. Nhưng thực ra là đang giám sát. Sợ người xông thẳng vào hoặc nghe lén. Đại ca, phát hiện ra cái gì rồi? Lô Vĩ nhỏ giọng hỏi. Rất kỳ lạ, thảm án 88 năm ngoái tại Ngư Đồng, một gia đình bốn người chết ba. Trên trán cũng có tình trạng tương tự. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm trọng nói. Chẳng nhẽ là do cùng một người gây ra? Lô Vĩ cũng nghiêm túc, hỏi. Cái này, gây án xuyên tỉnh như vậy, chắc hẳn hung thủ cũng không phải hạng tầm thường. Hơn nữa, việc điều tra ra và bắt được hung thủ là điều vô cùng khó khăn. Có khả năng, nhưng cũng không loại trừ chỉ là trùng hợp thôi. Đương nhiên, việc này cậu phải giữ bí mật, đến cả lãnh đạo tỉnh cũng không được nói. Đương nhiên anh Vu Kiến Thần thì cũng có thể bàn bạc và âm thầm điều tra, bên này có tiến triển gì thì lập tức báo cho tôi. Còn nữa, người đàn ông là người của tập đoàn khai thác than Đế Hoa chẳng lẽ có liên quan đến khoáng sản? Bên chúng tôi nghe nói người chết có liên quan đến việc khai thác mỏ, lần này về tôi sẽ bắt tay điều tra tập đoàn khai thác khoáng sản này. Cậu bên này cũng điều tra tập đoàn khai thác than Đế Hoa, chúng ta hai bút cùng vẽ, bất luận bên nào có tiến triển thì đều là chuyện tốt. Diệp Phàm thận trọng nói. Em hiểu rồi đại ca, việc này em sẽ bí mật điều tra. Lô Vĩ gật đầu nói. Còn nữa, bốn thi thể này đừng hỏa táng nữa, cứ cho ướp lạnh đã. Khi vụ án chưa được làm sáng tỏ, thì cứ cho ướp lạnh. Diệp Phàm nói. Hiểu rồi. Lô Vĩ gật gật đầu. Buổi chiều hôm sau, đám Diệp Phàm đã đến Việt Châu. Trước tiên Diệp Phàm liên hệ với giám đốc sở Trần Bố Hòa. Ông ta liền đồng ý rồi mời Diệp Phàm đi ăn cơm. Mà cùng thời điểm đó, Kiều Viên Viên cũng mời được trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Kim Bộ Dương. Trưởng ban Kim vô cùng vui vẻ nhận lời mời của Viên Viên. Người thứ hai đương nhiên là Kiều Báo Quốc và bạn gái Tô Hương Linh và phụ thân của Tô Hương Linh là Tô Thanh Vận, hiện là ủy viên thường vụ tỉnh ủy và thành ủy Việt Châu. Không thể không nói, thế lực sau lưng Kiều Viên Viên rất lớn. Tô Thanh Vận cũng đồng ý đến ngồi, con gái Tô Hương Linh của ông ta cũng phải nói mãi ông mới chịu đến. Anh, chị Hương Linh đâu? Kiều Viên Viên thấy Kiều Báo Quốc, liền quay đầu nhìn về phía sau,
không thấy bóng dáng Tô Hương Linh đâu thì có chút bất mãn hỏi. Cô ấy, không đi cùng đường với anh. Trên mặt Kiều Báo Quốc có chút buồn bực nói. Hai người có phải lại cãi nhau rồi không? Anh xem, một đại nam nhân, suốt ngày cãi nhau với đàn bà thì ra cái gì? Kiều Viên Viên có chút bực mình rồi, anh trai bình thường rất thông minh, chỉ có điều về mặt phụ nữ thì có chút vấn đề, ngoài Tô Hương Linh ra thì không đồng ý lấy ai. Theo đuổi 5-6 năm cũng chẳng có mấy tiến triển, Tô Hương Linh đối vẫn lạnh nhạt với gã, nên làm cho người nhà Kiều gia cảm thấy rất phiền phức. Cái này, cô không nhận nhưng Kiều Viễn Sơn cũng không có cách nào. Cũng không thể đùa giỡn với nhà họ Tô được. Hơn nữa, nhà họ Tô ở Việt Đông cũng có chút năng lực, không phải muốn động vào là có thể động vào. Và lại, Kiều Viễn Sơn cũng chẳng muốn gây thù chuốc oán làm gì. Cho nên mới hết lời khuyên nhủ con trai tha cho Tô Hương Linh, tìm bạn gái khác. Tuy nhiên Kiều Báo Quốc vẫn không chịu nghe. Nếu không, lần này Kiều Viên Viên nói muốn đến Đại học Trung Sơn làm giáo viên, để làm vỏ bọc giúp anh trai cô và chị dâu hợp nhất, thì Kiều Viễn Sơn chắc chắn sẽ không đồng ý để cô đến Việt Đông. Biết rõ cô nàng này ý tại ngôn ngoại, phỏng chừng muốn tìm nơi gần Diệp Phàm một chút để hai người dễ gần nhau, điều này Kiều Viễn Sơn trong lòng biết rõ, chỉ là giả bộ không biết mà thôi. Việc cấp bách bây giờ là, phải giải quyết dứt điểm phiền toái của nhà họ Tô đã rồi tính sau. Nếu không, con trai càng ngày càng nhiều tuổi lên, mà cứ như vậy thì hỏng bét. Sự phân nặng nhẹ, đó chính là thái độ của nhà họ Kiều. Đừng nói nữa, không thấy phiền à. Kiều Báo Quốc ngồi xuống, thuận tay vơ lấy một chai vodka, mở nắp rồi thu ừng ực đến nửa chai, nỗi buồn được chút bớt, trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Nhìn thấy đám Diệp Phàm bên cạnh, gã ngượng ngùng nói. Chê cười rồi. Anh Kiều trông như có vẻ mất mát cái gì đó. Diệp Phàm thản nhiên nói, nhìn chai vodka còn hơn một nửa trên bàn. Không có chuyện gì đâu, tôi quen rồi. Kiều Báo Quốc cười nhạt nói, lời nói vẫn còn khá cứng rắn. Chắc là do chuyện về cô Tô, có đúng không? Diệp Phàm cố ý nói kích gã, Kiều Viên Viên đứng cạnh, bất mãn nhìn đồng chí Tiểu Diệp một cái. Có liên quan gì đến cậu, cậu là cái quái gì của tôi chứ? Hừ, Kiều Báo Quốc nhớn mày, lạnh lùng hừ nói. Hừ cái gì chứ, một đứa con gái mà anh cũng chẳng giữ được, còn có mặt mũi hừ trước mặt tôi sao? Diệp Phàm nói ra những lời này, sắc mặt Kiều Viên Viên liền thay đổi. Có chút khổ sở nhìn Diệp Phàm, hy vọng hắn có thể nhường Kiều Báo Quốc một chút, bởi vì về chuyện tình cảm Kiều Báo Quốc đã đủ thảm rồi. Diệp Phàm nói như vậy, không phải là đem muối sát vào vết thương của gã hay sao? Kiều Viên Viên vẫn muốn làm tốt mối quan hệ với anh trai, về sau chuyện của mình và Diệp Phàm cũng còn phải nhờ anh mình giúp đỡ. Cổ nhân có câu huynh trưởng giống như cha. Thực ra xã hội hiện đại địa vị của huynh trưởng trong gia đình chỉ bằng một nửa uy lực của cha. Có bản lĩnh cậu đi giữ cô ấy xem, Kiều Báo Quốc tôi cúi đầu trước cậu ba cái, từ nay về sau sẽ gọi cậu là đại ca. Mẹ kiếp, nói thì ai mà chẳng nói được chứ. Kiều Báo Quốc bị Diệp Phàm kích, liền phát khùng, chỉ tay vào Diệp Phàm nói. Làm cho Kiều Viên Viên vội vàng tiến lên khuyên nhủ, Kiều Viên Viên đương nhiên biết rõ Diệp Phàm là ai, Kiều Báo Quốc muốn đấu với hắn thì có lẽ sẽ biến thành bao cát mất. Tuy nói trước đây mình cũng dạy Kiều Báo Quốc mất chiêu, hiện giờ đại ca cũng có thân thủ nhị đẳng quốc thuật, chỉ là mạnh hơn người bình thường chút xíu, chứ đâu thể so sánh được với Diệp Phàm. Bịch! Vương Triều và Mã Hán đồng thời vỗ cái bịch xuống mặt bàn, nhảy qua đứng bên cạnh Diệp Phàm, lạnh lùng trừng mắt nhìn Kiều Báo Quốc. Mà con trai của quân đoàn trưởng Lỗ là Lỗ Đông Phong cũng đứng lên, nhưng chỉ đứng đằng sau chứ chưa xông lên. Muốn làm gì, muốn đánh nhau có phải không, ông đây ở Việt Đông 5-6 năm rồi, muốn đánh thì cứ xông lên. Kiều Báo Quốc có chút điên cuồng, ngón tay sắp đâm đến mũi Diệp Phàm rồi. Đến đàn bà cũng không chinh phục được, anh có tư cách gì mà đòi đấu với tôi. Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói, hai mắt chợt lóe lên ánh hàn quang, cộng thêm uy lực của Vương Triều, Mã Hán, Kiều Viên Viên lập tức cảm thấy giống như đang đối diện với ngọn núi lớn sắp đổ sụp xuống vậy. Cô liền vội vàng kéo tay anh mình ngồi vào ghế cách đó mấy mét. Diệp Phàm, sao anh lại nói như vậy với anh trai em? Kiều Viên Viên cũng có chút nổi giận, nhìn Diệp Phàm hừ nói. Anh nói sai sao, mấy năm rồi, còn có thể kéo dài như vậy sao? Em hỏi anh trai em đi. Em giải thích rõ ràng cho anh xem, rốt cục là chuyện gì?
tìm được nguyên nhân gây bệnh mới trị được bệnh chứ. Nếu giải quyết được thì đã giải quyết rồi, người ta không thích mình thì mình cứ cuốn lấy người ta làm gì chứ. Dưa hái xanh thì sao ngọt được, đạo lý đơn giản này anh trai em Đường Đường là phó chủ nhiệm phòng đôn đốc tỉnh ủy, chẳng lẽ cũng không hiểu sao? Anh hỏi em nhé Viên Viên, em có muốn làm rõ nguyên nhân không? Anh sẽ tự tay trị bệnh cho anh ta, nếu không trị thì càng ngày càng nguy mất. Diệp Phàm vẫn lạnh lùng, một bước cũng không chịu nhường. Anh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy, anh nói đi, đừng ngại, mọi người sẽ giúp anh mà. Hơn nữa, anh Diệp cũng chẳng phải người ngoài. Kiều Viên Viên có chút bực mình, nói với anh trai. Cậu muốn giúp tôi có đúng không, vậy được, đưa 20 triệu đến là xong thôi. Kiều Báo Quốc lạnh lùng hừ nói. 20 triệu, cần nhiều như vậy để làm gì? Kiều Viên Viên trong lòng chấn động, con số này quả thực quá lớn. Phải biết rằng Kiều gia ở Bắc Kinh cũng chẳng có người làm kinh doanh, mà chủ yếu là làm công ăn lương, thì có thể dư ra bao nhiêu tiền chứ? Liền phản ứng lại, hỏi. Có phải chị dâu đòi tiền không, nhiều quá. Hương Linh không phải người như vậy, hai. Kiều Báo Quốc đập tay xuống mặt bàn, nói. Anh nói đi, ở đây không có người ngoài. Kiều Viên Viên nói, Diệp Phàm liếc nhìn một cái, ra hiệu hắn và Mã Hán, Lỗ Đông Phong ra bên ngoài trước một chút. Tôi có thể giúp được anh. Diệp Phàm vẻ mặt chân thành, nói. Cái gì, cậu giúp được sao? 20 triệu đấy. Kiều Báo Quốc hơi có vẻ khinh thường, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Chương 1178, công tử nhà họ Kiều nhận rồi. Bộp. Một tiếng bộp vang lên. Diệp Phàm đã đập tấm ngân phiếu lên trên bàn, hừ nói. Nhìn xem, đã đủ chưa? Diệp Phàm, anh lấy đâu ra lắm tiền như vậy? Kiều Viên Viên nhìn thoáng qua, thấy 20 triệu, liền kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, sắc mặt có chút thay đổi, cô lo Diệp Phàm tham ô hay nhận hối lộ gì đó. Đừng có lo Viên Viên, chuyện của em anh cũng biết một chút. Số tiền này, là tiền lần trước đi Thái Lân đánh cược quyền kiếm được, là tiền trong sạch. Diệp Phàm thản nhiên nhấp ngụm trà, nói. Kiều Viên Viên gật gật đầu, với thân phận ngầm của Diệp Phàm cô cũng biết chút xíu, cho nên không chút hoài nghi. Chỉ có điều Kiều Báo Quốc cũng có chút không ngờ, gã mịt mờ liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Số tiền này là của cậu thật sao? Kiều Báo Quốc vẫn có chút nghi ngờ, bởi vì khoản tiền này quá lớn. Anh ấy nói đây là tiền của anh ấy kiếm được thì là anh ấy kiếm được, sẽ không nói dối đâu. Anh ấy có bản lĩnh lớn. Đánh cược quyền được tiền ở Thái Lan cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Còn anh cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Kiều Viên Viên có chút lo lắng, nói. Hai, mẹ của Hương Linh là Diệp Tuệ, sau khi sinh cô ấy xong thì bị bệnh, chị mãi không khỏi, từ đó trở đi, sức khỏe rất không tốt. Mà ba cô ấy Tô Thanh Vân thì lại bận rộn suốt ngày, hai, cái này cũng là nỗi khổ của người làm quan. Làm một cán bộ. Đương nhiên ông ấy luôn theo đuổi một vị trí cao hơn và như vậy thì đương nhiên cũng chẳng có thời gian chăm sóc vợ. Vì vậy Hương Linh từ nhỏ đều là do cô mình là Liễu Muội Hoa nuôi lớn. Tình cảm của hai người, thậm chí nói Liễu Muội Hoa là mẹ thứ hai của Hương Linh cũng chưa đủ, có khi còn hơn cả mẹ đẻ là Diệp Tuệ. Thực ra, Liễu Muội Hoa cũng chỉ là một người bà con xa của Hương Linh mà thôi. Con trai của Liễu Muội Hoa tên là Thường Nhất Quân, mấy năm trước gặp vận may lớn. Là quen một ông chủ Đài Loan tên là Khương Hoành Vận. Người này nghe nói rất giàu có, tài sản lên đến vài tỷ. Ở Đài Loan có một tập đoàn tên là Hải Xương Nhất Cảnh, nói là muốn phát triển ở Đại Lục. Mà Việt Châu cách Hong Kong không xa, vị trí địa lý cũng thuận lợi. Cho nên, Thường Nhất Quân đã bỏ ra 20 triệu mà mình kiếm được để hùn vốn, trong khi Khương Hoành Vận khoản đầu tiên đã bỏ ra 200 triệu rồi. Tuy nhiên, khi đăng ký, Khương Hoành Vận nói là phía Đài Loan ngại thủ tục trong đại lục, cho nên đưa ra chủ ý là để Thường Nhất Quân đứng tên hết. Thường Nhất Quân đương nhiên vui vẻ rồi. Cái này, chính mình mới bỏ ra 20 triệu, người ta bỏ ra 200 triệu, mà người đứng tên đăng ký của công ty này vẫn là mình. Lúc ấy Thường Nhất Quân cũng có chút nghi ngờ, Khương Hoành Nhất thật sự bỏ ra 200 triệu, không phải trò đùa. Hơn nữa, Thường Nhất Quân là một người kinh doanh nhỏ, ý nghĩ cũng khá linh hoạt. Cũng âm thầm cử người điều tra tập đoàn Hải Xương Nhất Cảnh, quả thật là có tập đoàn này thật, hơn nữa danh tiếng ở Đài Loan cũng không nhỏ. Cho nên, đương nhiên hai người đã thảo luận xong, đồng ý hợp tác mở công ty, tên là Công ty Hải Thiết, lúc mới đầu tình hình kinh doanh cũng không tồi, thứ
thường nhất quân đương nhiên là cao hứng rồi. Mua rất nhiều quà tặng xa xỉ để tặng gia đình Hương Linh, dù sao thì hai nhà cũng là thân thích, gia đình Hương Linh cũng nhận một cách rất vui vẻ. Bởi vì, công ty thường nhất quân, thì Hương Linh cũng nhờ ba mình âm thầm giúp đỡ, vì vậy cục công thương thuế vụ đều được giải quyết đặc biệt, hơn nữa đến thuế thu nhập cũng được ưu đãi không ít. Tuy nhiên, ngày vui ngắn chẳng tày gang, trong thời gian gần một năm, công ty Hải Thiết đột nhiên xảy ra chuyện, nợ gần 200 triệu. Bởi vì công tác cơ bản đều là do Thường Nhất Quân phụ trách, Khương Hoành Vận rất ít đến. Vì vậy, Thường Nhất Quân vội vàng gọi điện cho Khương Hoành Vận về xử lý, tuy nhiên, Khương Hoành Vận lại vênh mặt lên, nói công ty chẳng có liên quan gì đến ông ta cả, rồi cúp máy. Thường Nhất Quân chẳng biết làm thế nào, bởi vì tất cả đều do mình đứng tên, còn các thỏa thuận giữa mình và Khương Hoành Vận đều chỉ có hai người ký mà thôi, mà kỳ lạ là những văn bản đó cũng đều không cánh mà bay. Đến lúc đó, Thường Nhất Quân mới cảm thấy mình bị lừa. Tuy nhiên lại không tìm ra được căn cứ xác đáng, đến một bản thỏa thuận riêng có hiệu lực cũng chẳng tìm thấy. Cuối cùng, quả đắng này đều do một mình anh ta gánh vác. Nhưng khoản tiền đó những 20 triệu, cuối cùng nhũ mẫu của Hương Linh khóc đến nỗi mắt chẳng nhìn thấy rõ mọi vật nữa. Hương Linh cũng rơi không ít nước mắt, nhưng gia đình Hương Linh cũng không có công ty, một năm thu nhập tổng cộng cũng không quá 200 ngàn. Căn bản là chẳng dư ra được bao nhiêu tiền. Mẹ Hương Linh đem tất cả 1 triệu mà mình gom góp được cho nhũ mẫu Liễu Muội Hoa, tuy nhiên số tiền này cũng chỉ như muối bỏ bể mà thôi. Công ty bị lừa đưa ra thông điệp cuối cùng, là Hạn Thường Nhất Quân trong 2 năm phải trả tiền, nếu không sẽ kiện. Nếu như bị kiện thì Thường Nhất Quân chắc chắn sẽ bị ngồi tù. Về sau Hương Linh ra mặt xin thì công ty kia lại gia hạn thêm cho một thời gian. Tuy nhiên, năm kia công ty lại đến, giọng điệu càng cứng rắn hơn, nếu không trả tiền thì đừng có trách. Thực sự chẳng có cách nào, Hương Linh đành lén nhờ ba đến ngân hàng vay 20 triệu cho công ty Hải Thiết trả trước khoản nợ kia. Dù sao cha của cô cũng là nhân vật số 1 của thành phố Việt Châu này, ngân hàng cũng phải nể mặt. Khoản tiền đó vay thì dễ nhưng trả mới là khó, lương của Hương Linh chỉ có 2.000, lấy đâu ra 20 triệu để trả. Cho nên, buồn bực mãi cũng không được. Thường Nhất Quân tạm thời chẳng kiếm được đồng nào. Mẹ của gã nghe xong thiếu chút nữa thì nhảy lầu. Hương Linh không thể buộc Thường Nhất Quân phải trả tiền, hơn nữa người ta cũng chẳng lấy đâu ra. Tiền lãi ngân hàng cũng đủ làm cho Hương Linh thở không ra hơi rồi. Cậu nói xem, đâu có thời gian để hẹn hò với tôi. Kiều Báo Quốc vẻ mặt suy sụp, vò đầu bứt tai nói. Thằng nhãi này liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói thêm. Tôi đã nói với ông già tôi rồi, muốn từ chức để kinh doanh. Tuy nhiên, ông không đồng ý. Nói là nếu tôi dám từ chức thì sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà. Còn mẹ thì cũng không cho phép nghĩ đến chuyện này. Cậu nói xem, một người làm công ăn lương thì đến đời nào mới có 20 triệu. Những ngày này thực sự tôi chẳng biết sống thế nào. Anh cầm lấy tiền đi trả đi, về sau cứ yên tâm sống vui vẻ với chị dâu, số tiền này. Kiều Viên Viên nhìn Diệp Phàm. Thấy hắn gật đầu, nên liền cầm tấm ngân phiếu nhét vào tay anh mình, nhưng Kiều Báo Quốc vẫn không cầm. Kiều Viên Viên liền nghiêm mặt nói. Anh không quản chuyện Hương Linh nữa thì thôi, em càng rảnh nợ. Vậy, tôi nhận, số tiền này coi như tôi mượn cậu, sau này sẽ trả cậu. Kiều Báo Quốc bóp đầu thuốc lá, nhận lấy tấm ngân phiếu. Không cần trả. Diệp Phàm thản nhiên nói. Không được. Kiều Viên Viên mạnh miệng nói. Kiều Báo Quốc cũng gật gật đầu. Ha ha, đấy đều là sắp xếp của anh mà, cần gì phải trả chứ? Diệp Phàm nhìn Kiều Viên Viên thản nhiên cười nói, hai chữ sắp xếp kia được nhấn mạnh, Kiều Viên Viên có chút đỏ mặt, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Sắp xếp, có ý gì vậy? Kiều Báo Quốc có chút nghi ngờ nhìn Diệp Phàm và Kiều Viên Viên một cái, hỏi. Anh, không liên quan gì đến anh cả, anh cứ nhận là được rồi, là do anh ấy nợ em, hừ. Kiều Viên Viên nhịn cười, vẻ mặt nghiêm túc hừ nói. Nợ em, có phải cậu ta đưa ra điều kiện gì đó với em có đúng không? Số tiền này, anh không nhận nữa. Kiều Báo Quốc vẫn rất kiên cường, bỗng nghĩ đến điều gì đó liền đẩy lại tấm ngân phiếu. Thực ra, Kiều Viên Viên ở nhà rất được sủng ái, dù là ông bà, bố mẹ hay em trai đều rất thích Kiều Viên Viên. Bây giờ nhắc đến cái này cũng muộn rồi. Diệp Phàm đột nhiên lạnh lùng hừ nói. Cậu có ý gì? Kiều Báo Quốc bỗng đứng bật dậy, trợn mắt nhìn Diệp Phàm, tay nắm lại,
giống như muốn đánh người vậy. Em gái của anh đều đã là người của tôi rồi, anh còn nhắc đến làm gì, tôi còn có điều kiện gì với cô ấy chứ? Diệp Phàm cũng nảy sinh ý định độc ác, liền nói dối. Bởi vì hắn đã nhìn ra, Kiều Báo Quốc cũng không phải là loại người đớn hèn. Số tiền này nếu không có lý do thì gã sẽ không nhận. Thằng khốn kiếp này, dám bắt nạt em gái tao, tao đá chết mày. Kiều Báo Quốc mắt đỏ lên, giơ chân đạp về phía Diệp Phàm. Anh, là em tự nguyện mà. Đột nhiên vang lên tiếng nói của Kiều Viên Viên, thoáng cái cô đã đứng ngăn trước mặt Diệp Phàm rồi. Em, anh bất tài, đến em anh cũng không bảo vệ được. Kiều Báo Quốc ngồi sụp xuống, không ngờ khóc lên thành tiếng. Anh, em thật sự tình nguyện mà, thời điểm đó em đâu có biết chuyện chị dâu nợ người ta nhiều tiền như vậy. Việc này chẳng có liên quan gì đến anh cả. Em thích Diệp Phàm, em tự nguyện, cho nên số tiền này là tiền của em, anh nhận tiền của em gái thì còn trả cái gì chứ. Anh cứ nhận đi, mau cưới chị dâu về nhà. Kiều Viên Viên lại cầm lấy tấm ngân phiếu nhét vào tay anh trai. Tôi nhận, cậu Diệp, sau này cậu hãy đối tốt với em tôi một chút. Nếu em gái tôi có làm sao thì tôi thề sẽ liều với cậu đấy. Kiều Báo Quốc đột nhiên đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói. Tôi thương cô ấy còn chưa được, làm sao bắt nạt cô ấy được chứ? Diệp Phàm bình tĩnh nói, không ngờ kéo Kiều Viên Viên vào trong lòng, Kiều Viên Viên vì để phối hợp diễn kịch. Cho nên cũng hơi ngả người vào Diệp Phàm. Miệng có chút ngượng ngùng nói. Anh đang ở trước mặt mà. Sợ gì chứ, cũng không phải người ngoài mà. Diệp Phàm cười gượng một cái. Không thèm nhìn mặt anh nữa. Kiều Viên Viên cố ý lườm Diệp Phàm một cái, nói. Anh không cần lo lắng đâu, anh Diệp đối với em rất tốt, anh ấy xếp có thể ức hiếp em được. Mới đầu thì tốt, sau này ai biết thế nào. Kiều Báo Quốc trừng mắt nhìn Diệp Phàm, hừ một tiếng. Nếu em gái và hắn gỗ đã đóng thuyền rồi, thì cái gì cũng muộn rồi. Hơn nữa, mình và Hương Linh về sau thực sự cần tiền, số tiền này gom góp cả đời cũng chưa chắc đã đủ. Cho nên Kiều Báo Quốc đành nhận lấy. Chương 1179, Phó Giám sát trưởng Diệp. Vừa mới giải quyết xong chuyện này, điện thoại lại vang lên. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có chút lo lắng của tư lệnh Tiền Sâm căn cứ Hùng Sơn Ngư Đồng, nói. Tướng quân, tôi là Tiền Sâm. Mấy hôm trước có một chiếc xe của căn cứ bị rơi xuống vách núi, hiện nay toàn bộ quân nhân trong xe đã trọng thương hôn mê rồi. Khi chúng tôi đuổi đến mới phát hiện một phần bản vẽ vòng ngoài của căn cứ trong túi công văn đã bị mất. Mấy ngày gần đây, căn cứ đã phái người đi điều tra bản vẽ ở phạm vi lớn, các thôn dân phụ cận đều đã điều tra vài lần rồi. Nhưng vẫn chưa phát hiện được manh mối gì. Chỉ sợ bản vẽ rơi vào tay nhân viên tình báo nước ngoài, hoặc là vốn chuyện này do họ làm. Nhưng, hôm trước đã có chút manh mối, nghe nói có người biết chuyện đã đem bán bản vẽ. Tôi đã cho người tới Việt Châu, hiện tại đang ở khách sạn Shangri-La. Nghe nói tổng bộ đã sắp xếp hai người ở chỗ anh, tôi nghĩ, có thể nhờ họ đến đây trước, hiệp trợ tôi tìm kiếm bản vẽ không? Chuyện này anh đã báo cáo về tổng bộ chưa? Diệp Phàm hỏi. Báo cáo, thủ trưởng Trấn chỉ thị toàn lực điều tra, cần phải tìm bản vẽ trở về. Nếu để rơi vào tay tình báo nước ngoài, có lẽ chúng sẽ điều tra được chuyện gì đó thì phiền phức lớn. Tiền Sâm vô cùng lo lắng. Bộ an ninh quốc gia có đánh tiếng chưa? Diệp Phàm hỏi. Tạm thời vẫn chưa, đây là chuyện của tổ đặc nhiệm A chúng ta, không tiện nói với họ. Hơn nữa, chuyện này tôi cũng không muốn cho họ biết, căn cứ Đại Hùng Sơn, chỉ trong nội bộ tổ đặc nhiệm A chúng ta biết, dù là cục tình báo của Bộ Tổng Tham Mưu chắc hẳn cũng chỉ mò được những văn kiện bề ngoài thôi. Đương nhiên, lãnh đạo cao cấp của Bộ Tổng Tham Mưu thì chắc biết thần long số M2. Tiền Sâm nói, được, ăn cơm xong tôi sẽ qua chỗ anh ngay. Diệp Phàm nói, âm thầm nhíu nhíu mày, lại có chuyện phiền phức, xem ra. Muốn hoàn toàn thoát khỏi mớ bòng bong bên quân đội là chuyện không thể rồi. Hơn nữa, bản thân mình khi được chủ tịch đích thân đeo quân hàm thiếu tướng cũng đã đồng ý nhất định sẽ bảo vệ tốt căn cứ Đại Hùng Sơn. Nếu thực sự lộ ra chuyện gì, thì mình có lỗi với chủ tịch mất. Không lâu sau, Giám đốc Sở tỉnh Trần Bố Hòa và trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Kim tới, hơi muộn vài phút, dưới sự đón tiếp của Kiều Báo Quốc, cha vợ tương lai của anh ta Tô Thanh Vân cũng đưa Tô Hương Linh đến. Bên cạnh còn có một thanh niên dáng mạo tương đối giống ông ta, bốn người cùng nhau bước vào phòng bao riêng.
hai bên khách sáo chào hỏi giới thiệu qua lại, coi như là bước đầu quen biết rồi. Dĩ nhiên, đối với Diệp Phàm trẻ tuổi, ông Tô cũng có chút ngạc nhiên, nhưng lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Phàm mịt mờ liếc nhìn Tô Hương Linh mấy lần, thấy cô nàng này tướng mạo khó lắm mới đạt được mức thượng thừa, không thể coi là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, nhưng, khí chất thì cũng tương đối đặc biệt. Có lẽ, Kiều Báo Quốc đã bị khí chất của cô nàng làm cho mê muội rồi. Củ cải rau xanh, cứ thích rồi thì sẽ thấy nói gì cũng có lý. Cô Kiều, tôi mời cô một ly. Em trai của Tô Hương Linh tên Tô Quốc Hưng, nghe nói là thư ký chuyên trách của Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Lâm Phong, có vẻ trẻ tuổi, chắc hẳn lớn hơn Diệp Phàm 2, 3 tuổi. Cho nên, trên mặt, lờ mờ lộ vẻ kiêu ngạo. Thậm chí, ánh mắt nhìn Diệp Phàm có ý thù địch khó hiểu, Kiều Viên Viên chỉ rót rượu cho Diệp Phàm, Tô Quốc Hưng ngồi cạnh Kiều Viên Viên, nhưng cô cũng chẳng rót được cho y một ly rượu. Kỳ thật, Tô Quốc Hưng cũng có chút tình cảm đặc biệt với Kiều Viên Viên. Kiều Viên Viên xinh đẹp, khí chất cùng với dáng người, khuôn mặt đều là cực phẩm giai nhân, đã là đàn ông thì dĩ nhiên đều có chút tình cảm. Mà Tô Quốc Hưng cho rằng chị mình kết đôi với Kiều Báo Quốc, nếu như mình có thể lấy Kiều Viên Viên, đó quả là đã thân càng thêm thân. Hơn nữa, chuyện này chắc chắn Tô Thanh Vân cũng biết một chút. Xin lỗi, tôi không uống được rượu, chỉ nhận tấm lòng thôi được không? Kiều Viên Viên tương đối khéo léo từ chối. Dĩ nhiên là Kiều Viên Viên nói dối, mấy loại rượu vang này cô uống nửa chai cũng chẳng thành vấn đề. Chỉ có điều, cô cảm nhận được chút khác thường của Tô Quốc Hưng, sợ sẽ làm Diệp Phàm không vui, cho nên biểu hiện rất cẩn thận. Cô Kiều, thế này, hình như là cô hơi thiên vị. Tô Quốc Hưng giả bộ mất mát, cố ý nói. Tôi không rõ anh muốn nói gì. Kiều Viên Viên thản nhiên cười nói. Hình như cô mới cùng vị họ Diệp này cạn một ly đúng không? Lúc nãy vị họ Diệp uống trước, cô là người kết thúc, mấy giây trước còn cũng ly loảng xoảng. Mà, cái ly đó còn được rót rất đầy, nhưng cô đã tự uống hết, lại còn uống cạn một hơi nữa chứ. Tô Quốc Hưng giống như bắt được nhược điểm gì đó, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, lại hướng về Kiều Viên Viên. Xin lỗi, tôi chỉ uống được một ly, ly thứ hai thì không uống nổi nữa. Kiều Viên Viên hơi nhíu mày. Anh trai Kiều Báo Quốc và chị dâu tương lai Tô Hương Linh đều nhìn chằm chằm, cũng không tiện nói gì quá. Nếu như cô Kiều không thể uống được rượu thực, lẽ nào uống nhiều thêm một ly thì sẽ ngã ngay sao? Tô Quốc Hưng hỏi lại một câu, thản nhiên liếc nhìn Diệp Phàm, nói một câu hàm ý. Tôi, thực sự hơi say rồi, chỉ uống một ngụm nhỏ thôi được không? Kiều Viên Viên cố gắng kiềm chế. Được rồi, Quốc Hưng, Viên Viên có lẽ không uống được rượu thật. Không uống được thì đừng ép người ta. Lúc này, Tô Thanh Vân đột nhiên nhoẻn miệng cười nói, khi thu lại nụ cười còn nhìn Diệp Phàm có chút không vui. Hừ, cô Kiều xem thường Tô Quốc Hưng tôi thì đành thôi vậy. Tô Quốc Hưng cảm thấy sượng mặt, bình thường đi theo bên cạnh Phó Chủ tịch tỉnh Lâm, làm gì có ai dám bất kính với một thư ký như y. Huống chi, bản thân còn được người trong vòng tỉnh thành coi là công tử thứ nhất của thành phố Việt Châu. Vừa ra ngoài là đã tùy sức gào thét, nào ai dám không nể mặt, không thể ngờ hôm nay lại bị Kiều Viên Viên đối xử thế này. Tuy nhiên, y vừa nói ra câu này, Tô Báo Quốc cũng nhíu mày, liếc nhìn Tô Hương Linh đang ngồi cạnh, không hé răng gì. Trưởng ban Kim Thụ Dương và Trần Bố Hòa ngồi đối diện cũng chẳng hé răng, vẻ mặt thản nhiên ngấp một ngụm rượu nhỏ, hai lão hồ ly này dĩ nhiên biết Tô Quốc Hưng đang làm khó anh chàng đảng ủy công an trẻ tuổi Diệp Phàm. Bọn họ cũng muốn xem trận này Diệp Phàm bị chỉnh thế nào. Ha ha, anh Tô, Viên Viên không uống được rượu, ly của cô ấy tôi sẽ uống thay, thế nào? Diệp Phàm thản nhiên cười, giơ tay cầm lấy chén rượu của Kiều Viên Viên đưa qua đưa lại, ý là chúng ta cùng một cụm nào. Hừ, anh là cái gì, mà cũng đòi uống thay cho cô Kiều. Tô Quốc Hưng rốt cuộc cũng bạo phát, trước đó cũng ngầm bày tỏ chút ý tứ với Kiều Viên Viên. Nhưng... toàn bị Kiều Viên Viên giả ngốc, dịu dàng từ chối. Vì chuyện của anh trai vẫn chưa giải quyết xong, Kiều Viên Viên cũng không tiện nhăn mày nhăn mặt gì đó với Tô Quốc Hưng. Lời nói của Tô Quốc Hưng đương nhiên kinh động bốn phương, Vương Triều và Mã Hán sớm không kìm nổi muốn đứng lên, nhưng, Diệp Phàm liếc mắt nhìn họ một cái, hai người mới không đứng dậy. Giám đốc Sở Trần và trưởng ban Kim lúc này đang rót rượu bộ dạng như đang chuyên tâm sử rượu của mình. Giống như chuyện xảy ra bên đó họ chẳng biết gì. Quốc Hưng, cậu nói gì vậy, Diệp Phàm người ta tốt xấu gì cũng cùng tới với Viên Viên, nói chuyện cũng nên lễ phép một chút,
Lời nói Tô Thanh Vân nghe thì như đang trách cứ con trai mình, nhưng kỳ thực, trong lời nói lại có ý, cái gì mà tới cùng, nói cứ như Diệp Phàm là chó săn của Kiều Viên Viên vậy, đơn giản ý nói Diệp Phàm muốn nịnh bợ Kiều gia, chỉ có thể là tay sai của Kiều gia mà thôi. Kiều Báo Quốc muốn đứng dậy, nhưng, bị Tô Hương Linh kéo lại. Anh ấy không phải là cái gì, anh ấy mà bảo Kiều Viên Viên nhảy lầu thì tôi đây cũng chẳng do dự mà nhảy xuống đâu. Đời này, tôi nhất định sẽ dựa vào anh ấy, anh nói xem, anh ấy có thể uống rượu thay tôi được không? Lời nói của Kiều Viên Viên quả mạnh bạo, thái độ kiên quyết, nói năng quỷ dị, câu nói vừa thốt ra, Tô Quốc Hưng lập tức nghẹn họng mặt tái xanh. Còn Tô Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, lạnh lùng liếc nhìn Diệp Phàm một cái. Uống rượu đi, mọi người cùng nhau cùng một ly nào. Cô Viên Viên không uống được rượu thì nhấp một ngụm coi như là một ly, ha ha ha. Lúc này, Kim Thụ Dương buông một câu đúng lúc. Đúng, mọi người cùng nhau cùng một ly nào, chẳng dễ dàng gì tụ tập lại uống rượu với nhau. Giám đốc Sở Trần Bố Hòa cũng nói. Lời lúc nãy của Kiều Viên Viên là một tin quan trọng. Điều đó khẳng định Diệp Phàm là bạn trai của cô, hơn nữa, Kiều Viên Viên trừ Diệp Phàm sẽ chẳng lấy ai. Sau này Diệp Phàm kia sẽ làm con rể Kiều gia là chuyện tám phần chắc chắn rồi. Lúc này, Kim Thụ Dương và Trần Bố Hòa cuối cùng cũng đã hiểu vì sao Diệp Phàm còn trẻ như vậy đã ngồi ở chức đảng ủy công an thành phố Ngư Đồng, chắc chắn là nhờ sức của Kiều Viễn Sơn rồi. Nếu Kiều Viễn Sơn đã ra sức thì chắc đã nhắm Diệp Phàm làm con rể, chứng tỏ Kiều Viễn Sơn cũng rất hài lòng về Diệp Phàm, phân lượng của Diệp Phàm phải cân nhắc lại một lần nữa. Không thể không nói, Kiều cáo già như trưởng ban kim, rất biết nghiền ngẫm lòng người. Nhưng, ông ta nghiền ngẫm chắc chắn cũng không thể nghiền ngẫm được Kiều Viễn Sơn vẫn chưa ga voi Diệp Phàm, chứ cha nói gì tới hài lòng. Còn về phần đồng chí Diệp Phàm, ngay cả đại viện Kiều gia cũng chưa từng tiến vào. Nhưng, đối với Kim Thụ Dương mà nói, có thể thể hiện thiện ý với Diệp Phàm và Kiều Viên Viên thì tại sao lại không làm? Dù nói Tô gia ở Việt Châu cũng lớn, nhưng so với Kiều gia ở Bắc Kinh thì đã là cái gì? Cân nhắc nặng nhẹ, Kim Thụ Dương và Trần Bố Hòa dĩ nhiên sẽ nghiêng về Kiều gia. Huống chi, Kiều Viễn Sơn còn là bạn học cũ của Kim Thụ Dương. Cùng uống một ly được không bác Tô? Kiều Báo Quốc cũng nói, ánh mắt nhìn Tô Thanh Vân. Vậy uống một ly đi. Tô Thanh Vân thản nhiên gật đầu nâng chén rượu lên. Hừ, Tô Quốc Hưng hừ lạnh đang muốn tạt cốc rượu. Nhưng bị Tô Thanh Vân hung hăng trừng mắt nhìn, bất đắc dĩ nâng chén lên miệng rồi đặt xuống bàn bộ dạng nặng nề. Ừ, rượu này cũng không tệ, Brandy 1982. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, đương nhiên là để chọc giận đồng chí Tô Quốc Hưng. Kiều Viên Viên nói cảm ơn, nhấp một ngụm nhỏ rồi lại ân cần rót rượu cho Diệp Phàm, Tô Quốc Hưng, cặp mắt kia, sắp thành mắt thỏ rồi. Phó giám sát trưởng Diệp, bộ đã cấp 50 triệu đến sở tỉnh. Nói là khoản tiền đó là dùng cho thị cục Ngư Đồng các anh. Tôi đã bảo người cấp tiền xuống, đúng là một khoản lớn. Nói cậu khó nghe, muốn kiếm được từ bộ 50 triệu, phó giám sát trưởng Diệp, năng lượng này quả người thường không thể làm được, ha ha ha. Trần Bố Hòa đột nhiên cười nói. Phó giám sát trưởng Diệp, Bố Hòa, Diệp Phàm kiêm chức phó giám sát trưởng sở tỉnh từ khi nào vậy, cái này tôi vẫn chưa biết, ly này, phải kính giám sát trưởng Diệp một chút, ha ha. Kim Thụ Dương cười nâng cao chén rượu. Trưởng Ban Kim, cái này là anh nói sai rồi. Phó giám sát trưởng Diệp không phải kiêm nhiệm chức giám sát cảnh vụ sở tỉnh. Trần Bố Hòa giả thần giả thánh cười, kỳ thực là đang tạo thế cho Diệp Phàm. Chương 1180, Giám đốc Sở An ninh Quốc gia rất kênh kiệu. Chẳng lẽ là ở trên bộ? Kim Thụ Dương trên mặt thoáng vẻ ngạc nhiên, chẳng chút giả bộ, quả thật có chút kinh ngạc. Nên biết Kim Thụ Dương làm công tác tổ chức, đối với giám sát cảnh vụ Bộ Công an cũng có biết chút ít, giám sát trưởng kỳ thật chính là cục trưởng cục cảnh vụ, bình thường đều là do Thứ trưởng Bộ Công an kiêm nhiệm, đó chẳng phải nói Diệp Phàm đã được cất nhắc lên cấp phó bộ sao, cái này, quả là khiến Kim Thụ Dương chẳng thể tin được. Ha ha, trưởng ban kiêm hiểu lầm rồi, tôi chỉ kiêm chức phó giám sát trưởng đôn đốc phòng cảnh vụ của bộ thôi, chỉ là chức phó danh nghĩa mà. Diệp Phàm thản nhiên cười giải thích. Tránh làm cho những ánh mắt trong bữa tiệc phải kinh bạo. Dù là như vậy, nhưng cũng đã tương đối đáng kinh ngạc rồi. Đặc biệt là Tô Quốc Hưng, khóe miệng cũng hơi nhếch lên, chợt cúi thấp đầu, có chút buồn bực mất mát. Vậy phải chúc mừng thôi.
Tô Thanh Vân cũng thản nhiên cười nói một câu. Về phần Kiều Báo Quốc cũng có chút kinh ngạc, thầm nhủ chẳng lẽ cha cũng muốn tranh thủ hắn, hình như không hẳn là thế. Mặc dù là cha mình cũng là ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tổ chức Trung ương, nhưng muốn đẩy một thanh niên trẻ tuổi như Diệp Phàm lên chức phó giám sát trưởng giám sát cảnh vụ cục công an thì cũng không có khả năng, vì Diệp Phàm còn rất trẻ, chỉ mới hai mấy, chắc chắn là không thể. Đây quả là chuyện nghịch thiên thực sự đã xảy ra, hơn nữa còn ngay trước mắt. Vậy Diệp Phàm kia tương lai trở thành em dễ mình có lẽ là chuyện không khó xảy ra rồi. Phó giám sát trưởng Diệp, chúng ta cũng ly nào. Ngẫm nghĩ một chút, Kiều Báo Quốc cũng giơ chén lên. Người nhà Tô Thanh Vân uống vài ly rượu nữa thì cáo từ, Diệp Phàm biết trong lòng bọn họ không thoải mái, nói đi là đi luôn. Trưởng ban Kim thì ngồi uống đến cùng, hơn nữa, tâm tình hình như tương đối vui vẻ, Diệp Phàm từ trong đó cũng nhìn được chút mạnh mối. Chắc hẳn trưởng ban Kim trong tỉnh ủy cũng không kém gì Tô Thanh Vân, trong lòng cũng suy nghĩ. Phát hiện này, cũng coi như thu hoạch ngoài ý muốn. Sau đó, Diệp Phàm mờ mịt bày tỏ với Trần Bố Hòa muốn điều chỉnh Lỗ Trường Phong đến Cục Công an thành phố Ngư Đồng đảm nhiệm phó cục, Trần Bố Hòa có chút do dự rồi cũng lập tức đồng ý. Dĩ nhiên, là còn phải làm một cái danh hiệu phái cán bộ tạm giữ chức rèn luyện. Dĩ nhiên, cách này, các lãnh đạo thông thường dùng nát rồi, nhưng thử trăm lần vẫn hiệu quả cả trăm. Trong đại sảnh căn phòng lớn khách sạn Shangri-La có vài người đang ngồi. Ai nấy ánh mắt đều sắc bén, khí khái anh hùng. Diệp Phàm cùng Tiền Sâm bước vào phòng, bên trong mấy người lập tức đứng lên chào theo nghi thức quân đội, nhưng miệng không hô gì. Miễn, đang trong thời điểm quan trọng không cần giữ lễ tiết. Diệp Phàm khoát tay áo chỉ vào sofa nói. Ngồi cả đi, tìm lại bản vẽ mới là nhiệm vụ thứ nhất. Sau đó, chỉ tay vào hai đồng chí Vương Triều và Mã Hán giới thiệu. Vương Triều vì làm ở Bộ Công an. Diệp Phàm đã cho danh hiệu là đồng chí ở phòng bí mật điều tra của Bộ Công an phái đến Cục Công an thành phố Ngư Đồng để rèn luyện. Về phần Mã Hán, Diệp Phàm trực tiếp lấy thư bổ nhiệm trong túi công văn của Tổng bộ, thằng nhãi này vẻ mặt nghiêm túc, nói. Thông qua quyết định của bộ máy lãnh đạo Tổng bộ tổ đặc nhiệm A, đã thông qua hội nghị thường vụ và báo lên quân ủy và Bộ Chính trị, chủ nhiệm Trấn bổ nhiệm đồng chí Mã Hán làm phó tư lệnh căn cứ Hùng Sơn Ngư Đồng, hiệp trợ đồng chí Tiền Sâm làm nhiệm vụ của căn cứ. Trao tặng riêng quân hàm thượng tá. Diệp Phàm nghe báo cáo tỉ mỉ lại việc đánh mất bản vẽ, cặp mày nhíu lại, hỏi. Hiện nay căn cứ phái bao nhiêu người đi lục soát tìm kiếm? 60 người, chia làm 10 tổ tiến hành tìm kiếm theo kiểu thả lưới. Những người này đều đứng đầu trong các tổ. Tiền Sâm vẻ mặt ngưng trọng, nói. 60 người có ích gì, cả một thành phố Việt Châu có hơn 10 triệu người. Biển rộng tìm kim. Chừng đó người thì cả chút bọt cũng chẳng làm được, anh lập tức liên hệ với lãnh đạo chủ chốt của Sở An ninh Quốc gia Việt Đông, yêu cầu bọn họ hiệp trợ cùng nhau điều tra, tuyệt không thể để bản vẽ rơi vào tay tình báo nước ngoài. Diệp Phàm nghiêm mặt truyền đạt mệnh lệnh. Tiền Sâm vừa nghe, khóe miệng giật vài cái, Diệp Phàm biết, Tiền Sâm muốn che giấu gì, chuyện này mà lộ ra ngoài chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến người phụ trách trực tiếp như y. Có lẽ, vì chuyện này mất mũ quan là chuyện nhỏ. Đưa lên tòa án quân sự cũng rất có khả năng. Bởi vì, căn cứ Hùng Sơn cất giấu thần Long M2, bởi vậy tuyệt đối không được có chút gì sơ suất. Vừa xảy ra chuyện bên trên chắc chắn sẽ nhìn chằm chằm, không riêng gì lãnh đạo tổ đặc nhiệm A, mấy lão trong quân ủy chắc chắn cũng chẳng ngồi không. Trong chuyện này chắc chắn mấy lão đó sẽ không nương tay. Trấn Đông Hải hiện tại kỳ thực cũng vì thủ hạ Tiền Sâm của mình mà giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, chưa báo lên cho quân ủy. Bằng không, cục tình báo sớm đã cho người xuống, chỗ Tiền Sâm tương đối bất ổn. Tiền Sâm dĩ nhiên hiểu điều này, dù rất không muốn, nhưng, vẫn đáp khá rõ ràng. Diệp tướng quân, chuyện này tôi ra mặt cũng vô dụng, Bộ An ninh Quốc gia với căn cứ chúng ta không có liên quan gì. Chuyện này để giữ bí mật, cứ trực tiếp báo lên trên để họ ra mặt liên hệ vẫn tốt hơn. Các người lui ra ngoài đi, tôi gọi điện thoại. Diệp Phàm trầm xuống. Cảm thấy Tiền Sâm nói có lý, vì an ninh quốc gia và tổ đặc nhiệm A không cùng một bộ môn, tổ đặc nhiệm A chuyên môn bảo vệ an toàn quân sự cho quốc gia. Trong tình hình khẩn cấp, tổ đặc nhiệm A có quyền điều động các lực lượng của quốc gia. Chẳng hạn như bộ an ninh quốc gia, cảnh sát vũ trang. Nhưng, những thứ này đều có điều kiện tiên quyết và những quy củ mang tính hạn chế tương đối nhiều, không phải anh muốn điều người ta thì người ta sẽ nghe lời anh.
Diệp Phàm tìm kiếm một chút, quyết định không làm phiền đến Trấn Đông Hải. Diệp Phàm trực tiếp gọi điện thoại cho Giám đốc Sở An ninh Quốc gia Việt Đông đồng chí Khổng Đông Vọng, nói. Giám đốc Khổng, xin chào, tôi là Diệp Phàm, Bộ Tổng Tham mưu Quân vụ. Hiện thân phận của tôi phải tuyệt đối giữ bí mật, cho nên, nếu muốn chứng thực thân phận của tôi ông có thể trực tiếp điện thoại cho Thiếu tướng Đinh Tam Căn Phó trưởng Ban Thường trực Ban Quân vụ Bộ Tổng Tham mưu. Đây là trình tự tất yếu, tôi sẽ chứng thực, nhưng, anh có gì xin cứ nói thẳng. Vì, người ta sớm đoán được Diệp Phàm tìm mình chắc chắn chẳng có gì tốt. Giám đốc Khổng chắc là nghe đến đại căn cứ Hùng Sơn Ngư Đồng. Diệp Phàm thăm dò hỏi. Dĩ nhiên, hình như là một quân cảng đang hoàn thiện. Khổng Đông Vọng giọng điệu hơi hòa hoãn, xem ra, ngay cả ông ta cũng không hiểu được những điều cốt yếu đích thực của đại căn cứ Hùng Sơn. Tổ đặc nhiệm A có thủ đoạn giữ bí mật rất cứng rắn. Ừ, khoảng thời gian trước. Diệp Phàm đem mọi chuyện kể lại một lượt. Khổng Đông Vọng vừa nghe đã có chút nóng nảy, giọng điệu hơi có vẻ hơi trách cứ, nói. Sao các anh không liên hệ với tôi sớm, dù nói căn cứ Hùng Sơn chỉ là căn cứ nhỏ, nhưng chuyện nhỏ cũng không thể qua loa, đây là chuyện đại sự liên quan đến phòng ngự quân sự quốc gia. Nếu lộ ra chuyện gì thì sẽ thành chuyện lớn. Dĩ nhiên, Phó Giám đốc Thường vụ Sở Lữ Nhất Toàn không ở đây, tôi sẽ kêu trưởng phòng Tần Viêm Viêm của tổ đặc nhiệm A đến. Có thể phái một phó giám đốc sở dẫn người đến đích phân bày bố không? Diệp Phàm nghe chỉ điều đến một trưởng phòng, hơn nữa, nghe tên hình như là phụ nữ, trong lòng có chút bất mãn, cho rằng đồng chí Khổng Đông Vọng có chút kênh kiệu, không hề để tâm đến chuyện này. Chẳng lẽ anh nghi ngờ năng lực cô ấy? Nói thẳng với anh, cô ấy là vương bài của sở, chắc chắn không thua gì một phó giám đốc sở. Khổng Đông Vọng cũng có chút bất mãn hừ ra một tiếng. Được. Chúng tôi đang ở khách sạn Shangri-La, ông hãy bảo cô ấy đến đây ngay. Diệp Phàm hừ giọng nói. Không phải cô ấy đến, là các anh đến, đến Sở An ninh Quốc gia giải trình rõ mọi chuyện, và, phải tới lập tức, hừ. Giọng Khổng Đông Vọng càng lạnh hơn càng nghiêm túc hơn, ông ta cho rằng chuyện căn cứ quân sự vốn là chuyện của Cục Tình báo, cái này phải phiền đến Bộ An ninh Quốc gia bọn họ, vậy là nhờ vả họ. Đồng chí Diệp Phàm cũng cao ngạo quá. Sở An ninh Quốc gia chúng tôi đâu phải đám chó anh kêu tới là phải tới. Kẻ đi nhờ vả như anh là trở thành đại gia, thì tôi đây thành thứ gì? Khổng Đông Vọng là giám đốc Sở An ninh Quốc gia đầy hứa hẹn của tỉnh Việt Đông, năm nay chưa quá 36 tuổi, cũng vừa mới ngồi lên vị trí nhân vật số 1 Sở An ninh Quốc gia. Nghe nói văn kiện chính thức không lâu nữa mới xuống, nhưng, Bộ An ninh Quốc gia đã quyết định rồi, đã sớm có người truyền tin cho anh ta. Tại thời điểm mấu chốt này, Khổng Đông Vọng đương nhiên không muốn có một chút sơ suất. Nói trắng ra là anh ta chẳng muốn tiếp nhận chuyện mất bản vẽ của bên quân đội, nếu vì chuyện này mà làm ra ảnh hưởng gì đến chữ đại của mình chuyển thành chính thức thì thiệt thòi quá. Chỉ cần chữ đại chưa chuyển thành chính thức ngày nào, trong đầu Khổng Đông Vọng chưa thể nào yên ổn được. Thời kỳ vô cùng quan trọng, Khổng Đông Vọng chỉ cầu bình an, không cầu lập công, tranh công lao cũng phải đợi mông mình ngồi nóng đã rồi tranh vẫn còn kịp. Hơn nữa, Việt Đông là tỉnh lớn, cho nên, vị trí của Khổng Đông Vọng cũng tương đối quan trọng. Huống chi, Khổng Đông Vọng ở quân ủy và Bộ An ninh Quốc gia cũng đều có người bao che. Hơn nữa y cũng đang trẻ tuổi đầy hứa hẹn, 36 tuổi sắp nhậm chức Giám đốc Sở An ninh Quốc gia tỉnh Việt Đông quyền, tạm thời khi lên chức sẽ là cấp bậc Giám đốc Sở, ắt hẳn qua 5-6 năm đầu 40 đã có thể hưởng thụ đãi ngộ cấp thứ trưởng. Bởi vì tỉnh Việt Đông là tỉnh lớn. Bình thường điều phối cán bộ đều phối rất cao. May mắn thì mấy năm nữa có thể sẽ được điều lên làm phó trưởng ban Bộ An ninh Quốc gia cũng có thể, tiền đồ khá tốt. Cho nên, cũng đã tạo cho y một chút cuồng ngạo. Vậy được rồi. Diệp Phàm nhẫn nhịn hạ giọng, cái này, người ta là địa hổ, cường long cũng khó đấu được địa hổ, việc tìm bản vẽ cấp bách, đấu khi cũng vô ích. Nhưng, Khổng Đông Vọng này Diệp Phàm dĩ nhiên nhớ rõ trong đầu. Cả đám người lên xe đến thẳng Sở An ninh Quốc gia. Sở An ninh Quốc gia trước nay đều làm rất thần bí, tòa lầu lớn thấp thoáng giữa rừng cây, hơn nữa, nhìn chẳng chút hiện đại cũng không xa hoa, thậm chí hơi có vẻ giản dị. Nhưng Diệp Phàm biết, mỗi năm nhà nước cấp cho bọn họ nhiều hơn Sở Công an nhiều. Tiến thẳng vào phòng họp. Khổng Đông Vọng cơ thể cường tráng, nhìn rất uy vũ, anh ta ngồi vững vàng ở vị trí đầu của bàn họp, thản nhiên nói. Ngồi đi. Lại chỉ tay vào cô nàng tóc dài như thác nước,
toàn thân mặc áo choàng tím, bên trong mặc áo trắng hoa, váy đen, chân đi đôi giày cao gót màu đỏ rất gợi cảm nói. Cô đây là Tần Viêm Viêm, lần này chuyện tìm kiếm bản vẽ của các anh sẽ do cô ấy phụ trách, hy vọng mọi người có thể kể lại rõ tình hình, hiệp trợ cô ấy tìm bản vẽ về. Chương 1181, Bộ phận tình báo của Bộ Tổng Tham mưu. Kỳ thật, Khổng Đông Vọng gọi điện thoại tới chỗ Ninh Tam Căn và đã biết được thân phận của Diệp Phàm là phó trưởng ban quân vụ của Bộ Tổng Tham mưu. Đương nhiên, quân hàm thiếu tướng như Ninh Tam Căn thì không nói rồi. Sau khi nhìn thấy Diệp Phàm, Khổng Đông Vọng trong thời gian ngắn ngủi nhưng trải qua rất nhiều trạng thái cảm xúc trong lòng, đi từ ngạc nhiên đến chua xót. Vốn nghĩ đến bản thân mình chỉ với 36 tuổi đã có thể thượng vị ở vị trí giám đốc Sở An ninh Quốc gia của tỉnh lớn Việt Đông đã là người thăng quan với tốc độ khá nhanh rồi. Không thể tưởng tượng được vị phó trưởng ban Diệp này hình như so với mình còn thăng nhanh hơn, nhìn qua chỉ 20 mấy tuổi thôi, không ngờ lại có thể ngồi đến vị trí này. Phó trưởng ban quân vụ Bộ Tổng Tham mưu chí ít là cùng cấp với giám đốc Sở là mình. Cho nên, đồng chí Khổng Đông Vọng đồng thời ủ men trong lòng và cũng có chút đố kỵ. Thế là quyết định hạ thế, chèn ép Diệp Phàm. Dù sao chuyện lần này là hắn đến cầu mình, hơn nữa, bản thân ban quân vụ của Bộ Tổng Tham mưu cũng quản không được chuyện của Sở An ninh Quốc gia bên này. Huống chi, bố mày là quân ủy cũng có người, phân lượng cũng không nhẹ, cho nên, thằng nhãi này nói chuyện đều dùng cách ra mệnh lệnh mà nói. Rất xin lỗi giám đốc Sở Khổng. Chuyện lục soát tìm bản vẽ chủ yếu do chúng tôi bên này phụ trách, bên an ninh quốc gia chỉ hiệp trợ phối hợp chúng tôi điều tra. Chuyện lần này là tuyệt mật, tôi không nghĩ sẽ có nhiều đồng chí bên an ninh quốc gia biết việc này. Đương nhiên, các người có thể chia ra thành tổ nhỏ này do tổ trưởng là những chiến sĩ tinh anh dẫn đầu đội điều tra. Chuyện cụ thể không cần thông báo cho nhân viên công tác bình thường. Gắng thu nhỏ phạm vi biết chuyện của việc này ở mức nhỏ nhất có thể, để tránh mang đến những phiền toái không cần thiết. Diệp Phàm cũng cảm giác được chuyện gì, trong lòng thấy tức giận, Khổng Đông Vọng cũng cao giá quá đó chứ. Sớm báo cho biết chuyện lần này là chuyện quốc gia tuyệt mật, cuối cùng thì gã lại chọc vào Sở An ninh Quốc gia, vậy không phải sẽ khiến cho mọi người trong Sở An ninh Quốc gia đều biết sao? Việc này, tuyệt không cho phép. Phó trưởng ban Diệp, các đồng chí bên Sở An ninh Quốc gia của chúng tôi người nào cũng tinh anh cả, không một ai là kẻ bất tài. Đối với chuyện cơ mật quốc gia, cái gọi là tuyệt mật quốc gia, chúng tôi hiểu hơn ngài nhiều. Khổng Vọng Đông nhìn Diệp Phàm liếc xéo một cái, khí thế tăng vọt, lời nói ra rất không khách khí, hơn nữa, hơi có vẻ âm dương kỳ quặc. Khổng Vọng Đông đồng chí, tôi hy vọng ngài có thể hiểu cho chỗ khó xử của chúng tôi, việc này là tuyệt mật, ngài hiểu không? Diệp Phàm hừ lạnh nói. Không phải đã nói cùng ngài rồi sao? Tuyệt mật, so với ngài chúng tôi hiểu càng rõ. Cái gì gọi là tuyệt mật, nực cười, còn cần ngài đến dạy bên an ninh quốc gia chúng tôi sao? Khổng Vọng Đông đột nhiên lạnh cười ra tiếng. Căn cứ của các ngài có một vài quân nhân tuy nói biết quy tắc quân nhân thì phải giữ bí mật, tuy nhiên, khi nói đến tuyệt mật, bên an ninh quốc gia chúng tôi là dân chuyên nghiệp về phương diện công tác này rồi, đương nhiên so với quân nhân bên căn cứ các ngài hiểu rõ hơn nhiều. Đồng chí Diệp Phàm, nếu các ngài không phối hợp công tác với chúng tôi, vậy thứ lỗi cho chúng tôi không thể trợ giúp các ngài rồi. Tần Viêm Viêm đột nhiên chen miệng vào nói. Kỳ thật, khi Diệp Phàm đem việc này nói qua cùng giám đốc Sở Khổng, thằng nhãi này lúc ấy có ngẫm nghĩ một chút, sau đột nhiên thay đổi chủ ý. Cho rằng chuyện bản vẽ bên ngoài của căn cứ Hùng Sơn Ngư Đồng bị mấy lần này có lẽ đối với chính mình mà nói thì là một cơ hội tốt, nếu có thể tìm ra bản vẽ, vậy đó chẳng phải là tạo công lớn rồi sao? Cho nên, quyết định phải dành cho bằng được quyền chủ động trong chuyện này nắm chắc trong tay mình, chỉ có như vậy, phần công lao lớn mới thuộc về mình, khi thực sự tạo được công lao, thì mình là nhân vật chính. Các ngài như vậy là có thái độ gì, an ninh quốc gia chính là an toàn vì quốc gia. Lúc này, Tiền Sâm ở một bên rốt cuộc không kìm nổi, cãi lại nói. Ngài là ai, lại ở trong phòng hội nghị của Sở An ninh Quốc gia chúng tôi kêu to hét lớn, không hiểu một chút quy củ nào sao. Nếu còn kêu la thì biến ra ngoài đi, hừ, một chút quy củ cũng không hiểu. Khổng Đông Vọng đột nhiên hừ nói, chén trà bị đặt xuống bàn một cách nặng nề, tiếng hầm hừ cũng phát ra. Mẹ kiếp, Tiền Sâm rốt cuộc không kìm nổi, bản vẽ vốn bị đánh mất nên trong lòng rất nóng nảy, lại gặp gã Khổng Đông Vọng này như thế nên liền phát hỏa, cho nên, há mồm mà chửi má nó, tuy nhiên, bị Diệp Phàm hừ một tiếng nên nín bặt.
như thế này mới đúng, nếu là các ngài yêu cầu chúng tôi trợ giúp, thì phải biết phối hợp công tác chuyên môn với Bộ An ninh Quốc gia. Tuy nói là bản vẽ bên ngoài căn cứ, nhưng cũng không thể sơ suất, nếu thực sự có sơ suất thì đồng chí phụ trách lãnh đạo căn cứ các ngài gặp phiền toái to rồi. Khổng Đông Vọng lên giọng nhà quan nói. Không cần. Diệp Phàm khoát tay áo, gọi điện thoại ngay trước mặt Khổng Đông Vọng, nói. Tôi là Diệp Phàm, tướng quân, tôi đối với đồng chí Khổng Đông Vọng bên Sở An ninh Quốc gia Việt Đông rất thất vọng. Diệp Phàm nói ba tiếng rất thất vọng rất nặng nề, cứ như đang nhai từng chữ vậy. Sao lại thế này? Trấn Đông Hải nhíu nhíu mày hỏi, khẳng định là đồng chí Khổng Đông Vọng đã chọc tức Diệp Phàm rồi. Không có gì, tôi cúp máy đây. Diệp Phàm treo điện thoại, quét qua mọi người liếc mắt một cái, nhìn Tiền Sâm hừ nói. Lập tức điều động một nửa binh lực của căn cứ toàn lực điều tra. Vâng, tất cả quan quân tới từ căn cứ Hùng Sơn chào theo nghi thức quân đội. Rầm rầm rầm, nhìn phòng họp trống trơn, Khổng Đông Vọng cười lạnh nói. Nhìn thấy không, cầu người ta giúp mà còn kiêu ngạo, ngông cuồng như thế, đây là đạo lý gì thế này? Còn ra vẻ thần bí gọi điện thoại, tôi xem câu hắn nói, rất thất vọng, ấy có làm được cái quái gì không? Giám đốc Sở, Diệp Phàm hình như là gọi cho một tướng quân nào đó. Việc này, chúng ta có phải có chút phiền phức rồi hay không? Tần Viêm Viêm sắc mặt có chút khó coi, vừa mới nói đến đây thì Khổng Đông Vọng đã khoát tay áo, thằng nhãi này khá bình tĩnh, hừ nói. Không cần để ý đến hắn, xem bọn họ có thể bay lên trời không. Đến lúc đó tìm không thấy bản vẽ, cũng phải đến cầu chúng ta nữa thôi. Đến lúc đó, chơi xỏ như thế nào là chuyện quá dễ dàng. Tuy nhiên, ông cũng bí mật phái người âm thầm điều tra về bản vẽ, mặc kệ thế nào, quốc gia không thể bị tổn thất. Đông Vọng, sao lại thế này? Xem sắc mặt hình như rất khó coi. Khổng Đông Vọng về tới nhà, từ đại sảnh truyền đến một giọng nói. Người này tên Khổng Văn Nhiên, mặt mũi hơi giống Khổng Đông Vọng, dáng người cũng không sai biệt lắm, chỉ có điều trên mặt có nhiều nếp nhăn hơn. Người này là Bộ trưởng Bộ Tổng Tham mưu Ban Tình báo, quân hàm thiếu tướng. Là chú út của Khổng Đông Vọng, vừa khéo lúc Bộ Tổng Tham mưu đi tuần tra theo lệ, do ông ta dẫn đội đến Việt Đông, cho nên, buổi tối liền ở lại nhà thằng cháu là Khổng Đông Vọng. Nhị bộ của Bộ Tổng Tham mưu tục xưng Bộ Tổng Tham mưu Ban Tình báo, nhị bộ có hai trung tâm chức năng. Chức năng đầu tiên là phụ trách thu thập và phân tích tình báo quân sự, chính trị. Kế tiếp là giao lưu đối ngoại về mặt quân sự, đẩy mạnh mối quan hệ về quân sự với nước ngoài. Ngoài ra còn có ba bộ phận công năng, một là phái nhân viên tình báo ra nước ngoài với đủ các loại thân phận để yểm trợ sưu tập tình báo quân sự, hai là công khai phát hành các ấn phẩm phân tích tình báo quân sự ở nước ngoài, ba là do cục võ quan phái võ quan đến trú tại các sứ quán ở nước ngoài. Là đơn vị giúp quân ta thu hoạch được tình báo quân sự trọng yếu. Giống các bộ phận chuyên môn bên dưới Bộ Tổng Tham mưu có văn phòng và ban tác chiến, ban tình báo, ban xử lý tin tức, ban huấn luyện, ban quân vụ, ban động viên, ban binh chủng, ban chính trị, cục hàng không quân sự, cục ngoại vụ, cục quản lý, đủ cả. Các cơ quan đó trên cơ bản đều cùng cấp, là cấp đơn vị chính quân. Người lãnh đạo phần lớn đều là thiếu tướng. Đương nhiên, cũng có các lão thành hoặc là kiêm chức, tỉ như ban quân vụ của Bộ Tổng Tham mưu trưởng Ban Tạ Kiến, một là với tư cách lão thành, hai là còn kiêm nhiệm chức tổng trưởng trợ lý, cho nên, ông ta nghiễm nhiên nằm ở cấp bậc trung tướng. Mà Khổng Đông Vọng từ chỗ Đinh Tam Căn đã biết Diệp Phàm nằm trong danh sách phó trưởng ban Bộ Tổng Tham mưu ban quân, nhiều lắm chỉ là cấp phó quân đoàn trưởng là cùng. Tất nhiên, Khổng Đông Vọng không xem Diệp Phàm ra gì rồi. Ha ha, chú, không có việc gì. Bị một kẻ cấp dưới chọc tức giận một chút thôi, quá cuồng vọng. Khổng Đông Vọng cười nói. Còn có người dám đến chọc cháu, đường đường là sở trưởng của Sở An ninh Quốc gia sao, có phải chán sống rồi hay không, ha ha. Khổng Văn Nhiên trong tay cầm một cây xì gà, cảm thấy việc này quá buồn cười. Cho rằng cháu mình đang nói giỡn. Đông Vọng hắn giọng, nói. Tên nhóc kia thiếu chút nữa là đập lên bàn cháu. Nếu không nể ban quân vụ của Bộ Tổng Tham mưu thì cháu đã xử hắn tại chỗ rồi, mẹ nó, vát mũi còn chưa sạch mà cũng dám đến Sở Quốc gia dương oai. Rốt cuộc sao lại thế này, xem ra thực sự có người chọc giận cháu rồi. Khổng Văn Nhiên lúc này trên mặt hiện ra một tia ngạc nhiên, nhả khói, hỏi. Một người tên Diệp Phàm, độ hơn 20 tuổi, phó trưởng ban quân vụ Bộ Tổng Tham mưu,
kêu chúng cháu hiệp trợ bọn họ điều tra chuyện căn cứ ngư đồng. Khổng Đông Vọng đem sự việc nói lẩm bẩm qua một lần, dù sao chú út là lãnh đạo có quyền uy cao nhất của Bộ Tổng Tham mưu, việc này không cần sợ ông ta biết. Diệp Phàm, Diệp Phàm. Khổng Văn Nhiên thì thào, đột nhiên mắt nhảy giật liên hồi, vội vã hỏi. Cuối cùng hắn bị làm cho tức giận bỏ đi rồi, cháu vừa rồi nói là hắn còn gọi điện thoại cho một tướng quân gì đó có phải hay không, có nghe ra là hắn gọi tên tướng quân gì không? Không có. Khổng Đông Vọng quét qua chú út liếc mắt một cái, cảm thấy chú út có biểu hiện hơi quái lạ, nhưng cũng không để tâm. Đông Vọng, cháu có khả năng gây ra chuyện phiền toái rồi. Khổng Văn Nhiên mặt nhăn mày nhó, là lãnh đạo của Ban Tình báo Bộ Tổng Tham mưu, đối với chuyện xảy ra giữa Diệp Phàm cùng Cố Gia ở Bắc Kinh đương nhiên ông cũng biết. Tuy lúc ấy xử lý chuyện đó không đề cập đến cái tên Diệp Phàm. Nhưng Khổng Văn Nhiên là ai? Người ta là chuyên gia tình báo, chuyện đại sự đại loại thế này tuyệt thoát không khỏi tầm mắt ông ta. Đến Cố Gia là dân tai to mặt lớn trong quân giới mà gặp phải tên nhóc này cũng phải gặp xui xẻo lớn, thằng cháu nhà mình thật không hiểu biết chuyện nặng nhẹ. Tuy nói chuyện Cố Gia bị rơi đài cũng không phải do Diệp Phàm đẩy ngã, Diệp Phàm chỉ là một mồi lửa, là do các thế lực đứng phía sau bức màn ở Bắc Kinh đưa tay đẩy mà tạo thành. Nhưng Diệp Phàm có thể thoát thân ra khỏi việc này mà một chút mất mát cũng không, cho thấy phía sau lưng Diệp Phàm có chỗ dựa vững chắc trong quân giới, ít nhất thì thế lực không thua kém Cố Gia. Huống chi, Cố Thiên Long đường đường là ủy viên quân ủy, tư lệnh viên của quân khu Liêu Thẩm cũng phải ngậm bồ hòn, không ngờ có thể nhịn được. Nghe nói đến tường nhà ông ta cũng bị Diệp Phàm đá sập 3-4 mét, sức của đôi bàn chân của tên nhóc này thật kinh người. Vừa nghĩ tới đó, Khổng Văn Nhiên đương nhiên ngồi không yên. Có gì phiền toái, một phó trưởng ban nhỏ nhoi, nhiều lắm là quân đoàn trưởng cấp phó là cùng, không chừng vẫn chỉ là cấp sư thôi, tuổi còn trẻ như vậy. Khổng Đông Vọng vẫn không cảm giác được gì, cảm thấy chú út có chút chuyện nhỏ mà cũng xé ra cho to. Đông Vọng, cháu nghiêm túc đi. Chuyện lần này cháu thực gặp phiền toái rồi. Không cần phải nói, gã Diệp Phàm kia hiện tại ở địa phương nào, nói mau. Khổng Văn Nhiên vẻ mặt rất ngưng trọng nhìn chằm chằm thằng cháu, hỏi. Ở khách sạn Shangri-La, thật biết hưởng thụ, đi tra án còn mà ở nơi xa hoa như thế. Khổng Đông Vọng bất mãn hừ nói. Lập tức dẫn theo trưởng phòng Tần mà cháu vừa nhắc tới khách sạn Shangri-La, bên này, điều động binh lính cường tướng bí mật điều tra về bản vẽ. Toàn lực phối hợp với các đồng chí căn cứ Hùng Sơn điều tra bản vẽ. Cháu khi đến khách sạn Shangri-La cần chú ý thái độ, phải thành khẩn, chịu chút lỗi với phó trưởng ban Diệp. Bên an ninh quốc gia phải do cháu tự mình dẫn đội, nhớ kỹ, thái độ phải thành khẩn, là hiệp trợ bọn họ chứ mình không phải là người chủ đạo, nghe có hiểu được không? Khổng Văn Nhiên gần như chút cạn lời cần nói căn dặn. Chương 1182, có người ra tay với Kiều gia. Khổng Đông Vọng có chút không muốn, hừ nói. Chú út, rốt cuộc là vì sao, chú dù sao cũng phải nói để cháu còn biết mình, chết, vì cái gì, thế này thì rất mất mặt, còn cần cháu làm tiếp nữa hay không đây? Làm tiếp, cháu cũng còn muốn tiếp tục làm sao, làm cái con khỉ. Không nên hỏi vì sao, việc này chú không thể nói, cháu nếu còn nhận chú là chú út thì khẩn trương làm theo lời chú nói, nếu muộn quá chỉ sợ người ta đi mất rồi. Khổng Văn Nhiên hừ nói. Khổng Đông Vọng không có cách nào khác, đành phải dẫn theo Tần Viêm Viêm tới khách sạn Shangri-La. Tuy nhiên, bị đồng chí Vương Triều đang giữ cửa ngăn cản, lý do là thủ trưởng đã ngủ, có dặn dò không cho bất cứ kẻ nào quấy rầy. Khổng Đông Vọng nói dòng dài một hồi, Vương Triều vẫn trước sau như một, thiết diện vô tư, không cho vào. Biết người ta cố ý đang làm khó dễ mình nên Khổng Đông Vọng đành phải về nhà báo lại cho chú út là Khổng Văn Nhiên biết. Sắc mặt khi ấy có bao nhiêu khó coi đều lộ ra hết. Khi về đến nhà thì Khổng Văn Nhiên đã ngủ, nên cũng không quấy rầy. Sáng ngày hôm sau, Khổng Văn Nhiên mới sớm đã đi dò xét, Khổng Đông Vọng cũng đến cơ quan để làm việc. Mà vào đêm hôm đó, Diệp Phàm thật ra đã chạy về ngư đồng, bởi vì chuyện bên này có muốn giúp cũng không giúp được gì, Tiền Sâm từ căn cứ điều động mấy trăm quân nhân qua đây, lập tức tăng cường mật độ điều tra, về phương diện hiệu quả hẳn sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng hiện tại vẫn đang rất mờ mịt. Hai người là Vương Triều cùng Mã Hán cũng dẫn theo một nhóm người đi điều tra, Trần Quân cũng bị Diệp Phàm điều tới Việt Châu âm thầm điều tra việc này, bởi vì có người rêu rao bán bản đồ, cho nên một khi có một chút manh mối thì liền tìm đến lần mò. Sau khi trở lại ngư đồng,
đầu tiên Diệp Phàm đi đến chỗ bí thư thành ủy Hà Trấn Nam, chuyện này đương nhiên là do Trấn Đông Hải mời nên hắn mới đến, cớ thì đương nhiên có nhiều hơn rồi, nào là ủy ban kỷ luật tỉnh điều động nhân viên phối hợp phá án, đủ cả, nhưng cũng không khiến cho Hà Trấn Nam có suy nghĩ gì. Ông ta thật ra rất quan tâm nên hỏi. Bí thư Diệp, án kia nhất định phải nắm chặt, hiện tại cách thời hạn nửa năm thời gian cũng không còn nhiều nữa. Tôi biết bí thư Hà, toàn cục cảnh sát ai nấy đều tập trung sức lực, tăng ca thêm giờ sở sắp xếp điều tra cho ra. Tuy nhiên, thật đáng tiếc trước mắt vẫn không phát hiện ra manh mối đáng giá nào. Án này nhất thời lâm vào cục diện bế tắc, tôi cảm giác trọng trách trên người mình nặng trịch, mất mũ cũng không có việc gì, chỉ có điều thấy có lỗi với nhân dân Ngư Đồng. Thật có lỗi với sự chiếu cố đặc biệt của bí thư Hà cùng chủ tịch thành phố Lý đối với cục công an thành phố, trong lòng tôi rất khó chịu. Diệp Phàm đương nhiên cũng đóng kịch theo, vờ thở dài, vẻ mặt khó chịu. Ừ, tuy nhiên, sắp xếp điều tra thì vẫn sắp xếp điều tra, nhưng cũng phải chú ý đến một số phương diện bị ảnh hưởng. Địa phương luôn phải lấy chính kiến thiết kinh tế làm việc chính có phải hay không? Nếu làm đến mức độ lòng dân phải hoảng sợ, lòng người không yên thì còn ổn định và hòa bình lâu dài như thế nào? Hà Trấn Nam đột nhiên nghiêm túc nói, quét qua mặt Diệp Phàm. Tôi sẽ chú ý những thứ đó. Diệp Phàm gật gật đầu, thầm nhủ, chẳng lẽ là trong cục có người nói ra nói vào chuyện gì đó, Hà Trấn Nam nói lời này có ý gì, chẳng lẽ là muốn ngăn cản vụ án. Tuy nhiên, thằng nhãi này vừa chuyển người lập tức nói. Bí thư Hà, lần này từ tỉnh thành trở về, không thể tưởng tượng được bí thư Triệu lại gọi tôi vào văn phòng, ôi, mất mặt đến thế là cùng. Bí thư Triệu, có phải bí thư Triệu bản điền bên công an đảng ủy hay không? Hà Trấn Nam thuận miệng nhấp một ngụm trà, xem xét nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, cũng có vẻ gợn chút không có gì sợ hãi hỏi. Không phải, là bí thư tỉnh ủy Triệu Sương Sơn. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc, những lời nói này vừa nói ra, Hà Trấn Nam trung quy khó có thể duy trì bình tĩnh, khóe miệng mấp máy, hỏi. Là bí thư Triệu, ông ta có chỉ thị gì? Nhất định phải phá án, câu quan trọng nhất chỉ có câu này. Diệp Phàm đương nhiên là đang nói dối. Bởi Triệu Sương Sơn đâu có gặp lại hắn, tuy nhiên, lần trước ở Bắc Kinh thật ra có gặp qua một lần, lúc ấy Triệu Sương Sơn cũng có cho chỉ thị, nói phải chú ý phải kết hợp phá án với đoàn kết. Mà hiện tại qua cái miệng của Diệp Phàm thành ra câu, nhất định phải phá án, tin rằng Hà Trấn Nam sẽ không ngốc đến mức đi tìm chứng cứ xác minh. Rõ ràng chạm vào gia hổ của Triệu Sương Sơn tạo một chút áp lực cho Hà Trấn Nam, khiến ông ta toàn lực ủng hộ cục công an phá án. Miễn cho án bị kéo dài rất phiền toái. Đến lúc đó, mặc dù có bị vạch trần cũng không sợ, chỉ cần án có thể phá. Ừ, tăng cường sắp xếp điều tra, mặc kệ liên quan đến người nào, phải tra được kết quả cuối cùng. Hà Trấn Nam đương nhiên phải theo sát bước chân Triệu Sương Sơn, chuyện Triệu Sương Sơn mượn Diệp Phàm bán pho tượng lần trước một chút dấu vết cũng không lộ ra đã cảnh tỉnh Hà Trấn Nam không ít rồi, thằng nhãi này hiện tại thành thật hơn, xem chừng cũng chuẩn bị biểu lộ thái độ. Trở về trong cục, Diệp Phàm nghe ý kiến phân tích mọi mặt của vụ án, cùng với tiến triển trước mắt để tiến thêm một bước tính toán điều tra. Sau khi xong việc thì gọi Phó Cục trưởng Vi Minh Phi vào văn phòng, hỏi. Gần đây khi ở thời điểm tra án có gặp phải chuyện gì khác người hay không? Chuyện khác người, chẳng lẽ là có người đưa ra ý kiến? Vi Minh Phi chớp mắt, hỏi. Ừ, Bí thư Hà nói là phải chú ý ảnh hưởng. Bởi vì Vi Minh Phi là đối tượng bồi dưỡng ngầm của căn cứ Ngư Đồng, cho nên, Diệp Phàm đối với anh ta cũng không có gì phải đề phòng. Tôi nghĩ, Vi Minh Phi trầm ngâm một hồi, mới có chút do dự, nói. Sẽ không phải do đội trưởng Điền gần đây điều tra chuyện Nhị Kiến Ngư Đồng nên gây ra xích mích với người nào chứ, chẳng lẽ Nhị Kiến Ngư Đồng lại muốn trở mình gây sóng gió? Chuyện Nhị Kiến còn chưa giải quyết xong sao? Diệp Phàm kia mặt nghiêm lại, có chút không vui. Phải biết rằng khi ở Bắc Kinh hắn có gọi điện thoại dặn dò, nếu Tổng Giám đốc Đới Chí Quân của Nhị Kiến Ngư Đồng không trả tiền cho Cục Công an thành phố thì đầu tiên tịch thu chiếc BMW trước rồi nói sau. Việc này, còn dặn dò cả người thay thế đội trưởng cảnh sát hình sự là Điền Thất Hòa do Vi Minh Phi đề cử phải đích thân đi làm. Đội trưởng Điền đã làm hết sức, chiếc BMW trong cùng ngày đã bị thu và mang về Cục Công an thành phố. Tuy nhiên, bởi vì sự việc không được xử lý đến cùng cho nên hiện tại xe vẫn đậu ở bãi cỏ trong cục. Lúc ấy Đới Tổng khá kiêu ngạo, tuyên sẽ chơi đẹp cho đội trưởng Điền xem.
Nói đến đây thì Vi Minh Phi có chút khó coi nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái. Đẹp, cho ai xem, Đới Chí Quân làm loạn rồi, uy hiếp cả đội trưởng cảnh sát hình sự. Xem ra, cục công an thành phố chúng ta phải lập uy thôi, bằng không thì người nào cũng đều có thể tới cục làm bậy, thế này thì còn khai triển công tác như thế nào? Diệp Phàm mặt nghiêm lại, hừ lạnh nói. Người ta không cho người động thủ, tuy nhiên, phía cấp trên thì có người ra tay. Phỏng chừng là thân thích của Đới Chí Quân là phó chủ tịch tỉnh Đới đánh tiếng. Qua vài ngày, Bí Thư Hà tự mình gọi điện thoại đến nơi đây. Chúng ta còn có biện pháp nào sao, đành phải đem chiếc BMW trả về. Bằng không, Nhị Kiến Ngư Đồng lại muốn chặn cửa chúng ta rồi, tôi nghĩ, chúng ta trước mắt dù sao cũng không thiếu tiền, điểm cần chú ý vẫn là phá án, đừng bị những chuyện này nọ quấy nhiễu đại sự. Cho nên, cũng đã kêu đội trưởng Điền tạm thời ngừng lại. Vi Minh Phi vẻ mặt nghiêm túc, nói. Đới Chí Quân còn có thân phận khác sao? Diệp Phàm thản nhiên nói. Ừ, ông ta còn là phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty khai thác mỏ Dương Điền. Vi Minh Phi nói. Nếu đã biết chuyện này, chẳng lẽ ông ta không có tiền sao? Diệp Phàm hơi có vẻ bất mãn, hừ nói. Ông ta có tiền, nhưng không trả thì chúng ta có biện pháp nào đây? Gã này, quả thực là người khó chơi. Tóm không được mà trêu cũng không được, cục công an thành phố chúng ta sắp thành ổ đớn hèn rồi. Vi Minh Phi có chút kích động. Có cái gì mà tóm không được, kêu đội trưởng Điền vào đây. Trầm một tiếng, mặt bàn bị Diệp Phàm vỗ mạnh, Điền Thất Hòa vội vàng bước vào, Diệp Phàm hừ nói. Chuyện công ty xây dựng số 1 Ngư Đồng không thể kéo dài dây dưa, nếu công ty xây dựng số 1 Ngư Đồng không trả tiền thì các anh nghĩ ra vài biện pháp làm cho bọn họ tự động trả tiền. Chuyện này, tự động trả tiền, sao có khả năng? Vi Minh Phi lắc lắc đầu, cảm thấy quả thực là chuyện không có khả năng. Ừ, người ta có hậu trường phía sau chống lưng, Bí Thư Hà tự mình bức ép, chúng tôi thấy khó chết người. Đội trưởng Điền Thất Hòa cũng rất đau đầu, cấp trên có Bí Thư Hà đè, phía dưới bị công ty xây dựng Ngư Đồng trêu ghẹo mãi, trung gian thì có Diệp Phàm là lãnh đạo trực tiếp không ngừng tạo áp lực, nên thật sự nhức đầu. Ha ha! Công ty xây dựng Ngư Đồng chẳng lẽ làm việc gì cũng quang minh chính đại, công việc của chúng ta là đang làm gì, xuất bản lĩnh của chúng ta ra thôi. Chỉ cần điều tra ra gì đó thì khi đó nên niêm phong công ty thì niêm phong, nên bắt người thì phải bắt người sao? Chuyện này, không nhất định phải cứng nhắc yêu cầu bọn họ trả tiền. Diệp Phàm rất là quỷ dị thản nhiên cười. Chuyện này, được không? Vi Minh Phi có chút chần chừ hỏi. Có cái gì mà không được? Là tôi nói, đi làm đi. Còn nữa, nếu về sau Bí Thư Hà có gọi điện thì chuyển qua cho tôi nghe. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, Vi Minh Phi cùng Điền Thất Hòa tất nhiên liền dẫn nhau ra ngoài đi làm. Vi Minh Phi rất đớn hèn, không chịu nổi trọng dụng. Điền Thất Hòa toàn bộ đều nhìn vào Vi Minh Phi, không có chủ kiến, khó thành việc. Vẫn phải khẩn trương đưa Lỗ Đông Phong và Vương Triều nhét vào trong cục, bởi nói sao thì bọn họ cũng sẽ kiên cường hơn. Tuy nhiên, chuyện này cũng khó trách bọn Vi Minh Phi, không có chỗ dựa vững thì đương nhiên chắc phải chần chừ rồi, luôn sợ đánh mất mũ quan. Lỗ Đông Phong tốt xấu gì cũng có bố là quân đoàn trưởng, còn Vương Triều thì trực tiếp tạm giữ chức bên Bộ Công an, đến lúc đó phá án rồi thì sẽ sang tổ đặc nhiệm A, hẳn sẽ không có gì băn khoăn. Huống chi anh ta trước kia từng lăn lộn giang hồ, lòng lang dạ sói ác độc quen rồi, chính là không giống với. Diệp Phàm thì thào tự nói. Buổi chiều, khi Diệp Phàm vừa mới đặt mông lên ghế xoay một vòng. Lúc này, điện thoại vang lên, bên trong truyền đến giọng nói khá lo lắng của Kiều Viên Viên nói. Anh Diệp, anh trai tôi xảy ra chuyện lớn rồi, làm sao bây giờ? Xảy ra chuyện lớn, tối hôm qua còn rất tốt mà. Diệp Phàm hỏi, nhưng không hoảng hốt, lại hỏi thêm. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, đừng nóng vội, cô chậm rãi nói lại xem nào. Anh trai tôi bị người của Viện Kiểm sát tỉnh dẫn đi, nói anh ta một mình tham ô khoản tiền 5 triệu của phòng đôn đốc tỉnh ủy nên tạm thời giam bên ngoài. Kiều Viên Viên khóc nức nở nói, xem ra, khi chuyện trước mặt dính dáng đến người thân thì không mấy người có thể duy trì trạng thái bình tĩnh. Tối hôm qua tôi không phải đã cho anh ta 20 triệu sao, chẳng lẽ còn không đủ, còn nữa, khoản tiền 5 triệu kia anh trai cô lấy đi làm cái gì? Diệp Phàm cũng có chút kinh ngạc. Đêm qua do quá muộn, anh muốn đem tiền trả lại, tuy nhiên, do vào buổi tối nên không chuyển được,
anh cũng chuẩn bị sáng hôm nay trả lại. Nhưng không thể tưởng được anh vừa mới về đến nhà thì đã bị người ta dẫn đi, hơn nữa, đồng thời chị dâu tương lai của tôi là Tô Hương Linh cũng bị dẫn đi theo. Kiều Viên Viên nói, vậy 5 triệu kia 500 đâu? Diệp Phàm hỏi, tôi cũng không rõ lắm, các đồng chí bên viện kiểm sát tỉnh không cho gặp người, phỏng chừng là do anh khi gặp chị Hương Linh vẫn luôn bởi vì chuyện của mẹ và bà mà phiền lòng, cho nên muốn tạm thời dùng tạm số tiền đó giải quyết việc này trước. Kiều Viên Viên nói, ba cô có biết việc này không? Diệp Phàm hỏi, đương nhiên là đã biết, thiếu chút nữa tức đến hôn mê, chén trà trong nhà bị đập bể hết mười mấy chén. Kiều Viên Viên nói, chương 1183, sự sắp xếp của Khổng gia. Vậy là không có việc gì nữa rồi, có ba của cô ra mặt, chỉ cần đem tiền trả về chỗ cũ là đi được rồi. Nếu tiền không đủ thì gọi cuộc điện thoại, tôi lại đưa cho. Hơn nữa, ba của Tô Hương Linh cũng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, đường đường là nhân vật số một của tỉnh thành, viện kiểm sát tỉnh chẳng lẽ thực sự ăn tim gấu gan báo hay sao mà phải làm căng lên. Diệp Phàm thả lỏng, tuy nhiên, mày cũng hơi nhíu lại, cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Vô dụng, mẹ tôi gần như muốn khóc, ba tôi ngồi ở Bắc Kinh. Mắng và nói là muốn cho các đồng chí bên viện kiểm sát nhốt anh tôi vài ngày rồi nói sau. Bác Tô cũng ra mặt, tuy nhiên, lần này rất kỳ quái, thái độ của kiểm sát trưởng viện kiểm sát tỉnh lạ lắm, trước giờ chưa từng có. Bác Tô nhờ người hỏi thăm tình hình nhưng không ngờ cũng không thu được một chút thông tin nào, hơn nữa, anh tôi và chị Hương Linh bị nhốt ở chỗ nào cũng không rõ lắm. Kiều Viên Viên lo lắng nói. Việc này xem ra là do các vị đại lão tỉnh ủy ở sau lưng sai khiến làm. Xem ra chuyện lần này có chút phiền phứ, không phải nhằm vào anh trai anh thì chính là nhằm vào Tô gia. Nếu là nhằm vào Kiều gia, thì phía Bắc Kinh phỏng chừng còn có người nhúng tay. Nếu là nhằm vào Tô gia, vậy anh của anh chỉ là kẻ bị liên lụy. Chuyện này thật kỳ quái, chẳng lẽ người bên cấp trên không biết được người sau lưng anh trai anh? Diệp Phàm cảm thấy có chút quỷ dị, việc này rất không tầm thường. Anh tôi trước giờ vẫn luôn khiêm tốn. Ở tỉnh Nam Phúc chỉ có bác Tô và trưởng ban Kim biết thân phận thật của anh, những người khác phỏng chừng là không biết rõ. Ngay ở phòng đôn đốc tỉnh ủy thôi, anh tôi còn thường xuyên bị người ta ức hiếp. Ba tôi đối với việc anh tôi không ở lại Bắc Kinh mà cố ý muốn đến Việt Châu công tác đã rất tức giận, vẫn luôn miệng nói không quản chuyện của anh tôi, muốn gì thì anh tôi tự mình đi giải quyết. Cho nên, đã nhiều năm như vậy, kỳ thật chỉ có trưởng ban Kim và bác Tô âm thầm chiếu cố anh tôi thôi. Kiều Viên Viên thở dài. Viên Viên, đừng nóng vội, việc này ba của cô không có mặc kệ đâu, có ông ra mặt hẳn là không có nhiều vấn đề lắm. Diệp Phàm khuyên nhủ. Anh không rõ đó thôi, tôi hình như nghe bác Tô nói qua, ở Bắc Kinh cũng có chút phức tạp, tình cảnh của ba tôi cũng không tốt, nói là có người luôn nhìn chằm chằm vào ông, ba cũng vừa thượng vị không lâu, nếu có người lấy chuyện của anh tôi ra nói, vậy thì gặp phải đại phiền toái rồi. Kiều Viên Viên gần như khóc. Trong chốc lát còn nói thêm. Dù sao thì việc này tôi cũng chỉ là đàn bà phụ nữ nên không có biện pháp, anh tôi dù sao cũng là anh em vợ với anh nghĩ biện pháp thử xem. Cái này, ba của cô cũng không có biện pháp, tôi chỉ là một bí thư đảng ủy công an nhỏ nhoi chẳng lẽ có thể quản được viện trưởng viện kiểm sát tỉnh, người ta là quan lớn cấp phó tỉnh, hơn nữa, bác Tô kia đang bị người ta đánh lén, tôi có thể có năng lực gì đi giải quyết việc này. Thằng nhãi Diệp Phàm này đương nhiên không muốn chen vào, loại tình huống giữa các đại lão tỉnh ủy vật lộn nhau thì tốt nhất đừng chen chân vào. Trước mắt việc phá án quan trọng hơn nữa, Việt Đông là tỉnh lớn, các thế lực ở Bắc Kinh khắp nơi đều có đại biểu ở trong này. Thường thường một ủy viên thường vụ tỉnh ủy sẽ đại diện cho thế lực của một tập đoàn nào đó, làm không khéo thì bản thân mình sẽ bị gặp hạn, một cái sủi bọt cũng không thấy nữa ấy chứ. Dù sao thì Kiều gia khẳng định cũng sẽ nghĩ cách. Nếu mình xuất đầu ra tay thì có chút ngu dốt. Hơn nữa, thái độ của Kiều Viễn Sơn đối với mình phỏng chừng cũng không ra thế nào cả, bằng không, sao không lên tiếng kêu Kiều Viên Viên dẫn mình đến nhà Kiều gia chơi trong chốc lát. Còn nữa, ấn tượng của Tô gia đối với Diệp Phàm cũng không tốt mấy, Tô Quốc Hưng tỏ ra vẻ lạnh lùng, cao ngạo ngông cuồng, Tô Thanh Vân tỏ ra vẻ lạnh lùng và xem thường, còn có cả Tô Hương Linh cũng không nhiệt tình cho lắm. Cho nên, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Diệp Phàm không muốn xen vào, còn thêm một điều nữa, đó chính là Diệp Phàm tự nhận năng lực mình có hạn, căn bản là không có năng lực đi giải quyết việc này. Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh bản thân là quan lớn cấp thứ trưởng,
người phía sau ông ta chẳng lẽ cấp bậc còn có thể nói là thấp được sao? Tuy nhiên, bởi vì Kiều Viên Viên biết thân phận của Diệp Phàm ở tổ đặc nhiệm A, nên hiển nhiên không chịu buông tha, ngay sau đó cô hiển nhiên tỏ ra tức giận, dùng giọng điệu nặng nề hừ nói. Hừ, anh thật sự muốn làm động vật máu lạnh có phải hay không? Thấy chết mà không cứu sao, anh ta dù sao cũng là anh của tôi, anh trai tôi nếu thực sự xảy ra chuyện, tôi, lắp ba lắp bắp nửa ngày, rốt cục cũng nghẹn ra một câu, nói. Tôi mỗi ngày sẽ tìm anh, gây phiền toái cho anh. Ôi, để tôi đến tỉnh thành, vậy được chưa, tôi sẽ hết sức cố gắng. Diệp Phàm hít một hơi, khó ngăn cản lời mỹ nhân oán trách. Sau khi dặn dò mọi việc xong đâu đó thì lái xe thẳng đến Việt Châu. Ôi, đứa nhỏ này, lớn thế rồi mà bố đây còn phải dọn dẹp mớ bòng bong cho sao? Nghe thằng cháu Khổng Đông Vọng sau khi thuật xong, Khổng Văn Nhiên vẻ mặt ngưng trọng, dùng đầu gối suy nghĩ thôi cũng có thể đoán được là Diệp Phàm không muốn gặp anh ta. Thở dài và suy nghĩ, nếu mình ra mặt, Diệp Phàm chưa chắc chịu làm theo, tuy nhiên, cũng có 5 phần nắm chắc là hắn sẽ đồng ý gặp mình. Phần trăm nắm được quá ít, cái Khổng Văn Nhiên muốn chính là phải nắm chắc 100%, bởi chuyện này có liên quan đến tiền đồ của thằng cháu nên ông ta không dám qua loa. Khổng Văn Nhiên nhưng đem mọi hy vọng về Khổng gia đều ký thác trên người thằng cháu này cả. Ngẫm nghĩ một chút, lại bảo thằng cháu đem lời Diệp Phàm nói lặp lại một lần nữa, để cân nhắc và tìm cơ hội. Quả nhiên, ông ta tìm được một biện pháp dễ làm, vỗ tay một cái hô. Tới rất kịp lúc. Hóa ra, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Quân vụ Bộ Tổng tham mưu Thiếu tướng Đinh Tam Căn cũng là phó đoàn trưởng trong đoàn tuần tra của bọn họ, do Khổng Văn Nhiên làm đoàn trưởng. Mà Đinh Tam Căn mới trở về từ quân khu Việt Châu, giờ phút này chắc cũng về đến nhà khách và chuẩn bị nghỉ ngơi. Diệp Phàm nếu đã dặn dò nói Đinh Tam Căn biết thân phận của hắn, cho thấy hắn cùng Đinh Tam Căn có quan hệ cũng không tệ lắm, lại thêm việc Đinh Tam Căn còn được coi là lãnh đạo của hắn nữa chứ. Cho nên nếu Đinh Tam Căn đồng ý ra mặt, chuyện tuyệt đối so với mình nói sẽ có phân lượng hơn, hơn nữa thêm vào việc một trưởng ban ban tình báo bộ tổng tham mưu như mình phối hợp vào thì 8 phần sẽ có thể khiến Diệp Phàm hạ cơn tức. Đang lúc muốn gọi điện thoại thì chuông điện thoại lại vang lên, bên trong truyền tới một thanh âm hơi có vẻ khàn khàn, nói. Lão Khổng, chuyện của Đông Vọng có chút phiền toái. Ông Văn, không phải sớm đã định xong rồi à, có gì mà phiền toái? Khổng Văn Nhiên trong lòng chấn động, vội vã hỏi. Lão Văn tên Văn Thụ Đức, là bạn học cũ của Khổng Văn Nhiên, là Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia, trừ trưởng ban và phó trưởng ban thường trực ra thì là nhân vật số 3, cũng là bậc lão thành bên Bộ An ninh Quốc gia. Ở Bộ An ninh Quốc gia công tác về phương diện phân công quản lý, tổ chức nhân sự, quyền bính khá lớn. Hơn nữa, cùng Khổng Văn Nhiên có quan hệ rất thân thiết. Cũng không biết vì nguyên nhân gì, vừa rồi Bộ trưởng có gọi điện thoại đến đây. Nói bóng nói gió rằng muốn một lần nữa chọn người ngồi vào vị trí giám đốc Sở An ninh Quốc gia tỉnh Việt Đông. Văn Thụ Đức nói, trầm ngâm một hồi liền hỏi. Lão Khổng, xem ra phải dùng uy, phải hoạt động một chút mới được, cơ hội này mà mất đi thì đáng tiếc lắm. Bộ trưởng thực không tiết lộ thêm gì sao? Lão Văn, với mối quan hệ của chúng ta ông đừng giấu tôi chuyện gì nha, Đông Vọng cũng giống như con cháu trong nhà, vận mệnh của nó nằm ở trong tay của ông đó. Khổng Văn Nhiên thực có chút lo lắng. Có phải đắc tội với người nào đó rồi không? Văn Thụ Đức có chút chần chừ, sau khi nói xong liền treo điện thoại. Chẳng lẽ thật sự do một cuộc điện thoại của Diệp Phàm mà ra, vậy thì cũng quá nghịch thiên rồi. Có thể áp chế được Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia đi thay đổi thì phải có thế lực như thế nào đó mới có thể. Khổng Văn Nhiên thì thào một câu, trong lòng có chút kinh ngạc, nhìn thằng cháu đang ở một bên có chút khẩn trương liếc mắt một cái, hừ nói. Nhìn thấy không, báo ứng lập tức tới rồi đó. Chú vẫn luôn nói với cháu phải kiềm chế một chút, đừng tưởng rằng mình trẻ tuổi thế đã có thể ngồi trên cao như thế là tài giỏi, có vài người chỉ với một câu nói thôi là có thể khiến cháu mất mũ rồi. Cháu bây giờ vẫn còn là thay quyền giám đốc sở, vẫn chưa chính thức là giám đốc sở, cho dù là lên nhậm chức chính thức rồi thì cũng phải khiêm tốn trong lời ăn tiếng nói. Nhà chúng ta không được bao nhiêu người có thể chống đỡ nổi đâu. Với cháu thì chú nói thẳng, ngoại trừ chú với chú Văn gia thì cháu còn có thể tìm được người nào nữa. Họ Diệp kia tuổi mới tí mà đã có thể ngồi lên cái ghế phó trưởng ban quân vụ, nếu bên quân ủy không có chỗ dựa vững chắc kiên cố thì có thể thượng vị sao? Cháu đúng là đầu óc con lừa, tức chết được mà. Chú,
có phải có người nói gì rồi hay không? Khổng Đông Vọng mấp máy khóe miệng, sắc mặt có chút trắng bệch. Phải biết rằng, vì vị trí này của ngày hôm nay hắn cũng đã hao hết tâm lực, có một số thứ gần đi đến cảnh đạn hết lương thực chẳng còn mới có hy vọng thấy ánh dạng đông. Không đến liền thì sẽ có người đưa tay ra che chặn lại. Hơn nữa, đến đối thủ là ai cũng không rõ. Chú Văn gọi điện thoại tới, nói là cấp trên cần phải chọn người một lần nữa, nên quả thực là thế thì chắc chắn người ta khẳng định là không hài lòng với cháu nên mới làm vậy, cháu nói cháu còn có hy vọng sao? Rốt cuộc có phải do một cuộc điện thoại của họ Diệp gây ra hay không thì không có biện pháp nào khảo chứng. Tuy nhiên, xem ra cũng có chút liên quan. Bằng không, việc này cũng quá trùng hợp rồi. Cũng có khả năng là do đối thủ ra tay, tuy nhiên, chú cho rằng họ Diệp có khả năng cao hơn một chút. Chuyện tới quá đột ngột, nói đến là đến. Không cần phải nói nữa, chú lập tức mời Đinh tướng quân, cháu cũng đến nữa, ba người chúng ta đến Shangri-La. Mặt khác, cháu khẩn trương bố trí nhân lực toàn lực điều tra về tung tích bản vẽ. Nếu có thể tìm được bản vẽ thì có lẽ còn có đường mà chuyển đổi tình hình, bằng không, cháu phải chuẩn bị tâm lý đón nhận chuyện xấu hất đi. Khổng Văn Nhiên vẻ mặt nghiêm túc, nói. Cháu hiểu, cháu sẽ tìm được bản vẽ. Khổng Đông Vọng môi run run, lấy điện thoại ra điều động công việc, còn Khổng Văn Nhiên cũng khẩn trương gọi điện thoại cho Đinh Tam Căn. Đinh Tam Căn cũng không bắt bẽ gì Khổng Văn Nhiên, nói gì thì cũng ở cùng đơn vị là Bộ Tổng Tham Mưu, cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu cũng thấy. Hơn nữa, người ta tốt xấu gì cũng là trưởng ban tình báo, cũng không thể vì chuyện như vậy mà đắc tội. Tuy nhiên, Đinh Tam Căn cũng cực kỳ không muốn ra mặt, sợ sẽ làm cho Diệp Phàm không vui. Vì lai lịch của Diệp Phàm ông ta biết rất rõ, lúc ấy chuyển đưa Diệp Phàm lên chức phó trưởng ban nghe nói là do Triệu Bảo Cương tự mình dặn dò dàn xếp. Đinh Tam Căn cũng đã nghiền ngẫm không biết Diệp Phàm có phải là người mà Triệu Bảo Cương xem trọng hay không. Triệu Bảo Cương này có vẻ tôn nghiêm quá lớn, tuy nói hiện tại đã về hưu nhưng vẫn còn ảnh hưởng rất lớn, thế nên Đinh Tam Căn cũng không dám ăn nói ngông cuồng, nói Triệu Bảo Cương vô dụng. Hơn nữa, càng quỷ dị hơn chính là mới hơn một năm thời gian. Quân hàm của một thanh niên như Diệp Phàm đã tăng lên cấp thiếu tướng. Tuy nói chỉ kém một bậc, nhưng Đinh Tam Căn biết, quân hàm của cả hai căn bản là khác nhau một trời một vực, có biết bao nhiêu người đã ngã xuống ở trước ngưỡng cửa thiếu tướng. Lấy chính mình ra mà nói, đã bốn mươi mấy rồi mà mới lăn lộn tới cấp thiếu tướng, mà còn bỏ ra cả mạng già mới có được nữa chứ. Thiếu tướng Diệp Phàm, khẳng định là lập được công lớn nên cấp trên đặc biệt chiếu cố. Về phần lập công lớn gì thì Đinh Tam Căn không rõ lắm. Đến Việt Châu thì trời cũng đã hoàng hôn. Diệp Phàm mới đến Shangri-La, Kiều Viên Viên mắt đỏ hoe đã sớm đứng ở cửa chính đi đi lại lại trông mòn con mắt. Bên cạnh còn có một nam một nữ đứng cùng, tuổi tác so với Kiều Viên Viên thì không chênh lệch lắm, mặt mũi hơi hơi giống nhau, phỏng chừng chắc cũng là người của Kiều gia. Nam thì mặc quân trang, nữ thì nhìn qua hẳn là nhỏ tuổi hơn Kiều Viên Viên, vẻ mặt còn non nớt. Da trắng, nhìn rất thanh tú. Chương 1184, tỏ thái độ đứng về phía nào. Anh Diệp, cuối cùng anh cũng tới. Vừa nhìn thấy Diệp Phàm bước xuống xe, Kiều Viên Viên giống như gặp được tổ chức liền lao thẳng tới, nhào thẳng vào trong lòng hắn. Diệp Phàm nhẹ nhàng ôm và vỗ vỗ vai nói. Đừng lo lắng, có anh ở đây. Vâng, Kiều Viên Viên gật gù. Viên Viên, hắn chính là Diệp Phàm có phải không? Lúc này người thanh niên cao lớn đứng trước Kiều Viên Viên lên tiếng hỏi. Đúng vậy. Kiều Viên Viên mở miệng trả lời, chỉ vào hai người đó giới thiệu nói. Đây là anh họ em, Kiều Thế Hào, còn kia là em họ Nhâm Thái Phượng. Hai bên thản nhiên gật gật đầu xem như chào hỏi nhau. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Diệp Phàm nói, mấy người cùng vào khách sạn Shangri-La gọi thức ăn. Tra ra được địa điểm giam giữ chưa? Diệp Phàm ăn xong nửa chén canh, thở một hơi rồi hỏi. Vẫn chưa, không biết là bị bọn họ đưa đến địa phương nào rồi. Kiều Thế Hào rất điềm tĩnh khi nói chuyện. Rốt cuộc là ai làm? Diệp Phàm lại hỏi. Viện kiểm sát làm, cái này còn phải hỏi sao? Nhâm Thái Phượng nhếch miệng, không biết Diệp Phàm có phải là gã ngốc hay là thằng ngu không? Tôi không phải có ý hỏi như vậy. Diệp Phàm nói nhưng nhìn Kiều Thế Hào liếc mắt một cái. Kiểm sát trưởng Khương Nhất Lâm của Viện Kiểm sát tỉnh nghe nói là do Chủ tịch tỉnh Uông Chính Tiền ra sức ủng hộ đề bạt lên, chuyện lần này xem chừng không phải nhằm vào Kiều gia chúng ta, xem ra báo quốc chỉ bị liên lụy thôi.
Kiều Thế Hào hiểu được ý của Diệp Phàm, hơi có vẻ phẫn nộ, nói. Ý của anh là Uông Chính Tiền muốn chơi Tô Thanh Vân, hoặc Uông Chính Tiền muốn lôi Tô Thanh Vân xuống ngựa. Mà báo quốc đem tiền đưa cho Tô Hương Linh, nếu không phải nhằm vào Kiều gia, thì vì sao còn chưa chịu thả người, ít nhất thì chuyện giam giữ Kiều báo quốc cũng phải nói cho các anh biết. Diệp Phàm hỏi. Không nhất định là thế, nếu Uông Chính Tiền phát động công kích, nếu thả báo quốc, hoặc là cho chúng ta gặp anh ta, thì khẳng định Tô Hương Linh bên này cũng sẽ buông lỏng. Mặc dù hiện tại Uông Chính Tiền đã biết thân phận của báo quốc, nhưng lỡ đâm lao thì phải theo lao. Hơn nữa, Uông Chính Tiền này ở Bắc Kinh hình như là rất được phó bí thư phí của Ủy ban Kỷ luật Trung ương ủng hộ. Cho nên, người ta chưa chắc chịu tiết lộ, hơn nữa, ở Bắc Kinh gần đây các mối quan hệ khắp nơi đều có chút tinh tế, việc này lại chạm vào đỉnh đầu của người ta. Kiều Thế Hào với vẻ mặt ngưng trọng, xem ra việc này đối với Kiều gia mà nói cũng là một sự đả kích không nhỏ. Phó bí thư Ủy ban Kỷ luật Trung ương miệng thì thào một câu, tuy nói ngoài mặt không thay đổi sắc diện, nhưng trong lòng sớm biến sắc, loại tai to mặt lớn này không phải là thứ mà bọn côn trùng tép siêu như mình có thể dính vào. Trên bàn chợt nghe tiếng chạm ly của Diệp Phàm cùng Kiều Thế Hào, Kiều Viên Viên và Nhâm Thái Phượng căn bản là ăn không vô, hai người dương lỗ tai lên nghe, nghe hai người họ nói chuyện phiếm, tâm tình lúc vầy lúc khác nghe rất khó chịu. Kiều Viên Viên nước mắt lại rưng rưng ở hốc mắt, cố gắng không cho rơi xuống. Ừ, đây không phải là phó giám sát trưởng Diệp sao? Ha ha, không thể tưởng được ngài cũng ăn cơm ở trong này. Phía sau cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một giọng cười sang sảng. Đối với cách xưng hô với Diệp Phàm, Đinh Tam Căn cuối cùng lựa chọn chức vụ giám sát trưởng để xưng hô, đương nhiên so với chức vụ đương nhiệm của Diệp Phàm là bí thư đảng ủy công an thì cấp bậc cao hơn một chút, tên tuổi đương nhiên càng vang dội, danh hiệu cũng thế, cho nên Đinh Tam Căn cũng không trốn tránh gì. Về phần nói Đinh Tam Căn sao lại có mặt tại Shangri-La, đương nhiên cũng là do Khổng Văn Nhiên khéo léo an bài, bởi vì ông ta là đoàn trưởng. Cho nên bữa tiệc tối của tổ tuần tra bộ tổng tham mưu liền an bài tại Shangri-La, người ngồi đầy cả ba bàn tròn. Bởi vì các phòng riêng còn lại toàn bộ đã được người ta đặt chỗ rồi, cho nên mới an bài ở tại đại sảnh. Kỳ thật, chuyện này đều do Khổng Vọng Đông âm thầm sắp xếp mọi thứ. Mục đích thì đương nhiên là vì chú mình cùng Đinh Tam Căn có thể có cơ hội gặp Diệp Phàm, giúp mình nói hộ vài câu. Coi như là bỏ ra chút sức. Diệp Phàm dương mắt nhìn. Không phải phó trưởng ban thiếu tướng Đinh Tam Căn của ban quân vụ bộ tổng tham mưu thì còn ai vào đây? Bên cạnh còn có một người trông rất phúc hậu mà Diệp Phàm không biết tên. Là Đinh tướng quân sao, xin chào. Diệp Phàm đứng dậy đánh tiếng chào hỏi. Đinh Tam Căn cùng người kia bước tới. Đinh Tam Căn nhiệt tình chỉ vào và giới thiệu nói. Phó giám sát trưởng Diệp, vị này chính là trưởng ban của ban tình báo bộ tổng tham mưu đồng chí Khổng Văn Nhiên. Lần này Bộ Tổng Tham mưu phái đoàn tuần tra xuống tuần tra, ông với vai trò là đoàn trưởng, tôi thì chịu trách nhiệm phối hợp và đi cùng với đoàn trưởng Khổng, hay là cùng nhau uống vài chén. Xin chào trưởng ban Khổng, ngồi xuống đây uống vài chén đi, dù sao bàn bên này của chúng tôi cũng rộng chỗ. Diệp Phàm bất đắc dĩ nói, nếu người ta đã mời mình, qua thì khẳng định là không muốn qua, nhưng rõ ràng cũng phải đáp lễ, xem ra Đinh Tam Căn cũng không có khả năng cùng ngồi dùng cơm với mình. Chào thủ trưởng. Kiều Thế Hào bởi vì đang mặc quân phục, khi đã biết người ta là thủ trưởng thì không thể không chào hỏi. Cho nên, lập tức đứng lên chào theo nghi thức quân đội. Kỳ thật, Đinh Tam Căn người ta cùng Khổng Văn Nhiên vốn cùng mang quân hàm thiếu tướng, không cần giới thiệu thì Kiều Thế Hào cũng phải biết tự mà chào hỏi. Cậu ở chi bộ nào? Vì lôi kéo làm quen, Khổng Văn Nhiên cũng hạ người, thân thiết hỏi thăm Kiều Thế Hào. Báo cáo thủ trưởng. Tôi ở đệ nhất tập đoàn quân của quân khu Bắc Kinh đảm nhiệm vai trò sư trưởng, tên là Kiều Thế Hào. Kiều Thế Hào hơi có vẻ cung kính hồi đáp. Sư trưởng Kiều, tốt lắm, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Khổng Văn Nhiên mở miệng liền khen ngợi, còn giơ tay vỗ nhẹ vai Kiều Thế Hào tỏ vẻ thân thiết, tất nhiên là diễn trò cho Diệp Phàm xem rồi. Nếu người này ngồi dùng cơm cùng Diệp Phàm, thì có lẽ là bạn bè gì đây, cho nên, trước lôi kéo làm quen với anh ta vẫn không lo bị thiệt. Ừ, tư lệnh Kiều là thế nào với cậu? Đúng lúc này, Đinh Tam Căn đột nhiên hỏi. Bởi vì ông ta làm quân vụ trong bộ tổng tham mưu, cho nên, đối với một vài gia tộc có bề dày thì cũng có chút hiểu biết. Là ba tôi. Kiều Thế Hào bất đắc dĩ gật gật đầu nói. Khổng Văn Nhiên trên mặt liền hiện lên một tia kinh ngạc,
không thể tưởng được Diệp Phàm lại ngồi cùng thằng con của Kiều Hoành Sơn, tư lệnh viên của đại quân khu lĩnh Nam dùng cơm, điều này cho thấy. Khổng Văn Nhiên trong lòng thậm chí âm thầm toát mồ hôi, hiện tại cuối cùng đã có chút minh bạch, xem ra Diệp Phàm có thể được đề bạt nhanh như vậy là do sau lưng khẳng định có bóng dáng Kiều gia. Không thể tưởng được con trai của tư lệnh Kiều không ngờ lại là sư đoàn trưởng, lão Đinh, chúng ta đều già cả rồi, ha ha ha. Khổng Văn Nhiên sang sảng mỉm cười. Phải vậy chứ, che già măng mọc mà, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, chúng ta sớm hay muộn gì cũng phải lui về. Đinh Tam Căn cũng tiếp lời nói. Trưởng ban Khổng, phó trưởng ban Đinh, cùng ngồi xuống uống vài chén đi. Lúc này, Kiều Thế Hào cũng chỉ còn cách mời họ ngồi xuống, bởi vì hai người đó căn bản là không muốn bỏ đi. Hơn nữa lúc nãy Diệp Phàm cũng có mời qua nên hai người cũng không do dự, liền đặt mông ngồi xuống. Thấy Kiều Viên Viên yên lặng rót rượu, gắp thức ăn cho Diệp Phàm. Khổng Văn Nhiên và Đinh Tam Căn nhìn Kiều Viên Viên, xong quay lại nhìn Kiều Thế Hào, hai người nghiền ngẫm trong chốc lát, mới bình thường trở lại. Tuy nhiên, Khổng Văn Nhiên vẫn còn muốn xác định một chút, thuận miệng cười nói. Phó giám sát trưởng Diệp, cô gái này đối với ngài phục vụ rất chu đáo, ha ha. Đương nhiên, Khổng Văn Nhiên nói đây là nói giỡn, khuấy động không khí mà thôi. Thằng nhãi này diễn cũng rất đạt, rất đáng tán dương, nói mà người ta tuyệt đối tìm không ra nửa điểm giả tạo, dù sao gã cũng là cáo giả, cái này gọi là nghệ thuật quan trường. Khiến hai vị tướng quân chê cười rồi. Kiều Viên Viên thản nhiên cười cười, nhìn hai người liếc mắt một cái, nói thêm. Tuy nhiên, tôi thích thế này. Thật hạnh phúc. Ninh Tam Căn thở dài, thật có chút hâm mộ, nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, cười nói. Cô gái này là... Cô ấy tên Kiều Viên Viên, Thế Hào là anh họ của cô. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, biết hai người đều muốn thăm dò gốc gác của mình, nên cũng hào phóng nói ra, tránh cho người ta lãng phí tế bào não đi suy đoán, lãng phí tinh lực. Hóa ra là con gái của Bộ trưởng Viễn Sơn, ha ha. Ninh Tam Căn cười, trong lòng cũng đang âm thầm chấn động. Về phần Khổng Văn Nhiên thì lại thấy giật mình, cuối cùng đã rõ ràng. Nhận thấy Diệp Phàm hình như là con rể tương lai của Kiều gia, may mắn là mình đã đúng lúc ngăn chặn lại được hành vi ngu xuẩn của thằng cháu, bằng không, về sau thực không có biện pháp nào mà giải quyết cho xong việc. Hơn nữa, đối với chuyện chọn người lên ngồi ghế giám đốc sở của Sở An ninh Quốc gia Việt Đông nếu lần này cần tuyển lại thì xem ra do Diệp Phàm gọi điện thoại báo cho nhạc phụ tương lai là Kiều Viễn Sơn rồi, Kiều Viễn Sơn vì hắn mà ra mặt, gọi cho Bộ An ninh Quốc gia xử lý. Bộ An ninh Quốc gia tuy nói làm việc tương đối độc lập, nhưng việc bổ nhiệm cán bộ cấp bậc cao vẫn phải thông qua ban tổ chức trung ương. Khi Kiều Viễn Sơn nhúng tay vào thì Bộ trưởng của Bộ An ninh Quốc gia cũng phải suy xét nặng nhẹ chứ. Nếu cho Diệp Phàm biết suy nghĩ của lão già này, cũng không biết là phải khóc hay là cười. Hoàn toàn không thể tưởng được. Không lâu, Khổng Đông Vọng đương nhiên là phải chọn lúc thích hợp bước qua, tất nhiên là tìm đến đồng chí Khổng Văn Nhiên. Vừa thấy Diệp Phàm, đương nhiên là lập tức chạy tới tỏ vẻ xin lỗi, hơn nữa còn tích cực tỏ thái độ nói cho biết chuyện đó Sở An ninh Quốc gia đã hành động rồi, đã toàn lực phối hợp làm việc với Diệp Phàm rồi. Diệp Phàm biết rằng bên trong có mưu mẹo, tuy Đinh Tam Căn chỉ nói chuyện tâm tình và không nhắc gì khác, nên chỉ thản nhiên gật gật đầu. Không thể tưởng được Khổng Đông Vọng cũng là người rất có tính quyết đoán, Diệp Phàm vừa mới trở lại phòng, Khổng Đông Vọng không ngờ lại đi theo, thấy chung quanh không người, đột nhiên. Rất cung kính khom lưng hạ người, nói. Phó giám sát trưởng Diệp, về sau có chuyện gì mong chỉ bảo, Đông Vọng này máu chảy đầu rơi cũng tuyệt nghiêm túc thi hành. Đây là danh thiếp của tôi, luôn khởi động máy vào bất cứ lúc nào để chờ đợi. Khổng Đông Vọng kiên quyết tỏ thái độ về sau sẽ đi theo Diệp Phàm, có người đứng về hàng ngũ của mình Diệp Phàm đương nhiên vì vậy mà ra vẻ một chút, cảm thấy thằng nhãi này bị gõ vậy là đủ. Hơn nữa có thêm một trợ lực thì cớ sao không bằng lòng. Quan trọng hơn là Diệp Phàm đột nhiên nghĩ tới chuyện bên viện kiểm sát, nếu có thể mượn lực lượng an ninh quốc gia trong tay Khổng Đông Vọng đi thăm dò điều tra về chuyện của Kiều Báo Quốc thì có lẽ hiệu quả sẽ rất tốt. Diệp Phàm giơ tay ra tiếp nhận danh thiếp, cũng tiện tay đưa cho anh ta một tấm danh thiếp, nói. Có việc cứ gọi vào số điện thoại này, tuy nhiên, hiện tại có chuyện phải phiền anh đi giải quyết một chút. Xin cứ nói. Khổng Đông Vọng tỏ thái độ cung kính. Diệp Phàm đem chuyện Kiều Báo Quốc nói những thứ cần nói qua một lần, yêu cầu Khổng Đông Vọng lập tức điều tra rõ cụ thể địa điểm giam giữ Kiều Báo Quốc.
Khổng Đông Vọng tuy nói trong lòng có sự nghi hoặc, nhưng cũng không quan tâm được nhiều, lập tức gật đầu đi ra ngoài. Tuy nhiên, trước khi đi thì cũng ra vẻ ngập ngừng, nên đành giả vờ lúng túng. Có cái gì cứ nói thẳng. Diệp Phàm trong lòng biết rõ, biết gã đang muốn nói chuyện cái ghế chính thức. Chương 1185, đưa người ra. Bởi vì, Trấn Đông Hải đã từng đánh tiếng qua với mình, nói Khổng Đông Vọng người này một khi đã không phối hợp như vậy, thì không thích hợp ngồi vào vị trí giám đốc Sở An ninh Quốc gia một tỉnh lớn như tỉnh Việt Đông. Vâng, Phó Giám sát trưởng Diệp, tôi hiện tại chỉ là người thay thế chức vụ giám đốc Sở An ninh Quốc gia, vẫn chưa lên làm chính thức. Việc này vốn đã xong xuôi, cấp trên đã có quyết định cả. Nhưng cũng không biết vì nguyên nhân gì, hình như hiện tại có một vài biến cố, xuất hiện đối thủ mới. Cho nên, có thể xin Phó Giám sát trưởng Diệp nói giúp vài lời hay không? Khổng Đông Vọng vẻ mặt rất khó coi, nói. Anh ta đương nhiên không dám nói do Diệp Phàm hoặc do người nào đó đùa giỡn, chỉ dám nói có đối thủ mới. Ừ, việc này khó đây, bên an ninh quốc gia tôi không quen biết nhiều. Giống như việc bổ nhiệm này của anh phỏng chừng còn phải thông qua Bộ An ninh Quốc gia duyệt. Diệp Phàm nói tới đây thì cố ý nhìn qua Khổng Đông Vọng liếc mắt một cái, thấy thằng nhãi này khóe miệng mấp máy vài cái. Diệp Phàm im lặng một hồi, thấy trong lòng thằng nhãi này đang dày vò, nên mới nói thêm. Như vậy đi, tôi nhờ người ta giúp thử xem, có thể được việc hay không cũng không dám chắc, anh cũng phải chuẩn bị tâm lý mới được. Tuy nhiên, tôi sẽ hết sức. Diệp Phàm đương nhiên là muốn thằng nhãi này phải chịu chút dày vò về tâm lý, trả lời rõ quá thì sẽ không vui nữa. Chỉ có như vậy mới có thể khiến gã đau tận tim gan, ghi khắc vĩnh viễn, và đối với mình tất nhiên sẽ càng tôn kính hơn. Cảm ơn ngài, Đông Vọng như đã ghi trong lòng, một khắc cũng không quên. Khổng Đông Vọng vô cùng kiên định nói. Khổng Đông Vọng có chút không yên bỏ đi, bởi vì chuyện ngồi vào ghế giám đốc sở chính thức có biến cố rốt cuộc có phải Diệp Phàm làm hay không cũng không thể khẳng định. Tuy nhiên, nếu Diệp Phàm đồng ý ra mặt nhờ Kiều gia nói vào vài câu thì uy lực kia so với việc chính gã đi nhờ người khác nói chuyện sẽ lớn hơn n lần. Cứ như vậy, Khổng Đông Vọng mang theo tâm tình phức tạp mà bỏ đi. 3 giờ sáng. Nên làm thế nào mới có thể đưa Kiều báo quốc ra đây? Diệp Phàm căn bản không ngủ được, ngồi trên sofa nhắm mắt suy nghĩ. Nếu tìm được cách thì Diệp Phàm khẳng định sẽ không như thế này. Kiều Viên Viên vẻ mặt khổ sở ngồi bên cạnh Diệp Phàm không hé răng, liên tục rót thêm trà cho Diệp Phàm. Ừ, cảm thấy quá mệt, nên muốn nằm nghiêng trên sofa, Kiều Viên Viên chuyển vị trí ngồi, lấy gối lót trên đầu gối mình cho Diệp Phàm gối đầu. Kiều Thế Hào cùng Nhâm Thái Phượng ngồi phía đối diện trên sofa, nhìn thoáng qua cũng không lên tiếng, tuy nhiên, sắc mặt cũng khó coi, xem ra cũng đang nghĩ ngợi tìm biện pháp cứu người. Chuyện này không có thời gian chờ đợi đâu, nếu Kiều báo quốc bị định án, thì cả đời xem như xong rồi. Tiền đồ trong quan trường chính phủ xem như toi đời, mặc dù phía sau có cứu ra được thì cũng bị dính vết nhơ của ngày hôm nay rồi. Đúng lúc này, điện thoại vang lên, Vương Triều ở trong điện thoại nói. Báo với ngài tên trộm bản đồ xa lưới rồi, bị chúng tôi tóm ở phòng nhất dân, bản vẽ quân dụng đã tìm được. Người này tên Thái Dương, không có nghề nghiệp ổn định. Trước kia có xuất thân là quân nhân, nhưng đã về vườn, làm công việc đo đạc. Ngày hôm đó khi xe căn cứ bị lật gã phát hiện ra bản vẽ nên có chút kích động đã cầm đi một tấm. Sau trải qua nghiền ngẫm thấy đây là bản vẽ quân dụng. Cho nên, mấy ngày này luôn tìm kiếm người mua ở Việt Châu, muốn kiếm chút tiền tiêu vặt. Có bị tiết lộ ra ngoài không? Diệp Phàm hỏi. Không, bản vẽ này gã giấu rất kỹ, không ngờ gã giấu trong một đôi giày thối ở nhà mình. Vương Triều thiếu chút nữa cười thành tiếng. Bản vẽ, người mua. Diệp Phàm suy nghĩ, không lâu sau nơi khóe miệng không ngờ mỉm cười, dặn dò họ Vương nói. Anh bí mật đưa Thái Dương đến Shangri-La, tôi muốn đích thân tra hỏi. Việc này anh có nói với Tiền Sâm chưa? Được. Vương Triều đáp, còn nói thêm. Vẫn chưa nói, tôi báo ngài trước tiên. Có nói với anh ta hay không do ngài quyết định. Tốt lắm, tạm thời không cần nói. Lập tức đưa người qua đây, chuyện bên kia tôi sẽ thông báo. Diệp Phàm dặn dò nói. Anh Thế Hào, có thể như vậy hay không? Diệp Phàm đột nhiên thấy tinh thần phấn chấn, ngồi dậy, nhìn Kiều Viên Viên nói. Rót vài chén rượu đi em. Cậu đã nghĩ ra biện pháp. Kiều Thế Hào cũng khá buồn rầu, cha mình là Kiều Hoành Sơn kêu mình đến Việt Châu,
cũng đã có khảo nghiệm qua thực lực của chính mình, nếu có chút chuyện nhỏ mà xử lý không được thì về sau nói gì đảm nhiệm trách nhiệm lớn. Kiều Hoành Sơn và Kiều Viễn Sơn thật ra rất điềm tĩnh, bày ra cảnh cho tiểu bối đi gây sức ép. Cuối cùng nếu thật sự không được thì hai người bọn họ mới liên kết ra tay, nói vậy nếu kiểm sát trưởng Khương Nhất Lâm của tỉnh Việt Đông nếu có thể trụ vững thì xem ra gã rất có bản lĩnh. Đương nhiên, Kiều Viễn Sơn đã thông qua bạn tốt phát tin tức ra ngoài. Tuyệt không vì Kiều Báo Quốc mà cầu tình, bạn bè chỉ nhắc nhở Khương Nhất Lâm, nói Kiều Báo Quốc này chính là con trai của Kiều Viễn Sơn. Ừ, tất nhiên Khương Nhất Lâm có kiên cường như thế nào chăng nữa thì cũng phải độ lượng một chút với sự phẫn nộ của trưởng ban tổ chức trung ương. Ha ha, đợi tí nữa tôi sẽ hiểu rõ cả thôi. Diệp Phàm không tiện nói rõ, mặc dù Kiều Thế Hào là quân nhân, nhưng chuyện căn cứ Hùng Sơn vẫn không thể lộ ra lung tung. La! Kiều Thái Phương hừ một tiếng, nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, lại hừ nói. Thần bí làm quái gì, có bản lĩnh thì đưa anh báo quốc ra ngoài đi. Bằng không, thiệt thòi cho chị Viên Viên đối xử tốt với anh rồi. Phó giám sát trưởng Diệp, đã điều tra xong, Kiều Báo Quốc bị nhốt tại viện kiểm sát của thành phố Ngư Đồng. Khổng Đông Vọng đích xác rất có năng lượng, chỉ vài giờ đồng hồ không ngờ đã tra ra việc này. Chuyện này cho thấy thủ đoạn của bên an ninh quốc gia cũng thật sự không tệ, chỗ nào cũng ùn ùn nhúng tay vào được. Đương nhiên, Khổng Đông Vọng tranh công cũng là do cùng lúc có động lực cả thôi. Tôi biết rồi, anh làm tốt lắm. Diệp Phàm thuận miệng khen một câu rồi cúp điện thoại. Người đang ở viện kiểm sát của thành phố Ngư Đồng, anh có năng lực đưa người ra không? Diệp Phàm xem xét Kiều Thế Hào liếc mắt một cái, cố ý hỏi. Anh trai em thực ở đó sao? Kiều Viên Viên có chút xúc động. Hừ, có chỗ nào không phải là địa bàn của anh, muốn đưa người ra thì anh ra mặt vẫn tốt hơn. Huống chi, anh còn là bí thư đảng ủy công an thành phố Ngư Đồng, viện kiểm sát thành phố Ngư Đồng không phải là đơn vị anh quản trực tiếp sao? Kiều Thế Hào đánh ngược một cái, xem ra, cũng không giống hạn đèn cạn dầu. Ha ha, quái thật, lần này tư lệnh Kiều gọi anh đến Việt Châu, anh là được gì rồi? Người do tôi hỏi thăm. Chú ý tôi cũng nghĩ ra, chẳng lẽ đến người anh cũng không dám đưa ra. Diệp Phàm đương nhiên cũng không phải loại dễ dàng nghe theo. Có sẵn rồi thì vì sao muốn tôi ra mặt? Kiều Thế Hào lạnh lùng hừ nói, xem xét Kiều Viên Viên liếc mắt một cái. Nói ra thì có khả năng anh không hiểu được, đoạn thời gian trước, kiểm sát trưởng của Viện Kiểm sát thành phố Ngư là đồng Cố Khúc có xảy ra xung đột với tôi. Cố Khúc con người này cùng phó bí thư đảng ủy công an thành phố Ngư Đồng là Mã Bách Sinh cùng một nhóm người ở thành phố có mối quan hệ không tồi. Tôi mới đến Ngư Đồng, người ta không phục tôi. Cho nên, hỏi gã đòi thả người, xem chừng là chuyện không dễ dàng. Hơn nữa, người bị nhốt tại Viện Kiểm sát thành phố Ngư Đồng, người của Viện Kiểm sát tỉnh khẳng định cũng có mặt ở đó. Nếu Khương Nhất Lâm dám hạ thủ như thế, có lẽ còn phái thêm một vị phó kiểm sát trưởng giữ ở đó, anh nói đi. Tôi có thể quản được phó viện kiểm sát trưởng của tỉnh sao? Diệp Phàm dùng hòa khí giải thích, căn bản không tiếp nhận. Việc này tôi mặc kệ, do anh quyết định. Hơn nữa, Viên Viên của nhà chúng tôi không thể cho người khác lợi dụng không không được, dù sao cũng phải dùng chút thực lực để có chứ. Bằng không, dựa vào cái gì mà anh có thể bước vào đại viện của Kiều gia? Kiều Thế Hào vẫn lạnh lùng, bình tĩnh và thong dong, thằng nhãi này thật đúng là cao thủ về ăn nói. Diệp Phàm nghe mà thấy nhức cả đầu. Chợt hừ nói. Đại viện của Kiều gia, bản thân tôi có muốn bước vào hay không còn rất khó nói. Hừ. Anh họ, Diệp Phàm, các anh không cần đấu võ mồm, cứu anh trai em quan trọng hơn. Kiều Viên Viên không kìm nổi, oán giận nói ra tiếng. Ai lợi dụng em thì em nói nó đi, hừ. Kiều Thế Hào nắm chặt những lời này không buông, còn thản nhiên nhấp một ngụm hồng rượu, nhịp nhịp đùi. Anh ta biết, nếu Diệp Phàm không chịu ra tay thì Kiều Viên Viên quyết sẽ không bỏ qua, phụ nữ mà, có quấn cũng phải quấn chết người. Hơn nữa, đến Viện Kiểm sát thành phố Ngư Đồng đòi người thì chính Kiều Thế Hào cũng hiểu được trong lòng mình thiếu tự tin, tất nhiên là muốn giao cho Diệp Phàm rồi. Kiều Viên Viên mặt đỏ lên, biết những lời mình nói với anh trai là Kiều Báo Quốc đã bị truyền đến tai Kiều Thế Hào, bởi vì anh trai Kiều Báo Quốc cùng Kiều Thế Hào hai anh em họ có mối quan hệ rất thân thiết. Khi có chuyện đều nói cho nhau nghe. Đang nói thì Vương Triều đưa người đến. Diệp Phàm đưa vào trong phòng, Kiều Thế Hào cũng không thèm nói nữa, muốn đi theo vào, tuy nhiên đã bị Vương Triều ngăn cản. Rất xin lỗi, đây là chuyện cơ mật, anh không thể vào được.
Vương Triều đưa tay cản lại nói. Anh tính làm gì vậy, biến ngay. Kiều Thế Hào cảm thấy mất mặt, tay vung lên. Kiều Thế Hào cả ngày lăn lộn trong quân giới, hơn nữa từ nhỏ cũng học được vài chiêu từ chỗ Kiều Báo Quốc, thêm nữa ở trong quân đội được tôi luyện cho nên cũng thuộc dạng có thân thủ hàng nhị đẳng. Nào ai biết? Sát địa nhất hoán. Kiều Thế Hào đột nhiên cảm giác được một lực mạnh mẽ truyền đến, bị Vương Triều đưa tay ra tóm thiếu chút nữa đụng vào tường, lập tức có chút mơ hồ, thầm nhủ tên cảnh sát này có khí lực cũng không nhỏ. Còn như vậy nữa tôi sẽ không khách khí đâu. Vương Triều lạnh giọng hừ nói, anh ta mặc kệ Kiều Hoành Sơn là ai, anh ta chỉ nghe hiệu lệnh của Diệp Phàm. Tức giận rồi có phải hay không? Để tôi cân xem cân lượng của anh nặng đến đâu. Kiều Thế Hào đột nhiên có hứng thú, giống như phát hiện ra vùng đất mới, nếu Vương Triều thật có thể đánh thắng mình thì nói không chừng sẽ tìm cách lôi kéo người này về đơn vị của mình công tác. Bởi vì các sư đoàn của quân khu hàng năm đều phải tiến hành đại hội võ công, Kiều Thế Hào đang cảm thấy buồn bực vì không có người tài giỏi, xếp hạng hàng năm ở mức trung hạ du, thế nên đối với sư trưởng tập đoàn quân như anh ta mà nói thì quả rất khó coi. Tuy nói phó tư lệnh viên Triệu Quát không nói gì, nhưng Kiều Thế Hào biết, lão Triệu này chỉ nể mặt ba mình thôi, bằng không đã sớm mở miệng phê bình rồi. Gần đây nghe nói quân khu Lam Kinh tạo ra một lữ đoàn hỗn hợp hải lục, lữ đoàn tác chiến tổ hợp kiểu mới, là lữ đoàn binh chủng thí nghiệm mới. Quân khu Bắc Kinh ở thủ đô, đương nhiên không thể yếu thế hơn quân khu Lam Kinh. Cho nên, cũng lập tức thực thi kế hoạch, chuẩn bị tiến hành cho ra đời sư đoàn tổ hợp. Việc này rõ ràng phải cùng quân khu Lam Kinh lên võ đài thi đấu, thông qua trận tranh hùng trên võ đài của hai đại quân khu, những quân khu lớn khác như quân khu Lĩnh Nam, quân khu Liêu Thẩm đều tham gia hoạt động. Mặt ngoài là muốn tạo thành tổ hợp binh chủng kiểu mới, nhưng kỳ thực bên trong là cơ hội cho các đại quân khu âm thầm phân cao thấp. Hơn nữa, có tin tức ngoài luồn truyền ra cho biết, gần đây tư lệnh viên Trần Khải Việt của quân khu Lam Kinh cùng người phụ trách trước kia của sư đoàn báo săn là Thiết Chiêm Hùng rất thân nhau, khẳng định là nhắm trúng một vài năng lực đặc biệt nào đó của Thiết Chiêm Hùng khi làm huấn luyện quân sự trước kia. Là thượng cấp quản lý trực tiếp báo săn, Kiều Hoành Sơn của đại quân khu Lĩnh Nam như phát đại hỏa, không ngờ Thiết Chiêm Hùng đi ra từ chỗ báo săn nhưng ngược lại lại đi giúp Trần Khải Việt của quân khu Lam Kinh. Chương 1186, lái xe quân đội đi đòi người. Tuy nhiên, điều khiến Kiều Hoành Sơn có chút buồn rầu chính là việc báo săn bên ngoài tuy nói là trực thuộc đại quân khu Lĩnh Nam quản lý, nhưng kỳ thực có cũng bằng không, điều mà Kiều Hoành Sơn hiểu hơn ai hết đó là báo săn có đơn vị chủ quản khác, căn bản không phải đại quân khu Lĩnh Nam muốn sai khiến là sai khiến. Nói trắng ra là, chính Kiều Hoành Sơn cũng không có quyền sắp xếp vị trí đoàn trưởng của báo săn. Bởi vì, đơn vị chủ quản của báo săn là tổ đặc nhiệm quốc gia. Trực thuộc đơn vị bên dưới của đại quân khu Lĩnh Nam chỉ là danh nghĩa che mắt những người thiếu hiểu biết mà thôi. Vào thời kỳ nhạy cảm, các đại quân khu đều nhìn chăm chăm vào, luôn dò xét phản ứng của đối phương. Kiều Thế Hào đương nhiên cũng muốn ngồi vào vị trí sư trưởng của binh chủng kiểu mới này. Bởi vì nghe nói nếu sư trưởng của sư đoàn mới bao gồm hải quân, lục quân và không quân này nếu có thể thành công trong mô hình thí nghiệm này thì sẽ được trao tặng quân hàm thiếu tướng. Kiều Thế Hào tuy nói rằng chuyện nhận quân hàm thiếu tướng chỉ là chuyện sớm hay muộn bởi vì có cha là ủy viên quân ủy kiêm chức đại tư lệnh chống lưng. Chỉ có điều muốn nội trong tầm 3-4 năm có được quân hàm thiếu tướng, đợi đến lúc đó bản thân chỉ mới khoảng độ 33 tuổi, thế cũng quá nghịch thiên rồi. Mặc dù có dùng thực lực của Kiều gia cũng làm không được. Quân hàm thiếu tướng nói như vậy thì chỉ ít phải gần 40 tuổi mới có được. Kỳ thật, giống như Thiết Chiêm Hùng, cũng phải tới 37-38 tuổi mới được trao tặng quân hàm thiếu tướng. Còn Trương Hùng thì 35-36 tuổi. Cái này, còn bởi vì tổ đặc nhiệm A nữa. Đương nhiên, Diệp Phàm không tính toán, nếu Kiều Thế Hào biết được người ngồi đối diện mình là thiếu tướng thì chỉ có nước đâm đầu vào đâu đó mà chết cho xong. Chỉ dựa vào thân thủ của ông, thì chẳng có hứng chút nào. Vương Triều có chút khinh thường, lắc lắc đầu. Khinh thường tôi vậy hả, cứ thử xem nào. Kiều Thế Hào cố giả vờ phẫn nộ, thực ra là muốn thăm dò Vương Triều. Hiện tại tôi không rảnh, đợi xong công chuyện rồi thì tôi chẳng ngại người tình nguyện làm bao cát cho mình đâu. Vương Triều tỏ dáng vẻ kiêu căng, làm cho Kiều Thế Hào nghẹn họng. Nhìn thấy hai chị em Kiều Viên Viên và Kiều Thái Phương đang tức giận trừng mắt nhìn mình, mới nói. Được. Chuyện này đợi tôi xong công chuyện rồi thì sẽ tìm ông thỉnh giáo. Không lâu sau, Diệp Phàm đi ra vung tay nói.
gọi Tiền Sâm lên đây. Sau khi Tiền Sâm đến, Diệp Phàm giải thích một số việc. Tiền Sâm lập tức mang theo mất chiếc xe quân chạy thẳng vào thành phố Ngư Đồng. Diệp Phàm không đi, mà hắn đi bộ một mình, Kiều Thế Hào và Kiều Viên Viên đi. Bởi vì Diệp Phàm không tiện lộ diện, chỉ có thể đứng sau mà thôi. Đương nhiên, Khổng Đông Vọng ở Sở An Minh Quốc gia đã ở trong đội ngũ xe quân rồi, chuyện này ông ta ra mặt sẽ tốt hơn. Để thể hiện mình ông ta không chút do dự, dẫn theo mấy người nữa lái xe đi rồi. Trời đã sáng. Thằng nhóc này còn khá kiên cường, thẩm tra một ngày một đêm, không ngờ vẫn không khai nửa lời. 5 triệu kia, nó nói là có chỗ dùng đặc biệt, còn chỗ dùng thế nào thì không nói. Viện trưởng Cố, thành phố Ngư Đồng nhíu mày nói. Thôi vậy, không nói thì thôi. Hôm nay không cần ép hắn nữa, có chuyện gì thì không hay đâu. Phó kiểm sát trưởng tỉnh Khúc Bạch Thu trên mặt không chút thoải mái, thậm chí còn có chút lo lắng. Phó kiểm sát trưởng Khúc, lúc vừa bắt người không phải nói là phải nhanh chóng bắt hai người này, tại sao lại thay đổi như vậy? Cố Khúc có chút không rõ. 2. Khúc Bạch Thu thở dài, có chút khó chịu, liếc nhìn Cố Khúc một cái, nói. Chú em, nói thật với chú, hai chúng ta hôm nay là cùng thuyền sang sông. Cái này, Cố Khúc có chút không rõ, hai người căn bản giống như con trâu chấu đậu trên sợi dây. Hôm nay Khúc Bạch Thu vì sao lại đề cập đến chuyện này, thực có chút kỳ lạ. Chú không hiểu đâu, Kiều Báo Quốc và Tô Thái Phương đều là những kẻ có lai lịch, có thể nói là tổ ong vò vẽ. Khúc Bạch Thu và Cố Khúc quan hệ với nhau rất tốt, cho nên cứ việc nói thẳng. Tôi biết, họ Tô kia là nhân vật số một ở tỉnh, lúc đầu khi cử người đến, nói thực tôi rất lo lắng. Chuyện này một con tép siêu như tôi chen vào thì không hay. Tuy nhiên, viện trưởng Khương cũng thận trọng giao cho rồi, lại đích thân anh giải người đến, tôi đây còn cái gì để nói nữa. Mặc kệ nó, không phải còn có chủ tịch tỉnh Uông đứng sau nữa sao, chuyện này không phải là chủ tịch Uông muốn gõ đầu Tô Thanh Vân chứ. Cố Khúc vẻ mặt khó coi nói. Y nói nghe rất hay, nhưng thực ra trong lòng cũng không yên. Cấp trên đánh nhau, có khi kẻ gặp đen đuổi lại chính là mình. Đến lúc tính toán sổ sách, Tô Thanh Vân chẳng làm gì được chủ tịch Uông, và kiểm sát trưởng Khương thì liền đổ lên người một cán bộ cấp phó giám đốc sở như mình cũng chưa biết chừng. Tuy nhiên, Khương Nhất Lâm lại rất theo sát, mà Khúc Bạch Thu lại đích thân áp giải người, thêm vào đó là sự nâng đỡ của chủ tịch tỉnh Uông, thì Cố Khúc cũng chẳng xá gì. 2. Chú chỉ để ý đến việc chủ tịch Uông và Tô Thanh Vân đánh nhau, có thể chú không biết lai lịch của Kiều Báo Quốc, nói ra chỉ sợ tối chú lo không ngủ được thôi. Khúc Bạch Thu muốn ném quân bài chưa lật, bởi vì Khương Nhất Lâm dở thủ đoạn, bây giờ cũng lôi cả mình vào. Trước mắt mình và Cố Khúc là cùng thuyền sang sông, đương nhiên là phải bàn bạc cho kỹ, bằng không nếu con của trưởng ban tổ chức Trung ương Kiều nổi giận đòi mạng người cũng chẳng biết chừng. Mặc dù Khương Nhất Lâm cũng có chuẩn bị tâm lý, nửa đêm gọi điện đến, giao cho mình phải đối xử tử tế với Kiều Báo Quốc, nếu để xảy ra chuyện gì thì mình phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Khúc Bạch Thu cũng hoảng sợ. Liếc mắt một cái là nghĩ đến trên người Kiều Báo Quốc liệu có phải đã có người ra tay rồi. Vội vàng vận dụng các mối quan hệ để điều tra, thực sự có chút hoảng sợ, không ngờ Kiều Báo Quốc một thanh niên trông có vẻ bình thường lại có lai lịch ghê gớm như vậy, không ngờ lại là con cả của trưởng ban tổ chức cán bộ Trung ương Kiều Viễn Sơn. Cái này đúng là chọc vào tổ ong vò vẽ rồi, cho nên, liền vội vàng gọi điện cho Cố Khúc để dừng thẩm vấn lại. Cũng may mà cho Kiều Báo Quốc mấy cái bạt tai, mấy phát đá. Chứ không làm thương đến xương cốt, nếu không, gây ra họa lớn rồi. Đương nhiên, Khương Nhất Lâm cũng bực mình, bên này chủ tịch Uông soi kỹ, muốn mượn chuyện này để đánh đổ Tô Thanh Vân, nhưng bên đó bỗng nhiên mọc ra một sát tinh. Bên Kiều gia đã âm thầm kêu người truyền đạt cho mình mối quan hệ của họ và Kiều Báo Quốc. Nếu không biết còn nói được, đằng này muốn giả vờ cũng chẳng được rồi. Tuyệt đối không được. Việc này... Kiều gia chắc chắn sẽ không ngồi nhìn Kiều Báo Quốc và con dâu tương lai là Hương Linh gặp xui xẻo, chủ tịch Uông muốn nhân cơ hội để đạp đổ Tô Thanh Vân, e rằng không có khả năng. Tuy nhiên, chủ tịch Uông có lẽ tạm thời vẫn chưa tiếp xúc với Kiều gia, hay nói cách khác là Kiều gia vẫn chưa đàm phán với chủ tịch tỉnh Uông, hiện tại Khương Nhất Lâm chỉ có thể xem chừng và chờ đợi. Hơn nữa, trong lòng buồn bực lắm rồi, việc này không lắng xuống thì đâu thể yên tâm được. Kiều Báo Quốc trong tay mình. Đương nhiên, chủ tịch Uông không có lời, Khương Nhất Lâm cũng chẳng dám thả người, chỉ có thể đối xử tử tế với gã mà thôi.
không phải có lai lịch lớn chứ? Cố Khúc giật mình, hỏi. Đừng nói nữa thì hơn, biết lai lịch của nó là được rồi. Khúc Bạch Thu khoát tay, chỉ sợ nói ra rồi thì Cố Khúc sẽ đi bếp xếp, đến lúc đó lại xảy ra điều gì không hay. Tôi không sợ, mãi mãi đi theo bước chân của viện trưởng Khúc. Cố Khúc kiên quyết bày tỏ thái độ. Được, được. Khúc Bạch Thu nói hai chữ được, sau đó lại thần bí nói. Ba của Kiều Báo Quốc là trưởng ban tổ chức trung ương, cho nên, việc này. Khúc Bạch Thu vừa nói đến đây, Cố Khúc không nhịn được liền kêu lên một tiếng thất thanh, vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Khúc Bạch Thu, cái mặt y, trông còn khó coi hơn là khi khóc nữa. Lẩm bẩm nói. Thế làm sao bây giờ, chúng ta nhốt hắn, còn cho mấy cái bạt tai nữa. Mẹ kiếp, bọn này làm cái gì không biết, nếu biết sớm đã chấp pháp nghiêm chỉnh rồi. Nói đến đây, Cố Khúc đột nhiên kéo mở cửa, đi thẳng về phía phòng thẩm vấn, vừa đến cửa liền xông vào quát. Vương Đông có đây không? Tôi đang kêu người xác minh mấy con số. Vương Đông lần trước đã sửa cho Diệp Phàm, bây giờ cũng thành thật hơn, đáp. Cậu làm ăn kiểu gì vậy? Không phải đã nói phải chấp pháp nghiêm chỉnh hay sao? Cậu xem, sao lại tùy tiện đánh người như vậy? Là ai đánh thế này? Nói rõ cho tôi xem nào. Cố Khúc nói oang oang trong phòng thẩm vấn, đương nhiên là đang diễn kịch cho Kiều Báo Quốc xem. Vâng. Là Giang Lâm không nhịn được nên có đánh một chút. Vương Đông liếc mắt nhìn thủ hạ Giang Lâm một cái, thấy viện trưởng Cố như đang muốn hỏi tội mình, liền đổ ngay trách nhiệm lên người Giang Lâm. Hơn nữa y còn nháy nháy mắt, ra lệnh cho Giang Lâm phải nhận tội, rồi sẽ bồi thường sau. Là tôi đánh, lúc đấy tôi bực mình quá, nhưng người này cũng quá giảo hoạt, cứng đầu cứng cổ, cho nên tôi mới không kiềm chế được, viện trưởng phê bình tôi đi. Dưới sự ép buộc của Vương Đông, Giang Lâm đành phải nhận tiếng xấu này. Bụng nghĩ lúc đó ông còn hung dữ hơn cả tôi chỉ đá có một cái, còn toàn bộ là do ông đánh. Người đâu, giải xuống để thẩm tra xử lý ngay. Đã nói là phải chấp pháp nghiêm chỉnh, cho rằng Cố Khúc tôi nói giỡn hay sao? Việc này nhất định phải xử lý nghiêm túc, nên xử lý thế nào thì xử lý thế đó, quả thực là quá bừa bãi rồi. Cố Khúc vẻ mặt nghiêm túc, nói xong, hai người đằng sau định xông lên bắt người. Viện trưởng Cố, tôi chỉ đá thôi. Giang Lâm thấy Cố Khúc không giống như là đang diễn trò, nên vội vàng cãi lại. Nhưng lại bị Cố Khúc nghiêm mặt nói. Cứ đưa đi, phải xử lý để làm gương. Viện trưởng Cố, tôi chỉ đá có một cái, anh Vương kia mới đánh nhiều, vết thương kia đều là do anh ta gây nên. Giang Lâm vừa nghe thấy những lời đó, không kìm nổi liền cãi lại. Về phần Kiều Báo Quốc, lạnh lùng nhìn trò khôi hài này. Biết nhà mình có người ra tay rồi, nên rất bình tĩnh. Mẹ kiếp, chính mình vi phạm rồi lại muốn đổ lên đầu người khác, dẫn đi. Vương Đông hô to, Giang Lâm chỉ còn nước kêu trời. Việc này đương nhiên là Cố Khúc hiểu, chỉ có điều giả vờ không nhìn thấy. Bởi vì Vương Đông là tâm phúc của y không ra tay mà quay ra chừng trị con tép con Giang Lâm. Hơn nữa, Vương Đông còn là anh họ xa của nguyên cục trưởng cục tài chính An Lôi. Trước kia An Lôi còn cầm quyền thì ít nhiều cũng chiếu cố mình. Hơn nữa, nghe nói An Lôi còn là thân thích của Hà Trấn Nam trên thành ủy. Bất luận chuyện này có phải sự thật hay không, Cố Khúc vẫn cứ coi là thật. Bởi nếu làm An Lôi không vui, thì đồng nghĩa với việc làm nhân vật số 1 Hà Trấn Nam không vui. Chương 1187, mâu thuẫn của lãnh đạo cấp cao Việt Đông. Ở đây nói đi nói lại rất phức tạp. Vừa mới xử lý hoàn toàn việc này. Kiểm sát trưởng Cố Khúc lập tức nhìn Kiều Báo Quốc nói. Rất xin lỗi, phó chủ nhiệm Kiều, nhân viên phá án cấp dưới của tôi còn chờ để nâng cao, những người này tố chất rất phức tạp, bọn họ còn phải học tập. Chợt viện trưởng Cố nghiêm mặt, nhìn mấy nhân viên quát. Còn không đỡ phó chủ nhiệm Kiều trở về phòng nghỉ ngơi, phó chủ nhiệm Kiều hiện tại chỉ có tình nghi một chút, chưa có chứng cứ thì anh ấy vẫn trong sạch. Các cậu cả ngày như con gà cầm thẻ lệnh, một chút việc nhỏ còn làm không xong. Còn phải học nhiều. Ừ, cảm ơn. Kiều Báo Quốc thản nhiên nói một câu, đi nghỉ ngơi. Đương nhiên cũng hiểu Cố Khúc đang diễn. Cố Khúc hơi nhẹ nhàng thở ra, lại thở dài, hai mắt nhìn xa xăm. Không lâu sau, Viện Kiểm sát thành phố Ngư Đồng có một lực lượng xe vũ trang, một đám lính súng vác vai, làm ông bảo vệ sợ đến mức thiếu chút nữa tè ra quần, cuống quýt gọi điện báo tình hình. Cái gì? Xe quân sự, là bộ đội. Hoảng cái gì?
viện trưởng viện kiểm sát Cố Khúc và phó viện trưởng viện kiểm sát Khúc Bạch Thu ăn điểm tâm sớm một chút. Không rõ ràng lắm, chỉ nói muốn gặp viện trưởng. Bác bảo vệ nói. Tôi sẽ xuống. Cố Khúc vẻ mặt khó coi, nhìn Khúc Bạch Thu một cái. Anh đi trước, hỏi xem bộ đội ở đâu tới làm gì, lạ thật, quân đội tới đây làm gì. Không phải việc quân sự bí mật chứ. Khúc Bạch Thu khá bực mình, tự nhủ rằng nhà họ Kiều không dám điều quân đội đến cướp người. Việc này rốt cuộc là ai đã để lộ tin tức, quân đội trong tay Kiều Hoành Sơn tư lệnh, mượn binh từ quân khu Việt Châu là có thể. Anh là viện trưởng viện kiểm sát Cố. Khổng Đông Vọng nhìn ông ta một cái, sắc mặt đáng sợ, đen như mực. Đồng chí viện kiểm sát bình thường phá án cũng giống thế, cho nên không làm đồng chí Cố Khúc sợ. Hắn nghiêm mặt, hừ nói. Là tôi, các anh ở đâu, vì sao đem quân đến làm đổ cửa viện kiểm sát? Có biết đây là viện kiểm sát, là cơ quan hành pháp của nhà nước không? Đó là hành vi trái pháp luật. Kiều Báo Quốc có ở trong đó không? Khổng Đông Vọng lạnh lùng nói không thèm để ý. Anh là ai, hỏi cái này làm gì? Cố Khúc trong lòng chợt lạnh, nhà họ Kiều đã tìm đến cửa. Hơn nữa, người này hình như một chút cũng không sợ mình, chắc là người có lai lịch. Lấy cho xem. Người thư ký bên cạnh Khổng Đông Vọng lấy trong túi dự án một quyển giấy chứng nhận đưa cho Cố Khúc. Dám, giám đốc Khổng, ông muốn gì? Cố Khúc nhận xong vừa nhìn xuống cơ thể lập tức cứng đờ. Người này không ngờ là giám đốc an ninh quốc gia tỉnh, người như thế căn bản không thể trêu vào. Và lại không có việc lớn xảy ra người ta sao có thể lộ diện, đã lộ diện khẳng định là có chuyện lớn. Có liên quan đến an toàn quốc gia Cố Khúc không dám chống lại, làm không tốt đem chính mình rơi vào xuống vực. Giao Kiều Báo Quốc gia đây, y có chút việc liên quan đến an toàn quốc gia, việc này chúng tôi tiếp nhận. Giám đốc Khổng lạnh lùng hừ nói. Là giám đốc Khổng à? Đến khi nào vậy, đến vì việc chung có phải không? Lúc này đột nhiên truyền đến một giọng của người lớn tuổi. Khổng Đông Vọng quay đầu thuận miệng nói. Là kiểm sát trưởng Khúc, ông cũng ở đây. Rất tốt, hy vọng ông có thể nói với kiểm sát trưởng Cố một chút, yêu cầu hắn phối hợp với an ninh quốc gia chúng tôi, giao Kiều Báo Quốc gia đây, chuyện các ông, an ninh quốc gia chúng tôi tiếp nhận. Giám đốc Khổng, ông nói gì tôi không hiểu. Khúc Bạch Thu muốn đùa. Rõ ràng không muốn giao người. Bởi vì Khương Nhất Lâm không nói gì cũng chính là chủ tịch tỉnh Uông không lên tiếng, tuy mình muốn giao Kiều Báo Quốc cũng khó, nhưng cấp trên không lên tiếng tuyệt đối không thể giao. Cho nên, ông ta giả ngu. Đúng vậy, tôi không hiểu ý của giám đốc Sở Khổng, Kiều Báo Quốc là ai, chỗ chúng tôi hình như không có người này. Cố Khúc vừa nghe cũng kiên trì đến cùng, cố ý nói với Vương Đông. Phó kiểm sát trưởng Vương. Bên trong có người tên là Kiều Báo Quốc. Hẳn là không có, tôi lập tức kiểm tra. Vương Đông tự mình đi kiểm tra, không lâu đã trở lại, lắc lắc đầu. Hừ, đây là cái gì? Khổng Đông Vọng tức giận, thằng nhãi này không ngờ dám giả bộ ngớ ngẩn để lừa mình, an ninh quốc gia để anh đùa như vậy sao? Đưa ra một mấy bức ảnh. Mấy người Cố Khúc đảo qua, lập tức mặt đỏ ửng. Bởi vì mặt trên ảnh là hình ảnh Kiều Báo Quốc đang bị thẩm vấn. Địa điểm cũng rất rõ ràng, ngay tại Cục Công an thành phố Ngư Đồng. Hóa ra an ninh quốc gia đã bí mật điều tra, mà mình lại còn giả ngu. Ảnh này vừa mới chụp cách đây không lâu, mới mấy giờ trước. Muốn chúng tôi đem băng ghi âm điều tra ra để mọi người cùng nghe một chút. Khổng Đông Vọng lạnh lùng hừ nói. Không cần. Cố Khúc khoát tay áo, ý nói các anh là an ninh quốc gia có cái gì không thể tìm. Đến tôi nói chuyện với Tiểu Tam có bị các anh biết được hay không là điều khó nói. Tuy nhiên, an ninh quốc gia mặc kệ việc này, nên không chắc Trung Quốc có một đám cán bộ đen xuống ngựa. Phó kiểm sát trưởng Khúc, an ninh quốc gia là việc quan trọng nói như vậy ông sẽ không ngăn cản chứ. Khổng Đông Vọng biết Cố Khúc làm chủ nơi này, nhưng ông ta cũng chỉ là con rối, còn phải hỏi chính chủ là Khúc Bạch Thu. Tôi xin chỉ thị của viện trưởng Khương một chút. Khúc Bạch Thu vẻ mặt khó coi. Đi vào xin chỉ thị. Khương Nhất Lâm nghe xong mặt cũng khó coi, gọi điện thoại cho chủ tịch tỉnh. Nếu bọn họ chỉ cần Kiều Báo Quốc thì cho họ mang đi, Tô Hương Linh tạm thời thủ sắt, tốt nhất là lập tức rời đi, hơn nữa, nhanh chóng thẩm tra xử lý. Một giọng nói lạnh lùng trên điện thoại. Kiều Báo Quốc được xe quân đội đưa đi. Tiền Sâm không thích hợp xuất hiện ở văn phòng Diệp Phàm. Nhưng thật ra Khổng Đông Vọng đến văn phòng Diệp Phàm. Tuy nhiên,
Diệp Phàm lại đang họp ở đảng ủy công an, Khổng Đông Vọng trực tiếp vào phòng họp. Anh ta vẻ mặt uy nghiêm làm như toàn thể cảnh sát thành phố Ngư Đồng để cho Cố Khúc không để ý đến an ninh quốc gia, không phục tùng mệnh lệnh tổ chức. Hy vọng Diệp Phàm là bí thư đảng ủy quản lý vân vân. Tất nhiên Diệp Phàm cũng sắp xếp nhắc nhở Cố Khúc. Diệp Phàm lúc này tỏ thái độ nghiêm túc xử lý chuyện này, bảo phó bí thư đảng ủy công an Mã Bách Sinh trực tiếp thực hiện, vẻ mặt uy phong truyền mệnh lệnh, tạm thời cách chức kiểm sát trưởng Cố để điều rơ ta. Mã Bách Sinh muốn bảo vệ Cố Khúc nhưng Khổng Đông Vọng lạnh lùng nhìn chăm chú, cảm giác giống như bị theo dõi. Anh ta sợ bị thù nếu an ninh quốc gia vận dụng thủ đoạn điều tra mình hoặc là nói mình gây trở ngại cho hoạt động của an ninh quốc gia thì thật không được. An ninh quốc gia không cán bộ nào dám trêu chọc đám người này, đó là tự rước phiền vào người. Sau khi nhận được điện thoại, Cố Khúc vẻ mặt ảm đạm, biết lần trước va chạm với Diệp Phàm, lần này Diệp Phàm cố ý mượn an ninh quốc gia để ra tay với mình. Anh ta thầm than vận khí không tốt, không ngờ bị Diệp Phàm bắt được nhược điểm, nếu anh ta biết việc này chính là do Diệp Phàm sắp đặt không biết có thổ huyết hay không. Bởi vì y nằm mơ cũng không dám nghĩ Diệp Phàm có thể chỉ huy giám đốc sở an ninh quốc gia Khổng Đông Vọng. Tuy nhiên, kiểm sát trưởng Cố Khúc cũng là khó trả lời việc lần trước là có người giật dây, y cũng là bị ép, ngẫm nghĩ một chút, anh ta lấy điện thoại, đương nhiên là âm thầm hoạt động. Diệp Phàm, chị dâu em đâu? Bệnh viện thứ nhất thành phố Ngư Đồng, Kiều Báo Quốc được đưa vào phòng kiểm tra sức khỏe toàn diện. Kiều Viên Viên đang ngồi ở ghế dài ngoài cửa gọi điện thoại. Bởi vì chị dâu tương lai của cô Tô Hương Linh hiện tại không biết ở đâu. Việc này, Diệp Phàm đương nhiên biết, hắn đang cố ý làm khó dễ nhà họ Tô một chút. Muốn cho nhà họ Tô đến cầu mình một chút, để trả đùa gần đây nhà họ Tô bất kính với mình. Thứ hai cũng tiện tay tạo ra một ân tình. Về sau cần Tô Thanh Vân ủng hộ ông ta sẽ ngại từ chối, ba là có thể làm cho nhà họ Tô và nhà họ Kiều nhìn mình có sức nặng hơn. Đừng tưởng rằng mình trẻ tuổi, giống như một quả hồng nhũn. Chị dâu của em, việc này anh không rõ lắm, không tìm ra chỗ. Diệp Phàm đương nhiên là giả vờ. Vậy làm sao bây giờ, để anh trai em biết được sẽ lo lắng. Kiều Viên Viên có chút nóng nảy, chuyện chị dâu không giải quyết được cũng không thể. Anh sẽ cho người điều tra, đừng nóng vội. Diệp Phàm cố ý an ủi nói. Có phải anh nói dối không, anh trai em anh có thể điều tra ra, chị dâu em anh không tìm ra. Đừng nghĩ giả vờ ngớ ngẩn để lừa đảo, năng lực của anh em biết rõ. Anh chắc chắn là cố ý làm vậy có đúng không? Kiều Viên Viên nóng nảy, cáu. Cô nàng nói năng lực chính là nói đến thân phận của Diệp Phàm ở tổ đặc nhiệm A. Kiều Viên Viên không thể biết được mọi việc là do Giám đốc Sở An ninh Quốc gia Khổng Đông Vọng cố gắng muốn làm, còn tưởng là Diệp Phàm sử dụng thân phận bí mật tổ đặc nhiệm A. Khổng Đông Vọng trên thực tế là do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu ra nhưng thực sự bằng không. Đây chỉ là bên ngoài, hội nghị thường vụ của Hội đồng Nhân dân tỉnh chỉ là ngụy trang. Giống như Giám đốc Sở An ninh Quốc gia là vị trí quan trọng có liên quan đến an toàn quốc gia. Quốc gia không thể không nắm trong tay. Ý kiến của Bộ An ninh Quốc gia quan trọng nhất sau đến nhát vật số 1 của tỉnh ủy. Chọn người là từ hai nơi đó đến hội nghị thường vụ của Hội đồng Nhân dân tỉnh có quyết định là được. Viên Viên, đừng cho rằng ai cũng biết đúng không? Nói thật, em cũng biết, anh kiêm phó soái tổ nòng cốt thứ 8 của tổ đặc nhiệm A. Nhưng dù sao cũng là phó, hơn nửa chỉ là bỏ đấy, phó soái đơn giản chỉ là chức xuông thôi. Cho nên, chuyện tổ đặc nhiệm A trốn còn không được. Lại còn muốn theo chân bọn họ. Em cũng biết, chuyện của tổ đặc nhiệm A đều là việc rất nguy hiểm. Trước đây vài lần anh thiếu chút nữa chết, giống trận chiến ở đảo rắn ưng kia, tình hình đáng sợ hơn nhiều, anh là nhặt mạng mang về, lần đó em cũng có tham gia tính nguy hiểm anh không nói hết được. Cho nên, em chẳng lẽ muốn anh càng ngày càng lún sâu vào đó. Và lại, tổ nòng cốt thứ 8 ở báo săn em cũng biết, là ở Thủy Châu của Nam Phúc, đây là Việt Đông. Tổ đặc nhiệm A người khác phụ trách, tổ nòng cốt thứ 8 không quản lý được nơi này. Em đừng tưởng rằng tổ đặc nhiệm A bền chắc như thép, thật sự, tổ đặc nhiệm A bên trong, cũng là một cơ quan thuộc chính phủ, một quân khu lớn, nhân sự bên trong phức tạp, vì lợi ích các tập đoàn cũng xếp người vào đó, không phải một người có thể nắm trong tay tổ đặc nhiệm A. Tôi ở Thủy Châu còn có một chút năng lực, ở đây ai biết tôi chức phó, hơn nữa chức phó không thể côn di khai. Chẳng lẽ em mong anh cầm chức phó này đi cầu người ta giúp đỡ, về sau, liền khó rời tay. Đương nhiên, nếu em muốn thế anh sẽ không do dự đi làm.
Diệp Phàm nói dối không ngượng mặt, nếu Trấn Đông Hải nghe được chắc phải thán phục. Hơn nữa, cậu ta lại sử dụng bài bi tình, tất nhiên là muốn đại tiểu thư Kiều thông cảm. Việc này, Kiều Viên Viên trầm ngâm một hồi, thật sự tin, bởi vì Diệp Phàm nói nửa thật nửa giả, người ngoài nghe có vẻ như thật. Chợt, Kiều Viên Viên thở dài nói. Vậy để em nói với bác Tô một chút, để ông ấy nghĩ cách. 3 ngày sau, Kiều Báo Quốc trở lại bệnh viện số 1 tỉnh điều trị. Thật ra cậu ta chỉ bị tát mấy cái, đá mấy cái, căn bản là không có việc gì, đương nhiên cũng phải giả vờ nằm vài ngày. Cậu nhóc này cũng có chút năng lực, không tồi. Nhà họ Kiều ở Bắc Kinh, Kiều Viên Sơn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống sofa. Báo Quốc là người gặp họa có phúc ha ha ha. Tư lệnh quân khu lĩnh Nam Kiều Hoành Sơn ngồi trên sofa, vẻ mặt nghiêm túc cũng tỏ ý tán thành. Ừ, cậu nhóc này dùng thủ đạo càn khôn đại na địa ủy vừa đúng, việc này với báo quốc nên là học kinh nghiệm. Sao lại có thể vì Hương Linh tham ô 500 vạn của phòng đôn đốc tỉnh ủy? Bị Khương Nhất Lâm theo dõi, thiếu chút nữa tận diệt. Khương Nhất Lâm chắc cũng không nghĩ báo quốc là người nhà họ Kiều chúng ta cuối cùng đâm lao phải theo lao đi đến cuối. Không thể tưởng tượng được Diệp Phàm cũng không biết dùng cách nào, không ngờ có thể làm giám đốc Sở An ninh Quốc gia tỉnh Việt Đông Khổng Đông Vọng ra sức vì hắn. Cậu nhóc này hơi thần, đại ca, anh nói có đúng không? Kiều Viễn Sơn nhìn đại ca Kiều Hoành Sơn hỏi. Ừ, Khương Nhất Lâm là do Uông Chính Tiền ở Việt Đông đề bạt, căn bản là người hầu của hắn. Trước kia mà nói, Triệu Sương Sơn chưa tới đây, Uông Chính Tiền khá mạnh, cứng rắn, với bí thư tỉnh Lôi Đạo Toàn có chút chứng chọi đá. Mà bí thư thành ủy Tô Thành Vân lúc đó cùng Uông Chính Tiền khá thân, trong hội nghị thường vụ, Tô Thành Vân thường xuyên ủng hộ Uông Chính Tiền. Tuy nhiên, Triệu Sương Sơn tới Việt Đông, giống như vận mệnh đã có sự thay đổi. Triệu Sương Sơn đương nhiên muốn tẩy bài một lần nắm chặt hội nghị thường vụ trong tay. Khéo léo chính là Uông Chính Tiền cùng Tô Thành Vân hình như vì thế xảy ra xa cách. Hơn nữa càng lúc càng mãnh liệt, Tô Thành Sơn có vẻ muốn tách khỏi tập đoàn Uông Thị. Việc này chỉ sợ có bóng dáng của Triệu Sương Sơn, Uông Chính Tiền vì muốn trói chặt Tô Thanh Sơn, khuyên không được đương nhiên phát ra cảnh báo không hiệu quả thì ra tay gõ ông ta. Gõ không có hiệu quả nên mới dẫn đến sự việc hôm nay xảy ra. Kiều Hoành Sơn ánh mắt hình như có thể nhìn thấu quan trường Việt Đông, không thiệt là ủy viên quân ủy. Đại tư lệnh lĩnh Nam, một trong hai người cầm lái nhà họ Kiều. Chương 1188, Kiều gia và Triệu gia. Ừ, lần này là tập đoàn Uông Thị nặng tay, xem chừng không phải đơn giản là gõ mà nhìn họ hành động, chỉ sợ không phải là muốn bắt Tô Hương Linh vì 5 triệu hay 20 triệu mà mục đích chính là đạp đổ Tô Thanh Vân. Mà báo quốc nhà chúng ta cũng bị liên lụy, tuy nhiên, hiện tại bọn họ đã biết thân phận của báo quốc, không biết có tính toán khác hay không. Dù sao, báo quốc là một người ngay thẳng, Tô Hương Linh không thể không cưới, việc này chúng ta lại không thể mắt thấy nhà họ Tô xui xẻo. Thật sự là càng nói càng dối ôi. Và lại, tôi thật sự không nghĩ là nhúng tay vào quan trường Việt Đông, nơi này rất phức tạp. Nếu chúng ta ra tay ép Uông Chính Tiền, vị họ phí phó ủy ban kỷ luật trung ương sẽ nghĩ chúng ta bắt chó đi cầy, xen vào việc của người khác. Việc này đồng minh của chúng ta đều không muốn thấy. Tự dưng gây nguy hiểm thật là không sáng suốt, báo quốc ơi là báo quốc, rốt cuộc là nghĩ cái gì? Con gái bao nhiêu người? Người nhà họ Kiều chúng ta chẳng lẽ lại không cưới được vợ, hồ đồ. Kiều Viễn Sơn đập một quyền lên bàn, âm thanh răng rắc vang lên. Việc này có chút lạ, quan trọng nhất là lão Triệu có lợi thế. Chúng ta đàn áp Uông Thị, Triệu Sương Sơn ngồi nhìn hổ đấu, cuối cùng là ngựa ông đắc lợi. Chắc là Triệu Sương Sơn cũng thấy Uông Chính Tiền và Tô Thanh Vân xa cách, nếu Tô Thanh Vân bị ép quá, phản kháng lại, chắc Triệu Sương Sơn sẽ ra tay giúp đỡ Tô Thanh Vân một phen. Đến lúc đó, kéo y về tập đoàn chính trị của mình cũng có khả năng. Lão Triệu cũng không có nhiều tình cảm với chúng ta, tất cả mọi người đều là bằng mặt không bằng lòng. Tô Thanh Vân nếu vào tập đoàn của nhà họ Triệu, đối với chúng ta mà nói thì khá bất lợi. Mà về phương diện khác, chúng ta chẳng những mất đi sự hỗ trợ của nhà họ Tô mà còn mất đối thủ ngang sức với tập đoàn Tiền Thị. Vị họ Phí ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương thật sự là người nhà nhưng khá quyết đoán. Nghe nói gần đây tiếng nói cũng khá cao, Phượng Bảo Sơn lui người tiếp nhận chức vụ có thể là y. Kiều Hoành Sơn cau mày, có chút khó xử. Vẻ mặt ít nhìn thấy của Kiều Hoành Sơn. Bằng Bạch cũng có khả năng trở thành một trong 9 thành viên trong bộ chính trị,
đối lập với nhà họ Phí. Đại ca, tôi quyết định, chuyện nhà họ Tô chúng ta không ra tay, tin là Triệu Sương Sơn sẽ ra tay. Đương nhiên, chúng ta nói bóng nói gió sẽ giúp đỡ được một chút, nếu báo quốc cưới Hương Linh, quan hệ giữa nhà họ Tô và chúng ta là thông gia, không thể quá mất phong độ. Kiều Viễn Sơn hình như hạ quyết tâm. Việc này có lẽ có thay đổi. Kiều Hoành Sơn đột nhiên thản nhiên mỉm cười. Thay đổi, không có người ngoài tham dự vào thay đổi là không có khả năng. Kiều Viễn Sơn lắc đầu, nhấp một ngụm trà. Ha ha, Viễn Sơn, cậu đã quên tên họ Diệp kia. Kiều Hoành Sơn thản nhiên cười nói. Hắn. Kiều Viễn Sơn buông chén trà xuống, nhìn đại ca một cái hừ nói. Một phó giám đốc sở có thể có năng lực gì? Mặc dù là Khổng Đông Vọng ra tay giúp hắn chẳng lẽ còn có thể làm chó săn giúp đỡ hắn? Người này cũng lạ, tuổi còn trẻ không ngờ có thể được Lý Khiếu Phong ở Bộ Quốc phòng ủng hộ. Tuy nhiên, Lý Khiếu Phong đã nghỉ hưu, sức mạnh cũng giảm bớt. Người đi trà lạnh, tuy nói là không thể nhìn toàn bộ nhân sự bên trong nhưng nếu ông ta nói, cũng sẽ có cách. Cậu nhóc này thật sự không đơn giản, anh không phải mới nói hắn đùa càn không đại na địa ủy khá tài giỏi sao? Chuyện báo quốc tham ô chẳng những đã giải quyết, hơn nữa không ngờ còn có thể chuyển thành làm thế vì lợi ích chung. Thấy không, một tên nhóc có quyết đoán, ánh mắt rất độc đáo, to gan lớn mật, không ngờ dám dùng an ninh quốc gia để đe dọa. 5 triệu có thể làm báo quốc vào tù, cậu nhóc này làm thành mượn tiền mua bản vẽ quân sự, lấy tiền của phòng đôn đốc tỉnh ủy là để mua bản vẽ quân sự. Việc này hợp lý nhưng không hợp pháp nhưng thực tế tiền là chuyện nhỏ, công việc là chuyện lớn. Việc này cũng phân rõ chủ yếu và thứ yếu. Chúng ta đương nhiên là phải đánh giá một chút, thứ yếu đôi khi thành dâu ria. Kiều Hoành Sơn không ngờ dùng lời lẽ có vẻ khâm phục này. Ừ, báo quốc còn được Sở An ninh Quốc gia phát thưởng vệ quốc, tiền thưởng 3-4 vạn. Việc này còn thông báo đến Bộ An ninh Quốc gia, gửi bản sao đến tỉnh ủy tỉnh Việt Đông. Việc này đối với báo quốc mà nói là một tài nguyên chính trị. Về sau đề bạt trong chính trị căn bản là không cần suy xét vấn đề gì. Hơn nữa, Uông Chính Tiền cũng phải nghĩ lại, con tôi ông ta có thể tùy tiện bắt sao? Kiều Viễn Sơn không ngờ thản nhiên mỉm cười. Việc này chúng ta chờ xem, Uông Chính Tiền có thể bồi thường gì cho báo quốc, ha ha. Ông này, vài ngày nay Hương Linh chưa có tin tức, vậy phải làm sao bây giờ một cô nàng nếu bị đánh thì sẽ thế nào? Báo quốc là đàn ông mà bị đánh đến như thế. Con nhỏ làm sao chịu được? Anh mau nghĩ cách cứu nó ra đi, nếu không, tôi không để yên cho ông. Bà xã của Tô Thanh Vân Diệp Tuệ vốn cơ thể không khỏe, mấy hôm nay vì lo lắng chuyện con gái đã đổ bệnh. Bác Tô, bác mau nghĩ cách đi. Kiều Viên Viên cũng đứng cạnh lau nước mắt. Cách, có cách, người cũng không thấy mặt, có thể nghĩ cách như thế nào? Mặt Tô Thanh Vân đen như mực. Tôi đi tìm Phó Chủ tịch tỉnh Lâm để nói với ông ấy một chút. Tô Quốc Hưng vội vàng ra cửa, bởi vì y là thư ký chuyên trách của Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Lâm Phong. Ngồi xuống cho tôi. Tô Thanh Vân quát, vẻ mặt tức giận, Tô Quốc Hưng ngồi xuống. Ông ta nhìn con trai một cái, thở dài nói. Con không hiểu, vài ngày nữa chức thư ký của con cũng chấm dứt, cha đã cho người tìm một vị trí khác, đến huyện làm cho nhớ. Sao lại có thể thế được? Phó Chủ tịch tỉnh Lâm đối với con rất tốt. Tô Quốc Hưng vẻ mặt kinh ngạc. Trước kia cha mình và Phó Chủ tịch Lâm khá tốt, trong hai người họ thường xuyên thấy bóng dáng Uông Chủ tịch tỉnh. Tuy nhiên, gần đây hình như ít gặp mặt, Tô Quốc Hưng còn tưởng ba người đều bận, cũng không quan tâm đến. Việc cha vừa nói, cũng có cảm thấy có chút lạ, chu mồm lè lưỡi nhưng không hỏi lại. Ôi, con không hiểu đâu, việc này con cũng đừng hỏi cứ làm tốt công việc của mình là được. Tô Thanh Vân khoát tay áo. Thanh Vân, hay là nói với Diệp Phàm một chút. Có lẽ hắn có cách. Diệp Tuệ nhìn Kiều Viên Viên nói. Một cán bộ cấp phó giám đốc sở có thể có năng lực gì để tìm ra Hương Linh, việc này, đến tôi cũng khó giải quyết. Tô Thanh Vân vẻ mặt thản nhiên nói. Đương nhiên, Kiều Viên Viên cũng phát hiện trên mặt ông ta một tia khinh miệt và khinh thường, vốn biết rõ khả năng của Diệp Phàm, nhưng cũng không thể nói, trong lòng mơ hồ có chút phẫn nộ. Cầu hắn làm gì, một thằng nhóc phó giám đốc sở. Cái đuôi cũng vểnh lên rồi. Tô Quốc Hưng đứng bên cạnh cũng lạnh lùng hừ nói, ánh mắt nhìn về phía Kiều Viên Viên, thầm nghĩ đến gia thế thâm hậu của Kiều Viên Viên, lập tức có chút chua xót. Báo quốc không phải là hắn cứu ra sao? Hơn nữa còn là có họa gặp phúc,
cái gì là vệ quốc thưởng, nghe nói đều đã thông báo, mấy ngày nữa bằng khen và tiền thưởng sẽ đến. Báo quốc được lợi rồi, nếu giám đốc Khổng tốt với hắn như vậy, có lẽ còn mời hắn và giám đốc Khổng có lẽ có thể đem Hương Linh ra được. Vinh dự cái gì thì chúng ta không dám nghĩ, chỉ cần Hương Linh bình an là được. Diệp Tuệ vẻ mặt u buồn, nói. Việc này rất phức tạp, bà không hiểu, báo quốc không phải là mục đích chính. Tô Thanh Vân thiếu chút nữa quát lên. Ý của ông là ở tỉnh có người nhằm vào chúng ta, vậy còn không nhanh chóng bàn bạc với Chủ tịch Uông và Phó Chủ tịch tỉnh Lâm. Ba người có thể có cách. Diệp Tuệ đương nhiên không hiểu chồng đang nói gì, vội nói. Thôi vậy, không nghe bà nói nữa, việc này để tôi nghĩ cách, chờ một chút xem. Tô Thanh Vân khoát tay, nhìn Kiều Viên Viên một cái, trong lòng tức giận vì nhà họ Kiều bàng quan không có thái độ gì, chỉ có điều không biểu hiện ra ngoài thôi. Dù sao, nhà họ Kiều cũng là những người ở Bắc Kinh mà ông ta không thể đắc tội. Trước kia nhà họ Kiều chỉ là gia tộc cấp 3, hiện tại không ngờ vượt qua nhà họ Cố và nhà họ Tào, hai anh em Kiều Hoành Sơn và Kiều Viễn Sơn giúp nhà họ Kiều lớn mạnh. Hiện tại nhà họ Kiều đã bước vào gia tộc thứ 2 của Bắc Kinh. Có thể bước vào gia tộc thứ nhất không, đương nhiên phải xem nhà họ Kiều có bước đột phát không. Ít nhất, trong 3 năm tới là không có khả năng. Kiều Viễn Sơn cũng vừa trở thành trưởng ban tổ chức trung ương, Kiều Hoành Sơn vẫn ở vị trí phó chủ tịch quân ủy, cho nên, tuy nói nhà họ Kiều thế như lửa nhưng lực cản cũng không nhỏ. Đáng tiếc chính là lần trước phó chủ tịch quân ủy Triệu Bảo Cương nghỉ, Kiều Hoành Sơn không thể tiếp nhận vị trí đó, mà Kiều Viễn Sơn cũng vừa vào bộ chính trị, muốn trở thành một trong 9 người lãnh đạo quốc gia trong 5 năm là không cần nghĩ. Bằng không, nhà họ Kiều một bước sẽ tiến vào gia tộc hạng nhất của Bắc Kinh. Nhà họ Kiều cùng các gia tộc lâu đời, giống như nhà họ Trấn, nhà họ Triệu, nhà họ Phượng và các gia tộc khác, so sánh thì vẫn có sự chênh lệch. Chênh lệch này không phải 1-2 năm có thể đuổi theo, cũng phải tốn rất nhiều công sức, có lẽ đột nhiên phát sinh biến cố, nhà họ Kiều ngã xuống cũng có thể. Cho nên, kết cấu ở Bắc Kinh bất cứ lúc nào cũng có thay đổi, tháng này một gia tộc có người ngồi trên vị trí lãnh đạo, thì nhà này cũng thế mà lên cao. Mà như nhà họ Cố bị người ta cho một nhát dao, lập tức liền uể oải đi xuống, hiện tại đã suy yếu đến những gia tộc hạng 3. Hoàn toàn mất vị trí trong những gia tộc hạng 2. Một thế hệ hưng suy phải cân nhắc, một gia tộc hưng suy cũng phải tốn công sức. Lại 10 ngày qua, nhanh chóng đến tháng 5. Tuy nhiên 10 ngày này, với nhà họ Tô mà nói rất lâu.